Từ trong sâu thẳm tâm hồn Tần Lạc, quả thật hắn trốn tránh Văn Nhân Mục Nguyệt. Ví dụ lần này quay về Yến Kinh, sau khi đi gặp tất cả những người khác, hắn tới thăm nàng cuối cùng. Hơn nữa là vì có việc cần nàng giúp. Tần Lạc thực sự không muốn thừa nhận điều này, càng không muốn suy nghĩ sâu xa loại nhân tổ tiềm thức này. Tóm lại đáp án đơn giản chỉ là vì Văn Nhân Mục Nguyệt là một boss của một tập đoàn khổng lồ tầm cỡ thế giới, nàng sao có thể giống như Vương Cửu Cửu, chỉ cần muốn là tìm tới nói chuyện. Anh mới từ Thụy Điển về. Anh rời Yến Kinh đã lâu, khi về có rất nhiều chuyện cần xử lý. Em xem, khi có thời gian là anh tới gặp em ngay, Tần Lạc cười nói. Khi thấy Tần Lạc không muốn thừa nhận điều này, Văn Nhân Mục Nguyệt không muốn dồn ép hắn. Người thông minh có thể phân tích nội tâm của đối phương, nàng hiểu sự e ngại của Tần Lạc. Chuyện của Bộ trưởng Thái có vấn đề gì không? Tần Lạc lo lắng hỏi. Không thành vấn đề, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bộ tổ chức đã tới nói chuyện với ông ấy, nói là muốn ông ấy lui về tĩnh dưỡng sức khỏe. Hơn nữa anh còn nghe nói đã bê nhiệm Bộ trưởng Hoàng. Không thể dễ dàng sửa đổi đâu. Bất kỳ chuyện nào cũng có thể thay đổi được, Văn Nhân Mục Nguyệt nói vẻ cực kỳ tự tin. Vậy làm phiền em nhiều quá, Tần Lạc nói. Hắn biết Văn Nhân Mục Nguyệt không bao giờ đánh cược một cách tùy tiện. Nếu như chuyện nàng không chắc có thể làm được, nàng không bao giờ nói ra. Thật ra hôm nay anh tới còn có một chuyện khác. Văn Nhân Mục Nguyệt chăm chú nhìn Tần Lạc, giống như một cô học trò nhỏ. Tình cảnh này khiến trong người Tần Lạc nảy sinh một cảm giác thỏa mãn khó có thể nói nên lời. Văn Nhân Mục Nguyệt nàng giống như một nữ thần cao quý, khó với tới, nhưng nàng lại đang chăm chú nghe hắn nói, hơn nữa còn vô cùng thành kính. Phải biết rằng đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng đều yêu thích hư vinh. Có liên quan tới người đóng vai Tần Lạc Nhất Đại Y Vương, Tần Lạc giải thích, khi anh đi Thụy Điển, trên máy bay, anh đã gặp ngôi sao Đường Trạch Vũ mà lúc trước chúng ta đã tuyển chọn. Anh cố gắng nói chuyện một chút với anh ta về Trung Y. Cũng có thể là anh đã quấy rối sự yên tĩnh của anh ta nên thái độ của anh ta khá hờ hững. Sau đó anh cố tình hỏi, anh ta đã hạ thấp giá trị của Trung Y. Tần Lạc dừng lại một lát rồi nói tiếp, em chắc là hiểu rõ. Anh đồng ý làm một bộ phim dạng tự truyện không phải là vì nổi tiếng hay là vì kiếm tiền. Anh chỉ hy vọng thông qua bộ phim này người dân hiểu biết hơn về Trung Y, sử dụng Trung Y, yêu mến Trung Y, ủng hộ Trung Y. Nói là chỉ là đóng phim mà không hẳn chỉ là đóng phim. Anh tuyệt đối không chấp nhận một người làm phim mà không thích, thậm chí chống lại Trung Y. Anh không cần giải thích với em điều đó, thái độ của Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn không đổi, nàng nói, một khi anh đã không thích thì đổi lại. Dù sao vẫn phải nói rõ ràng, vì dù sao bên em là nhà đầu tư. Em không phải là đầu tư thương mại, không phải là kiểu đầu tư kiếm tiền, Văn Nhân Mục Nguyệt bác bỏ điều đó. Em chỉ là người tài trợ anh. Tài trợ Trung Y, Văn Nhân Mục Nguyệt không để ý tới gương mặt vô cùng bối rối của Tần Lạc, nàng nói một cách thẳng thắn. Nói không chừng có thể kiếm được tiền đó, Tần Lạc thầm chột dạ nói. Trong thời kỳ mà phim Hollywood tràn ngập thị trường, nền điện ảnh trong nước đang trong thời kỳ gian khó. Một bộ phim về đề tài Trung Y vô vị, muốn bán được nhiều vé, thu hút được người xem, có thể nói là đang nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói tới Văn Nhân Mục Nguyệt là thương nhân thành thạo trong thương trường, mà ngay cả một người không biết kinh doanh là gì như Tần Lạc cũng tin rằng hình thức đầu tư này hoàn toàn không thu được lợi nhuận. Em đã tính toán qua, tỷ lệ kiếm được tiền chỉ có 6%, hành động kiếm tiền kiểu này là cực kỳ không có lý trí. Tới khi đó anh sẽ tận lực hỗ trợ tuyên truyền, Tần Lạc mặt dày nói, không phải anh có rất nhiều người hâm mộ sao? Bọn họ nhất định ủng hộ anh bằng cách đi tới rạp xem phim. Đó chính là nguyên nhân có 6% thắng lợi. Văn Nhân Mục Nguyệt mở ngăn kéo, nàng lấy một tập tài liệu đưa cho Tần Lạc và nói, đây là tư liệu điều tra cho anh. Tần Lạc nhận tập tài liệu, hắn nhận ra đây là tư liệu về Lý Thu Bạch mà khi Tần Lạc ở Thụy Điển hắn đã gọi điện cho Mã Duyệt nhờ điều tra. Tài liệu cực kỳ chi tiết nói về tình cảnh gia đình Lý Thu Bạch, tình hình học tập, kinh nghiệm nghề nghiệp, thậm chí ngay cả tình trạng sức khỏe cùng các khoản quyên góp từ thiện cũng được ghi chép đầy đủ. Từ đó có thể tưởng tượng ra là Văn Nhân Mục Nguyệt nắm trong tay một mang lưới tình báo lợi hại, khổng lồ tới cỡ nào. Coi như Lý Thu Bạch lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mẹ anh ta mất sớm, hai cha con sổng nương tựa vào nhau. Thành tích học tập của Lý Thu Bạch cực kỳ xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Tân Văn, Lý Thu Bạch làm trợ lý biên kịch. Trong một lần quay phim vì thiếu diễn viên, đạo diễn nhận thấy phong thái Lý Thu Bạch khá tốt, cực kỳ giống với phong cách nhân vật nên mới để Lý Thu Bạch diễn thử. Không ngờ Lý Thu Bạch lại có khả năng diễn xuất trời phú, hiệu quả diễn xuất thực sự đi sâu vào lòng người.
Từ đó Lý Thu Bạch có cơ hội bước chân vào giới điện ảnh. Lý Thu Bạch đẹp trai nhưng không đẹp trai quá mức, chính vì vậy anh ta không thuộc trường phái thần tượng. Diễn xuất của Lý Thu Bạch rất giỏi nhưng vẫn không có cơ hội đảm nhận vai chính, chính vì vậy Lý Thu Bạch cũng không thuộc phái thực lực. Lúc này Lý Thu Bạch đang trong trạng thái luẩn quẩn, mọi người quen mặt mà không thể nói tên của anh ta. Một khi đã không dùng một đường trạch vũ nổi tiếng kia thì có thể dùng một người hoàn toàn mới. Tinh thông biểu diễn, quốc họa và thái cực, lấy tên giả là Lý Bạch nhận nuôi ba trẻ em nghèo khó ở Vân Điền. Một người như vậy thật sự không có gì đáng suy nghĩ. Hơn nữa trong lần nói chuyện với nhau ở Thụy Điển đó, Tần Lạc có cảm giác rằng Lý Thu Bạch tôn sùng trung y. Thoạt nhìn cũng được lắm, Tần Lạc gấp tập tư liệu lại và nói, anh có thể gọi điện hẹn gặp anh ta không? Hãy để giám đốc Cao và anh gặp người ta. Em không có thời gian, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Em có việc gì? Tần Lạc biết là nhất định Văn Nhân Mục Nguyệt không có chuyện gì, nàng chỉ không muốn gặp một người xa lạ không quan trọng mà thôi. Khi nãy đi vào anh còn thấy em ngồi ngẩn người. Ngẩn người cũng là công việc của em, Văn Nhân Mục Nguyệt quay người, chuyển tư thế ngồi. Tần Lạc vốn muốn nhắc nhớ nàng là trên mạng có người nói, ngồi ngẩn ngơ cũng có khả năng mang thai. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của nàng, hắn thầm nghĩ một khi cô bé này mang thai thì thật sự rất thú vị. Không biết khi cô bé nhìn bảo bối yêu thương của mình thì có còn mang bộ mặt này không nhỉ? Chuông điện thoại di động của Lý Thu Bạch vang lên khi anh ta đang bị giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ quát mắng. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu là diễn viên thì cần làm gì? Đóng phim, thương nhân người ta bỏ tiền ra, muốn cậu đóng như nào thì cậu cứ đóng như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu là ai hả? Thể hiện cá tính hả? Tôi cảm thấy cách thức diễn không phù hợp lắm, cũng không thích hợp với tôi. Không tốt lắm hả? Người bỏ tiền là đại gia. Bọn họ đã nói tốt thì cho dù không tổ cũng là tốt. Không phù hợp với cậu hả? Cậu có ý gì vậy? Cậu nghĩ rằng cậu bắt đầu có tên tuổi là bắt đầu dở trò hả? Giám đốc, tôi không có ý như vậy. Không có ý đó, vậy thì cậu có ý gì? Viên giám đốc quát lên, bây giờ cậu hãy lập tức liên lạc với bên công ty Kha Lai cho tôi. Hãy làm cho bọn họ cho cậu một cơ hội quay lại lần nữa. Bọn họ muốn quay cậu như nào thì cứ để bọn họ quay như vậy. Bên đó là khách hàng lớn của chúng ta. Lần quảng cáo này chúng ta rất khó khăn mới tranh được. Không một ai muốn làm hỏng nó. Nói cách khác trong vòng 3 năm cậu đừng nghĩ tới chuyện đóng phim. Lý Thu Bạch âm trầm đi ra khỏi phòng, anh ta có cảm giác mệt mỏi. Lý Thu Bạch nhớ tới khi ở Thụy Điển, nữ giám đốc hơn 40 tuổi người đầy thịt của công ty Kha Lai kia đã nhiều lần tìm anh ta nửa đêm tới tâm sự khiến anh ta gần như muốn phát điên. Lý Thu Bạch biết đây không phải là khách hàng không hài lòng với diễn xuất của anh ta mà khách hàng không hài lòng với sự từ chối của anh ta. Lý Thu Bạch nhớ tới khi nãy ở trong phòng, chuông điện thoại của mình đã reo, Lý Thu Bạch liền móc di động từ trong túi ra. Tần Lạc, Lý Thu Bạch thầm nghĩ, tại sao anh ta lại gọi điện cho mình? Thế nhưng ấn tượng của Lý Thu Bạch đối với Tần Lạc rất tốt. Bây giờ tâm trạng đang không tốt, có thể gọi cho một người bạn ra ngoài tâm sự cũng là cách thức rất tốt. Chính vì vậy Lý Thu Bạch bấm sổ gọi cho Tần Lạc. Bác sĩ Tần, anh tìm tôi hả? Anh có thời gian ra ngoài gặp nhau không? Tần Lạc cười hỏi. Được, ở đâu nhi? Anh hãy tới cao ốc Hoàn Cầu, tôi giới thiệu cho anh làm quen với một người bạn. Lý Thu Bạch bắt xe đi tới cao ốc Hoàn Cầu. Anh ta cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy tòa cao ốc như quái vật vươn tận trời cao. Lý Thu Bạch đang định gọi điện thoại cho Tần Lạc để hỏi địa điểm gặp nhau thì một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồng phục màu đen đi tới cười hỏi, xin hỏi anh chính là Lý Thu Bạch tiên sinh? Là tôi, Lý Thu Bạch gật đầu nói. Tần tiên sinh bảo tôi chờ anh ở cửa, nói khi anh tới thì tôi mời anh vào, trong nữ thư ký cười nói. Được, cảm ơn cô, Lý Thu Bạch nói. Dưới sự dẫn đường của nữ thư ký, hai người đi vào thang máy. Khi lên tới tầng 16 của cao ốc Hoàn Cầu, thang máy mở ra, nữ thư ký giơ tay mời Lý Thu Bạch đi ra ngoài. Điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ. Lý Thu Bạch nhìn thấy tấm biển công ty rất to bên trong cửa thủy tinh trong suốt. Điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ là công ty điện ảnh truyền hình cực kỳ nổi tiếng trong nước. Mặc dù mới thành lập chưa lâu nhưng tốc độ phát triển có thể nói là phi thường. Hình như công ty này không thiếu tiền. Mỗi lần làm một bộ phim thì đều mời những ngôi sao hàng đầu đảm nhiệm nam nữ diễn viên chính. Trước tiên không nói tới việc bán vé cửa thu được lợi nhuận hay không, nhưng ít nhất bọn họ đã tạo được danh tiếng về tiền bạc của mình. Một số nghệ sĩ đang cân nhắc liệu có nên gia nhập công ty mới trỗi dậy này để nâng cao danh tiếng cho mình hay không.
Tại sao anh ta lại mời mình tới đây nhỉ? Chẳng lẽ điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ muốn ký hợp đồng với mình sao? Lý Thu Bạch thầm nghĩ. Ký kết thì ký kết, Lý Thu Bạch thầm nghĩ, nhưng cho dù là gì đi nữa, mình cũng nhất định không nằm dưới người phụ nữ kia để bà ta vần vò mình. Chương 835, còn có thể tự mình sinh con. Tần Lạc và Cao Hy Vọng đích thân đi ra đón Lý Thu Bạch. Sau khi hai bên bắt tay chào hỏi, Tần Lạc chỉ vào người đàn ông béo ục ịch bên cạnh giới thiệu, Thu Bạch, đây là Tổng Giám đốc Cao Hy Vọng của công ty Văn hóa Hoàn Mỹ. Điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ là công ty con của Văn hóa Hoàn Mỹ. Sau này hai người có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác hơn. Thu Bạch, ngưỡng mộ đã lâu, Tần Lạc thực sự tôn sùng cậu đó vì mối quan hệ với Tần Lạc nên Cao Hy Vọng cũng niềm nở với Lý Thu Bạch. Sau này xin mời Cao Tổng quan tâm nhiều hơn, Lý Thu Bạch nắm chặt tay Cao Hy Vọng nói. Cao Hy Vọng đóng vai chủ nhà, mời Tần Lạc và Lý Thu Bạch vào trong phòng làm việc của ông ta nói chuyện. Sau khi cô thư ký xinh đẹp mang nước lên cho ba người, Tần Lạc đi thẳng vào vấn đề, tôi vốn cũng không biết chắc anh có ở Yến Kinh hay không, khi gọi điện không thấy anh nghe điện, tôi nghĩ anh vẫn chưa quay về từ Thụy Điển. Thật ra lần hẹn gặp anh này là có chuyện muốn thương lượng cùng với anh. Không biết gần đây anh có kế hoạch làm phim nào không? Làm phim, Lý Thu Bạch nghi ngờ nhìn Tần Lạc, chẳng lẽ không phải là dụ dỗ mình đào ngũ sang bên này mà là hợp tác điện ảnh truyền hình sao? Nhưng Tần Lạc chỉ là một thầy thuốc, chẳng lẽ đã đổi nghề sang đầu tư điện ảnh sao? Cao Hy Vọng nói tiếp, chúng tôi muốn thực hiện một bộ phim tự truyện. Tần Lạc là nguyên mẫu của nhân vật trong bộ phim này. Tạm thời nó có tên là Nhất Đại Y Vương. Trong khi đó Tần Lạc lại không muốn thử sức với vai diễn này nên chúng tôi muốn tìm một diễn viên có phong thái, tính cách gần giống với Tần Lạc. Tần Lạc đề cử cậu, không biết ý của cậu thế nào. Nhất Đại Y Vương, Lý Thu Bạch nói vẻ khó xử, khi ở Thụy Điển, tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ Tần, tuy tôi yêu thích trung y nhưng tôi không biết gì về lĩnh vực này. Tôi có thể đóng được nhân vật này không? Đóng phim xuyên Việt cũng không nhất thiết phải tìm một diễn viên có kinh nghiệm xuyên Việt. Đóng phim khoa học viễn tưởng cũng không nhất thiết phải tìm một diễn viên có kinh nghiệm bay vào vũ trụ. Đương nhiên có người chuyên nghiệp làm kịch bản. Chúng tôi chỉ cần một hình tượng tốt đẹp, diễn viên đó có thể thông qua diễn xuất của mình khiến mọi người có thể hiểu trung y, yêu mến trung y. Trước đây chúng tôi đã lựa chọn Đường Trạch Vũ nhưng Tần Lạc đã phản bác. Lý Thu Bạch càng kinh ngạc, Đường Trạch Vũ chính là ngôi sao mới nổi tiếng tăm trong 3 năm gần đây, đương nhiên cực kỳ có danh tiếng, sao lại bị Tần Lạc từ chối vậy? Mọi người cũng biết danh tiếng của tôi không bằng Đường Trạch Vũ. Tôi thực sự không có lực ảnh hưởng trong việc bán vé thu lợi nhuận bằng anh ta. Lý Thu Bạch có cảm giác rằng một khi mình là bạn của Tần Lạc thì nhất định phải nói ra suy nghĩ của mình, cho dù đó là vấn đề rất khó nói. Điều này chúng tôi cũng tính tới rồi, Tần Lạc nói, chúng tôi chỉ tìm một người phù hợp nhất chứ không phải là một người có thể mang lại bao nhiêu fan, bao nhiêu lợi nhuận. Coi như anh cũng có lợi ích tuyên truyền, Cao Hy Vọng cười ha hả nói. Hiện tại ông ta đã hiểu rõ vì sao Tần Lạc lại chọn một người mới như Lý Thu Bạch. Cho dù Tần Lạc là thật tâm hay là giả dối, thẳng thắn nói về bản thân mình trước một người quan trọng chẳng khác gì mình không bằng nói ra với một người trẻ tuổi. Hơn nữa tính cách, phong thái cũng chỉ như một người bình thường. Đặc biệt trong thế giới giải trí mà ai cũng cho mình là nhất thiên hạ thì lại càng đáng khen. Lý Thu Bạch gật đầu hỏi, tôi sẽ đóng vai bác sĩ Tần sao? Bác sĩ Tần chính là Tần Lạc, cũng là nhân vật nam chính trong Nhất Đại Y Vương. Lần này Lý Thu Bạch có cơ hội đảm nhiệm một vai nam chính nên anh ta rất vui mừng. Đúng vậy, anh đóng vai tôi, Tần Lạc cười nói. Ánh mắt Lý Thu Bạch rực sáng nhìn Tần Lạc, anh ta hỏi, anh tin rằng tôi sẽ diễn thành công sao? Đây chính là nguyên nhân tôi tìm anh, Tần Lạc bưng chén trà nhấp một ngụm. Một khi anh đã tin tưởng tôi sẽ chuyên tâm đóng vai diễn này, Lý Thu Bạch nghiêm túc nói. Vậy cứ định như thế đi, Tần Lạc nói, Cao Tổng, chuyện công ty của Thu Bạch. Ông hãy thu xếp nhé. Chuyện này không thành vấn đề, Cao Hy Vọng cười thoải mái nói, công ty quản lý của Thu Bạch là gì? Khương Hoa. Khương Hoa, ha ha, tôi và ông chủ ở đó thân quen với nhau. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ấy, tôi nghĩ ông ấy sẽ nể mặt tôi. Lý Thu Bạch cười gượng, anh ta chỉ hy vọng công ty không vì vấn đề kia mà gây khó dễ cho mình. Cao Hy Vọng muốn chứng tỏ với Tần Lạc bản thân mình cũng là người có tiếng nói nhất định trong giới. Cao Hy Vọng bấm điện thoại gọi cho công ty giải trí Thế Kỷ Hoa Âm ngay trước mặt hai người Tần Lạc. Người bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói đúng là của giám đốc công ty quản lý nghệ sĩ vừa với chỉnh Lý Thu Bạch, Khương Hoa.
Cao Tổng, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Nhận được điện thoại của anh khiến tôi vừa mừng vừa lo, giọng nói trong điện thoại rõ ràng rất thoải mái. Khương Tổng, gần đây anh có bận rộn không? Có thể bố trí đi câu cá không? Ồ, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thời gian. Tôi chỉ sợ Cao Tổng không có thời gian thôi, Khương Hoa cười ha hả nói. Sau hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp, Cao Hy Vọng nói. Ông ta liếc nhìn Lý Thu Bạch nói tiếp, Khương Tổng, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Cao Tổng, có chuyện gì anh cứ nói đi, đã là anh em thì không nên khách khí. Công ty của anh có một người tên Lý Thu Bạch phải không? Tôi thấy anh ta rất được. Có thể cho anh ta sang bên chúng tôi làm một bộ phim không? Điện thoại bên kia yên lặng một lát, sau đó Khương Hoa cười nói, Cao Tổng à, không phải là tiểu đệ không nể mặt anh. Tôi mới tra lại thấy kế hoạch làm phim của Thu Bạch kín rồi, cậu ấy còn phải quay một quảng cáo nữa. Hay là để tôi giới thiệu với anh mấy người khác, anh yên tâm đi, khả năng diễn xuất nhất định hơn Lý Thu Bạch, danh tiếng thì càng không nói. Chuyện là thế nào, Cao Hy Vọng nghi ngờ liếc nhìn Lý Thu Bạch rồi nói tiếp, thôi được, để tôi thảo luận lại với ông chủ để xem ý kiến của ông ấy. Ai, Cao Tổng? Khương Hoa ngắt điện thoại, Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch nói, lịch quay của Thu Bạch kín rồi. Lý Thu Bạch biết bản thân mình không giải thích rõ ràng chuyện này thì rất có thể ấn tượng của mình trước mặt hai người này sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy Lý Thu Bạch đã kể lại chuyện mình quay phim về đồ trang sức của công ty Khải La, bị bà chủ của công ty đó cố ý gây khó dễ. Thì ra là người phụ nữ đó, Cao Hy Vọng khinh bỉ nói, bà ta rất nổi danh trong giới về chuyện đó. Những năm qua nuôi khá nhiều những ngôi sao trẻ, cứ chơi đùa một, hai năm thì đổi người, chuyện này không có gì bí mật. Thái độ của ông chủ cậu thế nào? Ông ấy bảo tôi phải tích cực hợp tác, Lý Thu Bạch ngượng ngùng nói. Vậy cậu nói thế nào? Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch hỏi, ông ra biết các ngôi sao trẻ cũng không phản đối kiểu trai nuôi này bởi vì phụ nữ thực sự cam lòng bỏ tiền ra để chơi. Thật sự không dám giấu hai vị, chính vì tôi từ chối bà ta mà tôi mới bị Khương Tổng quát mắng một trận. Hơn nữa Khương Tổng còn ra tối hậu thư cho tôi là nếu tôi thật sự không liên lạc với khách hàng để công việc làm ăn của công ty thất bại, ông ấy thật sự sẽ khiến tôi ngồi chơi sơi nước trong vòng 3 năm. Loại chuyện này mà cũng có thể mua bán sao? Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn Cao Hy Vọng nói, người có tiền đúng là đổi bại. Gương mặt già nua của Cao Hy Vọng đỏ bừng, ông ta nói, chỉ có những công ty không coi trọng danh tiếng mới làm chuyện này, còn những công ty coi trọng danh tiếng không bao giờ làm. Cao Hy Vọng nhìn Lý Thu Bạch nói, Thu Bạch, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ đi đàm phán với Khương Hoa. Khương Hoa không thả người thì cũng phải đàm phán với tôi. Nếu như cậu muốn, tôi có thể đưa cậu tới Hoàn Mỹ. Một khi như vậy khả năng phối hợp, tuyên truyền của chúng ta cũng thuận tiện hơn. Tôi đồng ý, Lý Thu Bạch nói mà không do dự, anh ta biết chính mình đã nhân họa đắc phúc. Được, cứ thống nhất như vậy đi, Cao Hy Vọng cười nói. Một khi Cao Hy Vọng đích thân ra mặt, việc Lý Thu Bạch chuyển sang Hoàn Mỹ coi như đã xong. Tần Lạc để Lý Thu Bạch ở lại đàm phán hợp đồng với Cao Hy Vọng, hắn quay lại phòng Văn Nhân Mục Nguyệt tán gẫu. Đàm phán xong rồi sao? Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn chăm chú đọc quyển tạp chí, nàng hỏi mà không ngẩng đầu nhìn Tần Lạc. Đàm phán xong rồi, Tần Lạc cười nói, người cũng đã ký rồi, ôi cảm giác có nhiều tiền thật thoải mái. Em bỏ nhiều tiền vào đây liệu có thể thu được lợi nhuận không? Không bỏ tiền thì sao có thể thu được Phượng Hoàng, nếu như không có tiền, người khác thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hoàn Mỹ, càng không nói tới chuyện các nghệ sĩ tình nguyện đầu quân phát triển công ty. Vẫn chỉ là tiền, nếu như không có tiền, có muốn làm phim cũng không thể làm nổi, Tần Lạc nói. Cái này còn liên quan tới các mặt vận hành tiền vốn, anh không hiểu đâu, cuối cùng Văn Nhân Mục Nguyệt cũng ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc. Tần Lạc mỉm cười, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt. Hỏi nàng, em đọc cái gì vậy? Không đợi Văn Nhân Mục Nguyệt trả lời, Tần Lạc cầm cuốn tạp chí trong tay nàng, sau khi nhìn thấy tên cuốn tạp chí, hắn cười nói, thảo nào em kết hợp quần áo hợp như vậy. Thì ra hàng ngày em đều đọc tạp chí thời trang, thế mà anh vẫn tưởng trợ lý làm hộ em. Thì vốn là trợ lý làm hộ em là người máy sao có thể mặc quần áo cho mình. Văn Nhân Mục Nguyệt nói mà sắc mặt vẫn như không, cô gái này khi nói đùa, chọc người mà sắc mặt vẫn như thường. Chỉ có giọng nói là sắc nhọn. Anh biết là anh sai rồi, Tần Lạc vuốt mũi cười gượng. Không phải lúc đầu anh không biết em sao? Bây giờ anh biết rồi. Bây giờ anh biết em không chỉ mặc quần áo cho mình mà còn tự may quần áo cho mình. Em không những biết ăn cơm mà còn tự mình nấu cơm, còn tự mình giặt quần áo, chăn đệm,
còn tự mình lau bàn. Nếu như điều kiện cho, em còn có thể sinh con nữa. Sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt sáng bừng lên nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất, nàng lại trở lại với dáng vẻ cao ngạo, bình tĩnh ngày thường. Văn Nhân Mục Nguyệt đẩy ghế, đứng dậy nói, gọi Văn Nhân Chiếu, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Văn Nhân Chiếu đang làm việc, nhận được điện thoại, hắn vội vàng chạy tới, vui mừng nói với Tần Lạc, hay quá. Ba người nhà chúng ta đã lâu rồi chưa ra ngoài ăn cùng nhau. Anh rể, em biết một nơi, món ăn thôn quê ở đó rất ngon, để em dẫn hai người tới đó. Nơi nào vậy? Tần Lạc cười hỏi. Trường săn bắn hoa điền, Văn Nhân Chiếu nói. Khi nghe thấy cái tên đó, Tần Lạc nghĩ ngay tới người chủ thần bí đã tặng mình thẻ hội viên. Chương 836, độc xâm nhập từ miệng. Trên thế giới này tuyệt đối không có thù hận vô cớ, càng tuyệt đối không có tình yêu vô cớ. Nếu như một người phụ nữ có một cảm giác không thể nói được với người đàn ông nào đó, người đó không phải là muốn người đàn ông đó trở thành chồng mình, hay muốn làm tình nhân của mình. Dù sao cả hai cũng là bạn bè, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Lạc không biết chủ nhân của trường săn bắn hoa điền, thậm chí hắn còn chưa gặp mặt người đó nhưng hắn lại bất ngờ nhận được đại lễ của người ta. Điều này khiến trong lòng hắn vẫn vô cùng tò mò cùng với ý định tìm hiểu về trường săn bắn này. Chính vì thế khi nghe Văn Nhân Chiếu nói muốn mọi người đi tới hoa điền ăn món ăn đồng quê, Tần Lạc không từ chối. Vì để đảm bảo an toàn cho mình và cũng vì tính cách của mình, Văn Nhân Mục Nguyệt cực kỳ hiếm khi đi ăn bên ngoài. Tất cả thức ăn của nàng đều do chuyên gia dinh dưỡng định ra sau đó chuyển cho đầu bếp tin cậy nấu. Không hiểu hôm nay vì nguyên nhân gì nàng lại chủ động nói muốn ra ngoài ăn cơm. Thật sự Văn Nhân Mục Nguyệt không hiểu biết nhiều về những nơi ăn uống. Khi thấy Văn Nhân Chiếu đề nghị, Tần Lạc đồng ý, cả đội xe của nàng cuồn cuộn tiến về phía trường săn bắn hoa điền. Nhiều khi Tần Lạc rất đồng tình với Văn Nhân Mục Nguyệt. Mỗi khi hắn ra ngoài, dẫn theo hai vệ sĩ đã có cảm giác cực kỳ phiền phức nhưng mỗi lần Văn Nhân Mục Nguyệt ra ngoài đều phải mang theo 13, 14 chiếc xe. Mỗi một bước đi đều phải sắp đặt tỉ mỉ cùng với kiểm tra kỹ lưỡng giống như hoàng đế đời xưa. Một cuộc sống như vậy, người bình thường không thể chịu được nổi. Bởi vì trường săn bắn hoa điền ở vùng ngoại thành nên khi đội xe chạy tới đây thì chiều đã muộn, bóng tối dần buông xuống. Lần trước Tần Lạc dẫn theo Tần Song Song tới đổi chất với Tần Giật, hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Lần này hắn tới với tâm trạng thưởng thức và tiêu khiển nên chú tâm quan sát, đánh giá phong cảnh, kiến trúc nơi này. Trường săn bắn hoa điền xây dựng dựa vào thế núi, chiếm một diện tích rộng, đặc biệt có con đường nhựa núi liên hai sườn núi. Nhà cửa xây dựng nơi sườn núi dùng chất liệu gỗ là chủ yếu. Quần thể kiến trúc chủ yếu dùng để cung cấp nơi ăn cơm và uống trà cho khách với nơi ở của nhân viên. Nếu như muốn săn bắn thì phải tới trường săn được xây dựng ở sau núi. Bởi vì Tần Lạc có thẻ hội viên khách quý ở nơi này nên hắn thử gọi sổ điện thoại trên thẻ hội viên. Cô gái tiếp tân nhận điện thoại cực kỳ tôn kính và nhiệt tình đã ghi lại phòng đặt cho bọn họ. Chính vì thế khi Tần Lạc tới báo tên của mình, lập tức một cô gái mặc đồng phục đi tới đón tiếp, cung kính nói, Tần tiên sinh, phòng của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong, ở phía sau Uyển Nhất Hào. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người tới đó, được không? Cảm ơn Tần Lạc cười nói. Bao xương là căn phòng nhỏ, thoạt nhìn có vẻ cổ điển, thanh nhã. Hai mặt tường thì một mặt tường là cánh cửa, mặt tường còn lại bên trong thì mở rộng một nửa. Từ cửa sổ có thể ngắm cánh đồi núi trăng sáng bên ngoài. Gió núi thổi nhẹ nhẹ, mặc dù căn phòng nhỏ này không có khí lạnh nhưng cũng không khiến người có cảm giác nóng. Ăn món ăn đồng quê, ngắm cảnh chính là mục đích hướng tới trong cuộc sống của những người sống trong bốn bức tường xi măng. Văn Nhân Chiếu đương nhiên là khách quen ở nơi này, hắn tìm nhân viên phục vụ, gọi mấy món ăn nổi tiếng ở nơi nạp. Văn Nhân Chiếu đưa thực đơn cho Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt chọn nhưng cả hai từ chối nói là một mình hắn chọn là được. May mà anh rể là khách quý ở chỗ này. Nói cách khác là chúng ta tuyệt đối không thể vào trong phòng này. Văn Nhân Chiếu cười ha hả nói, những căn phòng này chỉ dành cho hội viên mà thôi. Người không phải là hội viên thì chỉ có thể ngồi ở tòa nhà phía trước ăn cơm. Em định làm một cái thẻ hội viên nhưng giá cả rất đắt. Hơn nữa em sợ mình chỉ ăn ít ngày nên không làm nữa. Cậu mà còn biết tiết kiệm, Tần Lạc trêu chọc Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu chính là con cháu dòng chính của gia tộc Văn Nhân. Mặc dù hắn không tham gia quản lý công ty nhưng tiền chia cổ phần hàng năm cũng mấp ngàn vạn. Thế nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt lại không giao cả số tiền này cho Văn Nhân Chiếu. Nàng chỉ cho hắn mấy trăm vạn. Nếu như Văn Nhân Chiếu muốn xin thêm tiền,
hắn phải có lý do của mình. Đó là do Văn Nhân Mục Nguyệt lo lắng Văn Nhân Chiếu tiêu xài hoang phí nên mới nghĩ ra cách hạn chế. Đương nhiên mấy trăm vạn một năm đối với rất nhiều người thì đã là một con số trên trời. Không biết có phải vì khách quý được đổi đãi đặc biệt hay không mà thức ăn cho mấy người Tần Lạc nhanh chóng được đưa lên. Chị ăn thịt heo rừng. Béo mà không ngấy, Văn Nhân Chiếu gắp từng miếng thịt heo rừng bỏ vào trong bát của Văn Nhân Mục Nguyệt. Văn Nhân Mục Nguyệt không động đũa vào miếng thịt lợn rừng trông vàng óng, mà nàng giơ đũa gắp một miếng măng non xào. Thật ra Tần Lạc rất thích món thịt lợn rừng xào cay, vấn đề bất tiện với hắn là hắn không thể ăn cay, chỉ cần hắn ăn mấy miếng là không thể cử động được. Khi món ăn thứ ba được mang lên, Tần Lạc không nhịn được, hắn vỗ vai Văn Nhân Chiếu, chỉ vào vật thể như giáp sắt có màu vàng tươi hỏi, đây là cái gì vậy? Nhộng Văn Nhân Chiếu đắc ý gắp một con nhộng, chấm với nước tương pha, cuối cùng đưa vào miệng nhau giòn như sổ băng đạn. Văn Nhân Chiếu vừa nhai, hắn vừa gắp bỏ vào bát Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt mỗi người một con nhộng. Hai người cũng ăn thử đi, ăn ngon lắm, lại rất béo. Đây là món ăn cực ngon, chỉ là hơi khó ăn một chút. Sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt khá kỳ lạ, nàng bỏ đôi đũa trong tay xuống, buông chén nước uống một ngụm. Tần Lạc không nói câu nào nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng không động vào con nhộng vàng, giòn bóng loáng trong bát của mình. Lần trước, khi ở chỗ Bạch Tàn Phổ, sau khi Tần Lạc tìm thấy kim tằm cổ trên người Thảo Cổ Bà, hắn có một cảm giác ghét cay ghét đắng đối với vật này. Tần Lạc vốn định nhắc nhở Văn Nhân Chiếu một chút nhưng hắn nghĩ rằng nếu nói chuyện đó ra lại ảnh hưởng tới bữa ăn, vì vậy hắn lại thôi. Những kẻ có tiền đều ăn những vật như này sao? Tần Lạc đau đớn nghĩ thầm. Tại sao hai người không ăn? Văn Nhân Chiếu lại gắp một miếng bỏ vào trong miệng và hỏi, hãy mau ăn đi. Để nguội ăn sẽ không ngon. Món ăn này ăn ngon nhất trong vòng 3 phút. Sau 5 phút da của nó mềm ra. Sau 10 phút phải đảo lại vì khi đó nó nằm duỗi ra như một miếng thịt mỡ vậy. Em ăn đi, Tần Lạc cười nói, bọn anh không thích thứ này. Món ăn thứ tư chính là một món súp. Súp cá, lươn. Món súp vừa mang vào tỏa hương thơm ngát mũi, cả phòng ngập tràn hương thơm nồng nặc. Thật ra Tần Lạc rất thích món súp này. Sau khi lấy giúp hai chị em Văn Nhân Mục Nguyệt và Văn Nhân Chiếu mỗi người một bát, hắn cũng múc cho mình một bát. Thơm thật, Văn Nhân Chiếu uổng một ngụm nói, lần nào em tới đây cũng phải uống một bát này. Rất bổ. Tần Lạc múc lớp mỡ trên bát súp, hắn đang định uống súp thì bất chợt gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Tần Lạc giật cái thìa trong tay Văn Nhân Chiếu nói, đừng hấp tấp. Súp rất nóng, từ từ hãy uống. Anh rể, suýt chút nữa anh làm em bỏng chết, Văn Nhân Chiếu nhảy lên khỏi ghế. Hắn xoa vị trí trên đùi bị thìa súp hắt vào, cuống quýt nói, mới rồi em đã uống, không nóng mà. Khi nhìn thấy cử chỉ khác thường của Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt lập tức cảnh giác, nàng ngừng ngay động tác chuẩn bị uống súp của mình. Tần Lạc gật đầu nói với Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó hắn gọi to, đại đầu. Đại đầu nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ đi vào. Tần Lạc thì thào nói mấy câu vào tai đại đầu. Đại đầu lập tức đi ra ngoài cửa. Mấy phút sau, đại đầu lại xuất hiện trong phòng ăn. Thế nào? Tần Lạc hỏi. Không phát hiện điều dị thường. Hãy chú ý, tôi có cảm giác khá quái dị, Tần Lạc nói. Lấy đâu ra cổ quái? Văn Nhân Chiêu cười nói, ở nơi này rất an toàn. Nghe nói nơi này mời tới rất nhiều quân nhân xuất ngũ, còn có cả vũ khí. Bây giờ súp lạnh rồi, em có uống được chưa? Văn Nhân Chiếu vừa nói, hắn vừa bưng bát súp lên uống. Tần Lạc cười gượng, xem ra hắn đã quá mẫn cảm. Tần Lạc không lo lắng cho sự an toàn của mình, hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của Văn Nhân Mục Nguyệt. Khi ra ngoài cùng cô gái cao quý, có giá trị liên thành này, thần kinh hắn theo bản năng cũng trở nên căng thẳng. À, đột nhiên Văn Nhân Chiếu ôm bụng gào lên. Cùng với tiếng kêu đó, hắn cũng ngã xuống mặt đất. Đau quá, Văn Nhân Chiếu ôm bụng kêu lên, em đau chết đi được. Anh rể, đau quá, mau cứu em. Khi nghe tiếng kêu bên trong, đại đầu và Giê-xu cùng với mấy vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt cùng chạy vào trong. Khi nhìn thấy Văn Nhân Chiếu ôm bụng lăn lộn trên nền nhà, ai cũng tưởng hắn trúng đạn. Có người nhảy ra khỏi cửa sổ canh chừng. Đại đầu và Giê-xu giữ cửa, không cho bất kỳ kẻ nào vào trong phòng. Anh rể, anh mau cứu em đi. Em đau chết đi được. Văn Nhân Chiếu rên rỉ khóc lóc. Lúc này hắn vẫn chưa mất đi lý trí. Hắn vẫn biết trong phòng, người nào có thể giúp đỡ hắn. Lúc này Tần Lạc đã ngồi xổm bên người Văn Nhân Chiếu, cầm tay Văn Nhân Chiếu bắt mạch, an ủi hắn, không sợ. Anh sẽ cứu em. Sau khi khẽ bóp cổ tay Văn Nhân Chiếu bắt mạch,
Tần Lạc cực kỳ lo lắng. Hắn chưa từng gặp trường hợp mạch đập bất an, lộn xộn như này, giống như một đường cong di chuyển lớn nhất của cổ phiếu. Trong chốc lát lên cao nhất nhưng rồi ngay lập tức lại chìm xuống đáy vực. Xem ra tình hình vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Tần Lạc bắt mạch, xem sắc mặt Văn Nhân Chiếu, hắn biết Văn Nhân Chiếu đã trúng độc. Hơn nữa loại độc này cực kỳ mạnh, giống với loại cổ độc Văn Nhân Mục Nguyệt đã mắc lần trước. Cổ độc, đột nhiên một dự cảm rất xấu xuất hiện trong đầu Tần Lạc, chẳng lẽ Văn Nhân Chiếu trúng cổ độc sao? Suy nghĩ đầu tiên của Tần Lạc chính là yêu nữ hồng phu kia đã chạy thoát ra ngoài thế nhưng khi nghĩ tới sự đề phòng nghiêm ngặt của Long Tức, cao thủ nhiều như mây, hắn biết hồng phu rất khó bỏ trốn mà cho dù hồng phu có chạy trốn được, bên Long Tức cũng sẽ thông báo cho hắn biết. Chẳng lẽ còn thảo cổ bà khác nữa? Thật ra Tần Lạc cực kỳ hận đám quái vật này, một đám người không còn nhân tính, khi ra tay không phải là bị thương đối phương mà là lấy mạng đối phương. Hơn nữa đám người này thông thạo tấn công từ xa, không một tiếng động nên rất khó có thể nhận ra, không biết là chúng cổ độc nên rất khó phòng bị. Một vệ sĩ bên ngoài cửa cũng ngã xuống đất, gào lên đau đớn. Đây là người phụ trách nếm thức ăn cho Văn Nhân Mục Nguyệt. Không ngờ hắn cũng trúng độc. Tần Lạc kéo Văn Nhân Chiếu nằm ngửa trên mặt đất, hắn cởi áo Văn Nhân Chiếu, lục tìm sau đó Tần Lạc lấy một cây ngân châm trong người, đâm thẳng vào vùng ngực đã biến thành màu tím của Văn Nhân Chiếu. Một châm đâm xuống, lập tức nước đen bắn ra ngoài. Bắn cả lên người mọi người. Tần Lạc đợi tới khi trên ngực Văn Nhân Chiếu xuất hiện một nọc độc dài ra rồi chảy hết ra ngoài, Tần Lạc cho người kéo viên vệ sĩ đó vào trong phòng, cũng đâm một châm trên ngực viên vệ sĩ, hút độc ra ngoài. Sau đó Tần Lạc lần tay ra sau cổ hai người, ấn tay một cái để hai người rơi vào hôn mê, hắn la lớn, lập tức rời khỏi nơi này. Chương 837, Cổ Vương khóc. Trong phòng có tiếng người kêu gào nên đương nhiên cũng kinh động tới nhân viên của trường săn bắn Hoa Điền. Mỹ nữ giám đốc Lữ Hàm Yên, người lần trước tặng Tần Lạc thẻ hội viên, dẫn theo mấy người chạy tới hỏi, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Hàm Yên không tới thì thôi, một khi tới càng khiến Tần Lạc tức giận. Đại đầu, cậu ở lại, khống chế nhân viên nhà bếp và quản lý của bọn họ. Không được để bất kỳ ai bỏ trốn, Tần Lạc căn dặn đại đầu. Thức ăn bị người hạ độc thủ, nói không chừng có liên quan tới nhân viên ở nơi này. Cho dù bọn họ không hạ độc nhưng bọn họ phải chịu trách nhiệm không kiểm tra, giám sát chu đáo. Đại đầu hiểu ý, hắn ra tay nhanh như chớp hướng tới đầu Lữ Hàm Yên. Anh, gương mặt xinh xắn của Lữ Hàm Yên tái nhợt nhưng không thể nào né tránh được. Bảo vệ phía sau Lữ Hàm Yên muốn xông lên chống đỡ nhưng Lữ Hàm Yên đã ngăn lại nói, không cần. Khách hàng gặp chuyện không hay trong nhà hàng của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm phối hợp với bọn họ điều tra chân tướng của sự việc. Nói thế nhưng trong đầu Lữ Hàm Yên lại có suy nghĩ, sao người đàn ông này lại trở nên như này? Lần trước gặp mặt vẫn tổ đẹp, ông chủ vừa gặp đã tặng đại lễ mấy trăm vạn. Ngược lại anh ta lại trở mặt không nhận người quen, quay đầu cầm súng chỉ vào người mình. Trong suy nghĩ của Lữ Hàm Yên, hình tượng của mình đã sụt giảm rất nhiều. Trong suy nghĩ của nàng, người đàn ông này chẳng khác nào lưu manh đầu đường xó chợ. Tần Lạc không để ý tới phản ứng của Lữ Hàm Yên, hắn kéo tay Văn Nhân Mục Nguyệt vội vàng đi ra ngoài. Văn Nhân Chiếu và vệ sĩ chúng cổ độc được những người khác khiêng vai mang theo. Những vệ sĩ còn lại bao vây xung quanh, cẩn thận bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Mã Duyệt, em dẫn người ở lại trợ giúp Văn Nhân Mục Nguyệt bị Tần Lạc kéo tay đi nhưng nàng vẫn không quên quay người căn dặn. Cho tới lúc này nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, không một chút kinh hãi. Dạ, tiểu thư Mã Duyệt trả lời, nàng gọi hai vệ sĩ ở lại rồi nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Các nàng phải bảo vệ hiện trường nhà bếp, tận dụng cơ hội tìm kiếm đối tượng hạ độc. Khi đám người Tần Lạc ra tới bãi đỗ xe, vệ sĩ ở bên ngoài đã khởi động xe. Sau khi ngồi vào trong xe, Tần Lạc nói, lái xe đi. Đi đâu vậy? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, đi tới trại an dưỡng của Long Tức. Chỗ đó vừa yên tĩnh vừa an toàn. Văn Nhân Mục Nguyệt biết trại an dưỡng của Long Tức. Lần trước Tần Lạc đã đưa nàng từ nhà cũ, đem nàng tới nơi đó tĩnh dưỡng. Nơi đó cũng như Đài Loan đã để lại một ký ức vô cùng đẹp trong trí nhớ của nàng. Liệu bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Văn Nhân Chiếu nằm ngủ yên trong lòng Tần Lạc, đau lòng hỏi. Nàng chỉ có một người em trai này. Nàng đã rất vất vả bảo vệ người em này trong nhiều năm. Nàng thật sự không muốn điều không hay nào xảy tới với em mình. Tạm thời thì không có chuyện gì, Tần Lạc nói.
Anh có ý gì? Em cũng thấy rồi đó. Bọn họ trúng độc không đơn giản. Anh nghi ngờ là trúng cổ độc. Trúng độc thì anh có thể tìm thuốc giải, còn như trúng cổ độc thì cần có cổ dẫn, nhưng anh không biết cổ dẫn là cái gì. Bây giờ anh chỉ đặt hết hy vọng lên người cô ấy. Ai vậy? Hai mắt Văn Nhân Mục Nguyệt trở nên cực kỳ sắc bén. Anh cũng thấy rất kỳ quái, Tần Lạc nói, người có khả năng ra tay nhất đã bị anh bắt lại. Chẳng lẽ những thảo cổ bà khác đã tới Yên Kinh sao? Sao những con người này cứ như âm hồn không chịu tan biến? Tần Lạc móc điện thoại ra, hắn nói, anh gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Tần Lạc nhanh chóng bấm số gọi điện thoại, người bên kia cũng nhanh chóng nhận cuộc gọi. Giọng nói của Ly vang lên trên điện thoại, có chuyện gì sao? Nếu là trước kia khi Ly nhận điện thoại của Tần Lạc, nàng chỉ lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Hôm nay nàng còn thêm cả từ sao ở cuối như vậy, giọng nói của nàng trở nên mềm mại hơn nhiều. Thế nhưng lúc này Tần Lạc không có tâm trạng để xúc động. Hắn không chú ý tới điều biến đổi bất ngờ này. Cổ vương có còn nằm trong tay mọi người không? Tần Lạc hỏi. Còn Ly nói, có chuyện gì? Có người hạ cổ độc chúng tôi, Tần Lạc nói. Để tôi đi kiểm tra, Ly nói. Trước tiên không cần thẩm vấn cô ấy, Tần Lạc vội vàng bảo Ly dừng lại, chỉ nửa giờ nữa, chúng tôi sẽ tới trại an dưỡng. Bên tôi có người trúng cổ, khi đó tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy. Tần Lạc chỉ lo lắng Ly dùng nghiêm hình bức cung, khi đó một khi đã chọc giận cô bé xấu xa đó hay là khiến cô bé bị thương. Cho dù có muốn cô bé ra tay cứu Văn Nhân Chiếu cũng không thể được. Mặc dù Văn Nhân Chiếu đã ngủ thiếp đi nhưng sắc mặt hắn vẫn rất đau đớn. Hơn nữa người hắn còn co quắp, chứng tỏ cổ độc đang lan tràn khắp các kinh mạch trong thân thể của hắn. Từ đó có thể tưởng tượng ra loại cổ độc này bá đạo cỡ nào. Mục tiêu của chúng là ai? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Không biết, Tần Lạc nói, có khả năng chính là anh mà cũng có khả năng là em. Anh bắt được một cổ vương, em đã từng trúng cổ nên chúng muốn một mẻ lưới bắt hết chúng ta. Dù sao những thức ăn đó đều là thức ăn của chúng ta. Nếu như chúng ta cùng ăn thức ăn đó, không chỉ một mình Văn Nhân Chiếu trúng cổ độc. Cả ba người chúng ta cùng trúng cổ độc. Khi đó anh đã cảnh báo, anh đã phát hiện ra điều gì? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Anh có cảm giác mùi của món súp lươn đó quá nồng, đặc biệt còn có vẻ kỳ lạ. Hơn nữa trong súp có một loại dược liệu cổ, một loại dược liệu rất ít gặp, Tần Lạc giải thích với Văn Nhân Mục Nguyệt. Sau khi Văn Nhân Chiếu nói lần nào tới đây cậu ấy cũng uống một bát súp đó, anh đã nghĩ bản thân mình đã quá nhạy cảm. Anh cứ nghĩ bọn họ cố tình cho thêm loại dược liệu này vào súp. Xem ra món súp đó có vấn đề. Tại sao không phải là nhộng? Tần Lạc tự hỏi. Em nghĩ chúng nhất định không hạ độc trong món nhộng bởi vì như vậy rất dễ dàng bị người phát hiện ra. Khi mọi người nhìn thấy món ăn này đều đã cẩn thận hơn rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu, em phát hiện đúng. Món ăn thứ nhất chính là thịt lợn rừng. Món ăn này không có vấn đề. Món ăn thứ hai chính là món mang xào. Món ăn này cũng không có vấn đề vì hai người chúng ta cũng ăn hai món này. Món ăn thứ ba đưa lên chính là món nhộng. Hai người chúng ta không ăn, chỉ một mình Văn Nhân Chiếu ăn. Chúng nhất định không hạ độc ở món ăn này bởi vì chúng đoán chắc chúng ta sẽ không ăn món ăn này. Nếu như ngay cả món ăn này cũng không có vấn đề như vậy chúng ta nhất định sẽ không nghi ngờ món ăn thứ tư, chính vì vậy khi đưa món súp lươn lên, mỗi người chúng ta đều múc một bát. Là anh múc, Văn Nhân Mục Nguyệt nhắc nhở Tần Lạc. Đây mới chính là điều đáng sợ của chúng. Bọn chúng biết chúng ta sẽ không ăn món ăn thứ ba nhưng nhất định sẽ uổng món súp thứ tư. Dựa theo phạm trù tâm lý học mà nói, sau khi chúng ta từ chối không ăn món ăn trước, chúng ta nhất định sẽ nếm thử món ăn này, hơn nữa không một ai muốn từ chối món súp cá cả. Bởi vì anh thấy dược liệu lạ đó cảnh báo nên chúng ta mới thoát khỏi tai kiếp này, nhưng Văn Nhân Chiếu quá nóng vội nên mới bị độc làm hại, giọng nói của Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh như băng. Chẳng lẽ đối thủ của chúng ta chính là một giáo sư tâm lý học sao? Có phải là một giáo sư tâm lý học hay không thì còn chưa rõ, Tần Lạc nói, nhưng đối phương là kẻ hiểu rất rõ tính cách con người, thật sự đáng sợ. Đối phương nhất định là một phụ nữ. Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc nhưng nàng không tiếp tục truy hỏi Tần Lạc vấn đề ngu ngốc này. Bởi vì nàng biết một khi nàng hỏi Tần Lạc tại sao, Tần Lạc nhất định sẽ nói. Bởi vì trong sổ những người anh biết chỉ có phụ nữ mới có trí tuệ và mưu kế như này. Khi đội xe tiến tới trại an dưỡng, Kiều Mộc biết tin đã dẫn người tới canh giữ cửa. Khi nhìn thấy xe của Tần Lạc tiến vào trong, lập tức Kiều Mộc dẫn người chạy nhanh tới. Khi xe vừa mới dừng lại, bọn họ đã vây quanh đón nhận Văn Nhân Chiếu và viên vệ sĩ trúng cổ độc kia. Những vệ sĩ khác chỉ được ở bên ngoài,
bọn họ không thể vào trong khu vực của Long Tức. Trước tiên đưa vào trong tiểu lâu, Kiều Mộc hỏi. Không cần Tần Lạc nói, hãy mang thẳng bọn họ tới nhà giam. Kiều Mộc liếc mắt nhìn Tần Lạc, sau đó ông ta phất tay nói, đưa tới nhà giam. Ly từ trong tiểu lâu đi ra ngoài, nàng đã thay chiếc váy dài bằng chiếc quần da và chiếc t-shirt không tay bó sát người, một vẻ hoang dại mà gợi cảm. Tôi muốn tới nhà giam tiến hành trao đổi với cô ấy, Tần Lạc nói với LV. Ly gật đầu, nàng nhanh chóng đi trước dẫn đường. Ngay khi còn cách xa nhà giam Hồng Phu, Tần Lạc không tự chủ được, hắn nín thở. Thối, cực kỳ thối. Một mùi giống như uế tạp đại tiện của con người lên men, cực kỳ nồng nặc, cực kỳ thổi sộc vào mũi khiến người ta chỉ muốn buồn nôn. Văn nhân Mục Nguyệt mấy lần há mồm định nôn ra nhưng nàng kiên cường đè nén được. Nhưng đám người Kiều Mộc thì hờ hững, bọn họ tiếp xúc lâu ngày thành quen. Em thật sự cho người chặn bồn cầu của cô ấy lại hả? Tần Lạc quay người hỏi Ly. Trong quân không nói đùa, Ly thản nhiên nói. Nàng không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy văn nhân Mục Nguyệt bên cạnh Tần Lạc, tâm tình nàng không tốt lắm mặc dù hai người đã quen biết nhau trước đây. Tần Lạc cười gượng, hắn đi tới cửa nhà giam, sau khi giơ tay gõ cửa, hắn hô to với một bóng đen đang nằm ở góc tường, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Leng keng leng keng. Bóng đen ngẩng đầu lên, khi nhận ra người bên ngoài là Tần Lạc, lập tức bóng đen nhảy lên, gào thét chói tai. Hồng Phu xông tới rất nhanh, mấy người Tần Lạc không hẹn mà cùng nhau lùi lại sau từng bước một. Không phải bọn họ hoảng sợ mà vì mùi trên người Hồng Phu cực kỳ kích động, giống như một người ngâm người trong một vũng nước phân một tuần sau đó lại phơi nắng mặt trời ba ngày liền. Tần Lạc, mày đúng là một thằng lưu manh, mày là đồ cặn bã thổi tha. Mày sẽ không chết tử tế, mày hãy mau thả tao ra, nếu không thì hãy mau giết tao đi, hãy mau giết tao đi, tao không bao giờ muốn ở lại chỗ này nữa, tao không bao giờ muốn ở lại đây nữa. Một tình cảnh khiến người ta trợn mắt há hốc mồm đã xuất hiện. Cổ vương, cả người là kịch độc, giết người như cây cỏ, là vương gia của thảo cổ bà trong thiên hạ lại ôm mặt gào khóc trước mặt nhiều người. Tiếng khóc ai oán, lạnh giá như tiếng khóc Đỗ Quyên. Chương 838, cổ vương khóc. Uất ức sao? Trong lòng Hồng Phu thực sự nàng đang rất uất ức. Không cho nước rửa mặt, tắm rửa, đánh răng súc miệng thì cũng chẳng sao nhưng ít nhất phải cho nước xối bồn cầu chứ. Lúc này thời tiết oi nóng, trong nhà giam không có máy điều hòa nhiệt độ, đương nhiên là có máy điều hòa thì trong nhà tù cũng không được phép lắp. Những thứ bào tiết từ trong cơ thể ra bị hãm lại không thể thoát đi được, cuối cùng lên men, bốc mùi khắp nhà tù. Khi vừa mới chặn bồn cầu thì vẫn còn gắng gượng chịu đựng được nhưng cùng với thời gian trôi qua. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng, đậm. Mặc dù đã dùng nắp bồn cầu đậy kín, thậm chí trên bề mặt còn trải một lớp cỏ khô nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản mùi vị khủng khiếp đó lan tỏa khắp nơi. Cho dù là Hồng Phu đứng, ngồi hay nằm sấp thì mùi hôi thối này bất kỳ lúc nào, chỗ nào cũng sộc vào mũi, miệng nàng. Trong hoàn cảnh này, Hồng Phu không thể nào thở được, không có cách nào ăn cơm được, không có cách nào uống nước được, cũng không thể ngủ được. Mấy ngày này Hồng Phu không ăn cơm. Cái đó còn dễ nói nhưng điều khiến Hồng Phu tức tới muốn hộc máu ra là cái mùi vị hôi thối kia không những làm hại nàng mà còn làm các phòng giam khác trong nhà giam. Bạn có thể nhẫn nhịn được một lần khi nghe những người đó mắng chửi, này, con mẹ đứa nào ỉa không lau bồn cầu. Bạn có thể tưởng tượng được những kẻ phạm trọng tội thốt lên những ngôn ngữ uế tạp tới mức độ nào không? Hồng Phu nàng là một cô gái trẻ nhưng là cô gái thì sao có thể chịu được tiếng xấu đi đại tiện không sổi nước bồn cầu không? Mùi hôi thối không chỗ nào không có, cả nhà lao này giống như một cái hố phân vậy, bất kỳ lúc nào cũng có người mắng chửi, lăng nhục mà đối tượng bị mắng chửi, lăng nhục chính là Hồng Phu nàng. Hồng Phu không cãi lại cũng không phản kích lại bởi vì trong lòng mình, nàng cực kỳ tự trách chính mình. Thật sự nàng không xối nước bồn cầu nhưng không phải là nàng không muốn xối nước mà nó đã bị chặn bên dưới. Tới mức cuối cùng Hồng Phu thậm chí còn không dám đại tiểu tiện. Bạn có thể tưởng tượng được đây là loại hình hành hạ bản thân tới mức độ nào không? Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống lúc này như thế nào không? Thậm chí Hồng Phu còn có cảm giác là ngay cả hơi thở của mình cũng tỏa ra mùi hôi thối, lời nói của nàng cũng phát ra hơi thối. Nhưng kẻ nào đã tạo nên tất cả những chuyện này? Tần Lạc! Hãy thả tao ra, hãy mau thả tao ra, mày đúng là còn không bằng cầm thú. Đồ vương bát đản, hạ lưu! Khốn nạn, cuối cùng Hồng Phu đã tìm được chính chủ, nàng không kiêng kỵ gì nữa, gào khóc mắng chửi loạn cả lên, giống như nàng muốn bộc phát tất cả nỗi uất hận trong lòng mình ra ngoài.
hình như cô ấy có ấn tượng đối với tôi. Tần Lạc quay người nói với Ly. Đã nhận ra Ly nói mà vẻ mặt vẫn bình thản. Câm miệng, đột nhiên Tần Lạc quát to. Hồng Phu sửng sổ, sau đó nàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, đen xì, đẫm lệ của mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc. Với những gì các cô đã làm, đối xử với cô như này đã là tốt cho cô lắm rồi. Cô cho rằng cô làm như này tôi sẽ thương cảm cô hả? Cô cho rằng cô khóc thì tôi sẽ mềm lòng sao? Tần Lạc tàn nhẫn mắng Hồng Phu một trận. Có lẽ những người khác không thể chịu đựng được, nhưng chỉ chút hôi thổi này đổi với cô mà nói hẳn là không có vấn đề gì, đúng không? Tần Lạc cười nhạt, vạch trần màn kịch của Hồng Phu. Tại sao cô có thể trở thành một cổ vương mới? Người khác có thể không hiểu rõ lắm, nhưng cô đừng có mong lừa gạt tôi. Mỗi một cổ vương khi còn sống đều tự tìm kiếm cho mình một đệ tử, cũng chính là người kế nhiệm minh. Người được lựa chọn làm đệ tử nhất định phải có tuệ căn chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh. Nói cách khác phải có khả năng thiên phú điều khiển cổ độc, sau đó dưới sự điều khiển của cổ vương phải ngâm mình mấy năm trong nước thuốc. Thứ nước thuốc này dùng độc xà cực độc nghiền nát đổ vào hay ném nguyên con. Thứ này về phương diện mùi còn khó ngửi hơn cả cái mùi này. Sau mấy năm ngâm mình trong nước thuốc còn phải ăn ngủ với độc xà một thời gian dài để am hiểu quy luật cuộc sống và độc tính của nó, để sau này các cô có thể điều khiển và thao túng chúng. Chẳng lẽ mùi hôi trên người độc xà còn dễ chịu hơn mùi này? Hay phân của những độc trùng kia ăn còn ngon hơn phân và nước tiểu của cô? Tần Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Phu nói, cô không ăn, không uống, không ngủ, khóc lóc thảm thiết khiến cho chúng tôi buông lơi cảnh giác để cô có cơ hội chạy trốn sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được điều đó sao? Hồng Phu phá lên cười, tiếng cười cực kỳ điên cuồng, giọng nàng giống như tiếng khóc vừa rồi, the thé, pha lẫn sự thù hận và cả sự lạnh lùng như xương giá. Tần Lạc, tao lấy danh nghĩa cổ vương thề nếu như tao không chết, tao nhất định sẽ tìm mọi cách giết chết mày. Trước kia cô không thể đã muốn giết tôi rồi, thế nhưng cô không thành công mà thôi. Tần Lạc chế giễu, cô muốn thay đổi hoàn cảnh cũng được, chỉ cần cô cứu hai người cho tôi. Cứu hai người thì có thể cải thiện hoàn cảnh của tao sao? Tần Lạc, mày cho rằng tao là kẻ ngốc sao? Cổ vương cười hì hì nói. Cô không có quyền mặc cả quyền lợi của mình, Tần Lạc nói, dù sao người chúng cổ độc không phải là tôi. Tôi vốn chỉ có tính nhân đạo mà cứu bọn họ, sống bọn họ may mắn, chết mệnh bọn họ đã hết. Tôi đã cổ hết sức rồi. Được rồi, mày đã nói như vậy thì không cần. Hãy giao dịch đi thôi, Hồng Phu nói. Đương nhiên nếu như cô không cứu, Tần Lạc nhìn Hồng Phu cười ha hả nói, không phải cô ở trong hoàn cảnh này không nuốt nổi cơm sao? Từ nay trở đi không còn ai đưa cơm cho cô nữa. Tần Lạc, không cần phải gào to, tôi có thể nghe thấy. Hồng Phu nhìn Tần Lạc chằm chằm, Tần Lạc cũng nhìn chằm chằm vào Hồng Phu. Sau đó Hồng Phu thản nhiên nói, ý của mày là tao không còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu như tôi là cô, tôi sẽ cứu hai người kia ngay lập tức, Tần Lạc nói. Bọn họ chúng cổ độc, Hồng Phu hỏi. Thật vậy sao? Tần Lạc hỏi, cô gái này đột nhiên phổi hợp khiến hắn không tin nổi. Nên nhớ rằng Hồng Phu không tiếp cận nhìn hai người, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua mà đã có kết luận. Tin hay không là việc của mày, Hồng Phu trả đũa không chút khách khí. Cô đâu có nhìn qua bọn họ, Tần Lạc nói, mau đưa bọn họ tới gần đây. Không cần nhử, Hồng Phu nói, tao có thể ngửi được. Bọn họ chúng cổ, thực thi thiện. Thực thi thiện. Văn Nhân Mục Nguyệt cau mày, cái tên này khiến người khác nghe mà chỉ muốn ói. Không phải mày hiểu rõ về chuyện này sao? Vậy mày nhất định biết thực thi thiện là gì? Hồng Phu nhìn Tần Lạc vẻ khiêu khích. Cái này tôi không biết, Tần Lạc nói. Thì ra cũng chẳng có gì hơn, Hồng Phu chọc Tần Lạc một câu rồi nói tiếp, trong núi sâu có một dân tộc sống trên nước vẫn còn duy trì tập tục thủy táng. Nếu có người chết, bọn họ sẽ làm một quan tài gỗ, đục nhiều lỗ nhỏ dìm vào trong hồ nước. Mục đích của bọn họ là để cho cá nhỏ chui vào trong ăn thi thể, dùng thi thể nuôi cá. Chờ sau thời gian 2 tháng sẽ lấy quan tài gỗ lên mở ra. Bên trong đều là cá và lươn to, béo, dùng chúng để nấu canh cá, lươn, canh được nấu có mùi cực kỳ thơm ngon. Nhất định hôm nay các người đã từng nếm thử rồi. Nôn, lần này tới lượt Tần Lạc khạc khan. Mặc dù hắn không uống bát súp canh cá quái quỷ đó. Một giọt cũng không uống, nhưng khi nghe Hồng Phu giải thích xong, Tần Lạc vẫn cảm thấy từ trong dạ dày bốc lên một cảm giác nôn nao, chỉ trực trào ra ngoài. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không khá hơn hắn là bao. Nàng cầm một chiếc khăn lụa bịt chặt mồm. Sắc mặt của các thành viên Long Tức đều vô cùng khó chịu. Bọn họ không ngờ lại có tập tục này. Sau khi người ta vớt hết cá lên,
lại vứt xương cốt vào trong nước. Đây là một tập tục rất quái lạ, phải không? Các người có ăn qua món lươn cá đó không? Nói không chừng là chúng được mở từ trong quan tài ra đó. Hồng Phu tiếp tục khoét sâu vào vết thương của người khác. Câm miệng! Tần Lạc trừng mắt nhìn Hồng Phu quát to. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mấy người Tần Lạc, tâm tình Hồng Phu thoải mái hơn, cuối cùng nàng đã thu được chút lợi ích. Tao nghĩ mày cũng không biết nôn mửa là gì đúng không? Hồng Phu phá lên cười nói. Cô không phải là đáng ghét mà là biến thái, Tần Lạc âm trầm nói. Cô đã biết đây chính là chúng cổ, vậy cô có biết cách giải cổ không? Không có cách nào cả, Hồng Phu nói, trừ phi là bọn họ bắt được cổ dẫn. Bỏ đi, Tần Lạc nói, chúng ta đi. Nói xong Tần Lạc quay người đi ra ngoài. À, mày đã đồng ý điều kiện đổi phòng giam cho tao, Hồng Phu ở phía sau gào lên. Tần Lạc dừng chân lại, hắn cười nói, cô có thể quên giao dịch của chúng ta đi. Tôi nói cô cứu hai người cho tôi giúp cô thay đổi hoàn cảnh. Cô không cứu được bọn họ, tôi cũng không có lý do gì giúp cô thay đổi hoàn cảnh. Tần Lạc, Hồng Phu lại gào lên, nàng cảm thấy vô cùng đau đầu khi gặp phải gã đàn ông không biết giữ chữ tín này. Chậm rãi hưởng thụ đi, Tần Lạc khoát tay nói. Tao có thể cứu bọn họ, Hồng Phu gào lên. Tốt lắm, Tần Lạc nói vẻ đắc thắng, cứu như thế nào? Tao muốn ra ngoài, muốn nấu một nồi thuốc, tao cần phải tới hiện trường để chỉ huy. Nói cách khác là không ai có thể nắm vững thời gian và độ lửa. Lôi cô ta ra đây, Tần Lạc nói. Ly đứng thủ thế, cánh cửa sắt điều khiển bởi máy tính từ từ được mở ra. Mấy thành viên Long Tức nhanh chóng đi vào trong, tháo khóa xích trên người Hồng Phu. Hồng Phu đi ra ngoài, tất cả mọi người cuống quýt lui lại sau. Quả thực Hồng Phu là một viên đạn thổi cực kỳ có uy lực. Ngay cả một người như Tần Lạc cũng không thể chịu được mùi vị trên người nàng. Ha ha ha, Hồng Phu nhìn thấy phản ứng của mọi người, cực kỳ đắc ý. Tao muốn tắm rửa, Hồng Phu đưa ra yêu cầu của bản thân mình. Tần Lạc, mày. Tôi không có thời gian dây dưa với cô, Tần Lạc nói, nếu như cô muốn tắm thì bây giờ hãy cứu người đi. Mặc dù mùi vị trên người cô quả thực rất khó ngửi nhưng mấy tiếng đồng hồ thì tôi có thể chịu được. Hồng Phu phát hiện ra nàng không có cách nào phản kích ác ma này. Chương 839, Cổ Vương giải cổ. Rừng rậm, nhà gỗ. Trong thời khắc mấu chốt này, cô không đi giám sát bên cạnh bọn họ mà chạy tới đây tìm tôi làm gì. Sắc mặt người đàn ông có vẻ bực tức, ông ta lên tiếng hạch sách người phụ nữ. Tôi tới xem nó còn sống hay không. Giọng nói của thảo cổ bà cứng đơ. Bà ta vì chính con mình nên có dũng khí nói câu đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt người đàn ông kia. Tạm thời vẫn còn sống, người đàn ông cười nói, nếu như cô không nghe lời tôi, nó sẽ chết. Tôi muốn gặp nó, thảo cổ bà kiên trì nói. Thế nào, cô không tin lời tôi nói sao? Tôi không tin bất kỳ ai. Được lắm, người đàn ông cười nói, cô thông minh lắm. Binh! Người đàn ông tức giận tát một cái vào mặt thảo cổ bà, tức giận nói, cô có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Cô dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi? Tôi muốn cô làm gì hả? Tôi muốn cô giết người đó. Tần Lạc đã chết chưa? Văn Nhân Mục Nguyệt đã chết chưa? Bọn chúng không chết. Cô chỉ là một phế vật, cô còn dám tới đây đòi con của mình sao? Cô có tin là tôi sẽ giết nó không? Nếu như anh giết nó, tôi sẽ giết anh, thảo cổ bà cố chấp nói. Người đàn ông buồn cười tới mức gã phá lên cười nhìn gương mặt đầy máu tươi của thảo cổ bà nói, chỉ bằng một mình cô sao? Nếu tôi chết sẽ có người sẽ nói hết chuyện của anh làm cho cổ vương. Khi đó mấy trăm thảo cổ bà không phải là khắc tinh của Tần Lạc mà chính là người lấy mạng anh, thảo cổ bà lau máu ở khóe miệng của mình sau đó dùng đầu lưỡi liếm sạch toàn bộ vết máu rồi một lần nữa nói ra yêu cầu của mình, tôi muốn gặp con tôi. Con người âm lạnh của người đàn ông đảo liên tục, sau một hồi đấu tranh, gã cười ha hả nói, hay lắm, có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ, nói xong gã vỗ tay, một người đàn ông mặc đồ đen đẩy cửa bước vào. Hãy mang đứa trẻ kia ra đây, người đàn ông nói. Người đàn ông mặc đồ đen tuân lệnh, hắn nhanh chóng dẫn vào một đứa trẻ nam khoảng chừng 7, 8 tuổi, hai má bầu bính, hồng hồng đáng yêu vào trong. Khi thảo cổ bà nhìn thấy đứa trẻ, ả vội vàng đi tới ôm đứa trẻ vào lòng. Má đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình vội gạt nước mắt gọi to. Được mẹ con đoàn tụ thật sự là tốt, gã đàn ông đứng bên cạnh cười tủm tỉm trước tình cảnh đó. Sát khí hiện lên trong ánh mắt gã. Ả phụ nữ đê tiện, xấu xí này, ả dám uy hiếp mình sao? Gã đàn ông thầm nghĩ vẻ ác độc, đợi kế hoạch lần này thành công, tao sẽ không cho chúng mày chết toàn thây. Xong chưa, bây giờ cô đã gặp con của mình,
cô đã có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa hả? Gã đàn ông hỏi. Các cô ấy cho cổ dẫn vào trong súp của Tần Lạc, vốn làm vậy là nghĩ sẽ hạ độc được toàn bộ bọn chúng, thế nhưng điều không ngờ là Tần Lạc và người P đó căn bản không uống canh thảo cổ. Bà nắm chặt tay con mình, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông nói. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì? Tần Lạc không có cách giải độc, hắn nhất định sẽ dẫn người chúng cổ đi tìm cổ vương có thể giải chất độc này. Tôi hỏi bước tiếp theo của các cô là gì? Gã đàn ông tức giận quát to, một lũ phế vật. Ngay cả chuyện đó mà cũng không làm được. Bọn họ đang đợi cổ vương quay về. Trở về, gã đàn ông cười nhạt nói, cô cho rằng hắn có thể thả người phụ nữ đó ra sao? Tôi không cần biết cô làm thế nào, cô phải kích động cho bọn họ trả thù Tần Lạc, giết chết Tần Lạc. Gã đàn ông vỗ vỗ vào đầu đứa trẻ, cười nói, hắn không chết thì nó sẽ chết. Thảo cổ bà thoáng dùng mình, sau đó ả cúi đầu đồng ý. Sau khi Hồng Phu tắm rửa sạch sẽ, nàng thay một bộ quân phục màu xanh không thích hợp với con người nàng. Chiếc quần quân phục rộng thùng thình giống như váy dài của người Anh, còn chiếc áo rộng tới mức dọa người, hình như hai Hồng Phu cũng chui vừa. Hồng Phu đi vào trong tiểu lâu màu trắng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Lạc nói, tôi muốn thuốc dẫn. Cô muốn những thứ gì? Tần Lạc hỏi. Bạch thược, chi mẫu, nguyên tham, liên kiều, hạ khô thảo, nửa cân trà xanh. 13 con nhím, còn cả khớp xương người đã ngâm 3 tháng, Hồng Phu nói ra một loạt yêu cầu của mình. Được, một tiếng sau tôi sẽ có cho cô, Tần Lạc nói. Bạch thược, chi mẫu, nguyên tham, hạ khô thảo, trà xanh, mấy thứ này rất dễ kiếm, có thể mua được ngay. Con nhím cũng không phải động vật quý hiếm, chỉ cần có tiền là mua được. Nhưng dường như tìm kiếm khớp xương đã ngâm 3 tháng thì có vẻ khó khăn hơn nhiều. Nhất định phải dùng khớp xương đã ngâm 3 tháng sao? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc đã từng giảng dạy ở Học viện Y khoa Thủ đô, hắn biết các tiêu bản trong phòng thí nghiệm của trường rất nhiều nhưng đều ngâm với formalin. Nếu như chỉ lấy một ít, thật sự cũng không có gì phiền toái. Không được, formalin có tính chất ăn mòn, ném nó vào trong nồi, nó sẽ ăn mòn dược tính. Anh muốn bọn họ lại trúng độc chết hả? Hồng Phu thẳng thừng từ chối. Cô cũng biết formalin có tính ăn mòn sao? Tần Lạc thực sự kinh ngạc hỏi. Nói linh tinh, ai bảo anh là chúng tôi nhất định phải mù chữ? Hồng Phu tức giận nói, dù gì những gì tôi muốn tôi đều nói với anh rồi. Nếu như anh không thể tìm đủ những thứ đó tôi cũng bó tay. Nếu bọn họ không sống, điều kiện sống của cô không được thay đổi. Tần Lạc uy hiếp Hồng Phu, chính vì vậy tốt nhất là cô không nên có thái độ hả hê. Anh! Sau khi văn nhân Mục Nguyệt ghi xong danh sách, nàng đi ra ngoài bảo các vệ sĩ chia nhau đi mua sắm. Dùng xương ngâm trong nước 3 tháng sao? Văn nhân Mục Nguyệt cau mày hỏi, nhà tang lễ có không? Ở chỗ đó chỉ có cho cốt. Tần Lạc lắc đầu nói, hơn nữa cũng không có khả năng đã bị ngâm nước trong 3 tháng. Tôi có cách, Ly nói. Em biết ở đâu có hả? Tần Lạc vui mừng hỏi. Biết nói xong Ly lập tức đi ra ngoài. Ly không nói nhiều, Tần Lạc biết không nên hỏi nhiều. Hắn biết Long Tức có nhiều bí mật, hắn chỉ biết có một ít, còn rất nhiều điều hắn không biết. Nếu như bản thân hắn không có tấm thẻ bài do chính người sáng lập Long Tức tặng thì hắn tuyệt đối không có khả năng hòa hợp vào tổ chức này. Có tiền có thể điều khiển quỷ thần. Chỉ chưa tới nửa tiếng đồng hồ, đám vệ sĩ của văn nhân Mục Nguyệt đã mang những dược liệu đó về. Tần Lạc thu thập tất cả các dược liệu đó. Ly cũng cầm theo một cái túi màu đen quay về. Tần Lạc nhận cái túi, hắn nhìn thấy bên trong túi có một cái xương cánh tay, trên đầu xương còn dính nước, xem ra vừa mới gỡ ra. Bây giờ có thể đun thuốc chưa? Tần Lạc hỏi. Có thể. Hồng Phu đang mơ màng ngủ bật đứng dậy từ ghế salon, nàng uể oải vặn người nói, lấy một cái bát tô, dùng củi đốt bếp, đặt nồi lên đống củi. Tất cả những thứ đó không làm khó được mấy người Tần Lạc. Căn cứ theo yêu cầu của Hồng Phu, một cái bếp đun thuốc đơn giản nhanh chóng được sắp đặt ở giữa sân. Trước tiên Hồng Phu rửa sạch cái bát tô, nàng múc nước đổ vào nửa cái nồi, đậy nắp nồi và nói, khi nào đốt lửa thì gọi tôi đi ngủ một lát. Đốt lửa nhanh thôi, cô chịu khó đứng ở chỗ này một chút đi, Tần Lạc cười nói. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy người nào tuyệt tình với người khác như anh, Hồng Phu nói. Đó là cô chưa nhìn thấy dáng vẻ khi giết người của tôi đó. Hi hi, khi tôi giết người rất đáng yêu, đúng không? Hoàn toàn không hung ác. Tần Lạc không trả lời. Nếu như không bắt buộc, hắn hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với một cô bé toàn thân cực độc, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng người khác, tính tình sớm nắng chiều mưa này.
nước sôi một thành viên long tức phụ trách đổ lửa hô lên. Tần Lạc nhìn Hồng Phu đành phải đi tới trước chiếc nồi. Nàng cầm bao dược liệu đã mua về đổ dược liệu vào trong nồi. Sau khi bỏ mấy con nhím và khúc xương vào nồi xong, Hồng Phu cầm một cái môi đã chuẩn bị trước cho vào trong nồi quấy. Nước trong nồi nhanh chóng càng lúc càng trở nên đặc sệt, đen ngòm, giống như là hòa tan nhựa đường vậy. Để lửa to đun sôi trong vòng nửa giờ một lần nữa, Hồng Phu đậy nắp nồi lại và nói. Âm thanh sùng 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 trong nồi vang lên càng lúc càng to, dồn dập. Một mùi hôi thổi càng lúc càng đậm, tỏa ra bên ngoài. Tại sao lại thối như vậy? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Hồng Phu hỏi. Đun thuốc thì có mùi đó, tôi không có cách nào khác, Hồng Phu thản nhiên nói. Hơn nữa có câu, thuốc đắng dã tật. Anh là thầy thuốc, ngay cả đạo lý này anh không biết hả? Tốt nhất là cô không nên giờ cho quỷ ở đây. Tần Lạc lại uy hiếp Hồng Phu, nếu không thì cô phải ở trong cái phòng giam thổi không ngửi được đó cả đời đấy. Hồng Phu vốn định phản đối Tần Lạc nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ chăm chú, bàn tay nắm lại của Tần Lạc, câu nói của nàng đành uất nghẹn không sao nói được. Phụ nữ báo thù 10 năm không muộn, Hồng Phu thầm nghĩ trong lòng. Sau nửa tiếng, một bát tô thuốc màu đen hơi nóng bốc lên ngùn ngụt được để trước mặt một đám người đứng bịt mũi. Tần Lạc hỏi, đây là thuốc hả? Đúng vậy, Hồng Phu gật đầu khẳng định. Nhận định là không có vấn đề, Văn Nhân Mục Nguyệt nói, nếu như cô ấy không muốn chết. Hừ, nghe thấy giọng nói không thiện cảm của Văn Nhân Mục Nguyệt, Hồng Phu hừ một tiếng tỏ vẻ phản kháng. Tần Lạc bảo người chia ra thành hai bát thuốc, bên trong dính, sền sệt giống như mật ong, đen xì, lại dinh dính giống như hổ rán và nói, hãy cho mỗi người uống một bát. Văn Nhân Mục Nguyệt tự mình cho Văn Nhân Chiếu uống một bát thuốc. Khi còn chưa uống hết một bát thuốc, đột nhiên Văn Nhân Chiếu nhổm lên từ ghế salon, sau đó hắn nôn thốc nôn tháo. Vật thể nôn ra hạ cổ còn dơ bẩn, thối hơn cả thuốc giải dược. Lúc này Tần Lạc mới dám chắc là thuốc giải đã có hiệu quả. Vấn đề là hôm nay mũi của mọi người gặp đại nạn. Chương 840, thế khó xử. Hàng mi dài của Văn Nhân Chiếu chớp chớp mấy cái, sau đó hắn mệt mỏi mở mắt, nhìn xung quanh mấy lần với ánh mắt ngơ ngác, đây là đâu vậy? Tại sao em lại ở chỗ này? Em quên rồi sao? Tần Lạc hỏi, lúc đó Văn Nhân Chiếu còn lăn lộn kêu gào Tần Lạc cứu hắn, vậy tại sao bây giờ hắn đã quên vậy? Quên cái gì? Văn Nhân Chiếu hỏi. Loại cổ này có tác dụng. Hồng Phu ở bên cạnh giải thích. Ồ, em nhớ ra rồi, Văn Nhân Chiếu nói. Chúng mình đi ăn món ăn quê ở trường đua hoa điền, sau đó đột nhiên em đau bụng dữ dội. Có phải, ăn phải món ăn không hợp hả? Em ăn cái gì vậy? Không ai muốn nói cho Văn Nhân Chiếu biết, bởi vì chính mình nói ra tên món ăn đó một lần nữa cũng khiến mọi người buồn nôn. Anh đã ăn phải xác lươn chết, Hồng Phu cười hì hì nói. Hồng Phu không ngần ngại khiến cho đám người Tần Lạc gặp thêm một ít phiền phức. Nếu như cô còn tiếp tục nói nữa, giao dịch của chúng ta sẽ bị hủy bỏ, Tần Lạc nói. Tại sao anh lại không biết giữ lời của mình? Hồng Phu tức giận nhìn Tần Lạc hỏi. Chúng ta mới chỉ giao dịch miệng, không ký hợp đồng cụ thể nên không có gì bắt buộc. Tần Lạc thở hổn hển nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hồng Phu nói, tôi là một người. Một người biết giữ chữ tín, vấn đề là cô không nên cố gắng chọc tôi. Nói cách khác là tôi cũng có thể làm như chính tôi, không nói bất kỳ điều gì với cô. Hừ, Hồng Phu hừ nhạt một câu, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bản thân nàng đang trong tay hắn, hắn muốn là gì là hắn làm đó, hắn tuyệt đối không cho người khác cơ hội phản kháng. Hãy đổi cho cô ấy một phòng khác, Tần Lạc nói với Ly. Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngồi đi, Tần Lạc chỉ vào ghế salon nói với Hồng Phu. Hồng Phu thoáng vừa mừng vừa lo. Từ khi bị đưa vào trong trại an dưỡng này, nàng chưa từng được hưởng đãi ngộ hậu hĩnh như này. Hồng Phu tùy tiện ngồi xuống ghế hỏi, còn gì nữa đây? Cô cần vội vàng quay về thăm phòng giam mới của cô sao? Tần Lạc cười hỏi. Không phải, Hồng Phu vội vàng ngồi ngay ngắn. Có sữa chua không? Tần Lạc hỏi Ly, hãy lấy cho cô ấy một hộp. Ly nhìn Tần Lạc vẻ kỳ quái rồi nàng đi về phía tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua đưa cho Hồng Phu. Hồng Phu vui mừng nhận bình sữa chua, nàng xé nắp hộp rồi ngửa cổ đổ vào trong miệng. Ực ực ực. Hô, hộp sữa chua to vơi đi phân nữa, Hồng Phu thoải mái liếm liếm môi. Vuốt ve cái bụng nhỏ nhắn của mình, nói vẻ hạnh phúc, ăn no rồi. Động tác nhanh nhẹn, biểu diễn tự nhiên, tình cảm đa dạng, rung động lòng người. Tần Lạc cảm thấy Hồng Phu hoàn toàn có thể tới chụp ảnh quảng cáo cho công ty sữa chua, hiệu quả của nàng tạo ra nhất định còn hơn nhiều so với nữ ngôi sao quảng cáo sữa chua uổng trên truyền hình.
Nói đi, còn yêu cầu gì nữa? Hồng Phu ôm nửa bình sữa chua còn lại vào trong ngực, nhìn Tần Lạc hỏi. Cô bé này quả nhiên rất thông minh, Tần Lạc thầm khen trong lòng. Cổ độc này không phải do cô hạ, đúng không? Nói nhảm, Hồng Phu tức giận nói, tôi vẫn bị các người giam trong nhà lao, tôi sao có thể hạ cổ người khác? Anh cho rằng ở cách ngàn dặm cũng có thể lấy mạng người khác sao? Nếu có thể thì tôi đã sớm. Người hạ độc và người trúng độc nhất định phải thông qua một con đường tiếp xúc nhất định. Ví dụ như trong món súp có thực thi thiện, ví dụ như khi văn nhân Mục Nguyệt trúng cổ cũng có chậu cây Phật Đà. Thảo cổ bà không phải là người vạn năng, cũng không phải là muốn hạ cổ người nào là hạ cổ được người đó. Hơn nữa đối tượng muốn hạ cổ đã đề phòng thì người hạ cổ rất khó thành công, thậm chí còn có thể nói là bị phản cổ. Đã sớm giết tôi, Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Anh biết là tốt rồi, Hồng Phu cũng không phủ nhận. Nếu không phải là cô hạ cổ vậy thì người nào đã làm chuyện này? Tần Lạc hỏi. Sao tôi có thể biết? Cô là cổ vương, chẳng lẽ cô không quen thuộc với phong cách hạ cổ của các thảo cổ bà khác sao? Cô có biết ai dùng thực thi thiện làm dẫn cổ hạ cổ không? Tần Lạc tiếp tục truy hỏi. Mỗi một thảo cổ bà đều có một phong pháp hạ cổ độc môn. Có người am hiểu cách hạ trùng cổ, có người am hiểu cách hạ thảo cổ. Rất ít người am hiểu nhiều phương pháp hạ cổ, Hồng Phu cực kỳ đắc ý nói, đương nhiên cổ vương thì không giống vậy, cổ vương phải quen thuộc với tất cả phương pháp hạ cổ như vậy mới có thể trở thành cổ vương, trở thành thần bảo vệ của bọn họ. Nói như vậy thì chỉ nhìn qua cũng biết người nào hạ cổ, đúng không? Tôi biết có ba người dùng thực thi thiện để hạ cổ, Hồng Phu nói, nhưng tôi không thể nói chính xác đó là ai. Hơn nữa ba người này sống ở trong thủy động, thâm sơn ở Miêu Cương, và vùng bên ngoài Miêu Cương. Những người này không tiếp xúc với người bên ngoài, hành tung cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không có khả năng đã tới Yến Kinh. Nhưng sự thật là những người đó đã tới, Tần Lạc chỉ tay vào văn nhân chiếu và viên vệ sĩ nói, nếu không vậy thì sao bọn họ có thể hạ cổ. Hồng Phu tròn mắt, cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, tôi có một dự đoán, có khả năng anh sẽ không muốn nghe. Nếu biết tôi không muốn nghe, cô không cần phải nói nữa, Tần Lạc nói. Tần Lạc, Hồng Phu quát to. Anh đã đồng ý với tôi thay đổi hoàn cảnh sống. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Ác ma, nhất định, hắn là một ác ma. Chương 841, chủ nhân bí mật Hoa Điền xuất hiện. Thả ra không? Như chính Tần Lạc mới nói, nếu như sau khi được thả, cổ vương chỉ huy đám thảo cổ bà không kiêng nể gì nữa, tiếp tục báo thù thì sao? Một thảo cổ bà ở cùng với một cổ vương nhất định sẽ gây ra phản ứng hóa học. Thảo cổ bà tìm được Hồng Phu. Có thêm một chỉ huy xảo trá, âm hiểm, không nghi ngờ gì nữa bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Tần Lạc thực sự không muốn làm chuyện ngu ngốc thả hổ về rừng. Không thả thì sao? Với những thảo cổ bà với phong cách hành sự không nói pháp luật, không nói đạo đức này, nhất định cách thức báo thù của bọn họ càng lúc càng điên cuồng. Lần này là văn nhân chiếu, lần sau tới ai đây? Nói thật, lúc này Tần Lạc thực sự đau đầu khi phải đối mặt với những con người này. Hắn tình nguyện đối đầu với một đám sát thủ thân thủ tuyệt vời còn hơn đám thảo cổ bà giết người như ngoé, không tiếc tính mạng người khác cũng như không tiếc tính mạng của chính mình này. Hãy giết toàn bộ những người đó, Ly hung tợn nói. Không được, Tần Lạc lắc đầu, pháp luật không thể bắt tội bọn họ được, số lượng bọn họ đông đảo, cho dù có thể bắt được tất cả bọn họ thì phương thức xử lý cuối cùng cũng chỉ là thả cho bọn họ về, nếu làm khác sẽ xảy ra đại loạn. Thảo cổ bà là một nghề nghiệp rất đặc thù. Có rất nhiều người sợ nhưng cũng có rất nhiều người không sợ, thậm chí một số người Miêu có người nhà mắc bệnh đã mời các thảo cổ bà tới trị bệnh. Tới khi người Miêu biết tin, bọn họ còn không gây chuyện sao? Đây chính là một chuyện không một ai muốn, vì không ai gánh chịu nổi trách nhiệm của việc này. Cởi chuông thì cần người buộc chuông, Kiều Mộc nói, cô gái đó chính là điểm mấu chốt của vấn đề này. Có lẽ cô ấy có cách. Cô ấy đương nhiên là có cách, Tần Lạc cười gượng nói. Biện pháp của cô ấy chính là chúng ta thả cô ấy, sau đó cô ấy hạ lệnh cho các thảo cổ bà giải tán, vấn đề là chúng ta có thể tin tưởng lời của cô ấy hay không. Nếu như vận mệnh của cô ấy gắn liền với chúng ta thì sao? Văn nhân Mục Nguyệt bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở. Tần Lạc thoáng chấn động, hắn gật đầu nói, anh cũng đã nghĩ tới chuyện này. Lúc này đại đầu gọi điện thoại tới hỏi xem chuyện bên trường săn bắn Hoa Điền giải quyết thế nào. Lúc này Tần Lạc mới nhớ tới chuyện hắn yêu cầu đại đầu khống chế nhân viên và quản lý trường săn bắn Hoa Điền. Văn nhân Mục Nguyệt cũng bảo Mã Duyệt ở lại hỗ trợ, hình như các cô ấy cũng đã khống chế nhà bếp. Tôi sẽ tới, Tần Lạc nói. Em sẽ đưa văn nhân chiếu về nhà trước, văn nhân Mục Nguyệt nói. Được, Tần Lạc gật đầu nói,
anh sẽ bảo Ly dẫn hai người về. Không cần đâu, bên ngoài vẫn còn một ít vệ sĩ, đủ rồi. Trong tình hình không biết rõ sổ lượng cũng như hành tung của đám người đó, chúng ta nên cảnh giác hơn, Tần Lạc khuyên nhủ. Tôi hộ tổng trị Ly bước ra, lạnh lùng nói. Văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn Ly một cái rồi nàng kéo tay văn nhân Chiếu đi ra ngoài cửa. Anh rể, bọn em về trước, lần sau chúng mình đi ăn cơm tiếp. Văn nhân Chiếu ngu ngốc này vẫn không quên chào Tần Lạc, lần tuyển chọn khách sạn lần này thất bại. Lần sau em sẽ dẫn hai người đi ăn ở một nơi tốt hơn. Suýt chút nữa Tần Lạc không nhìn được nói cho văn nhân Chiếu biết thực thi thiện là cái gì. Khi đi tới bãi đỗ xe của Long Tức, Ly vốn tưởng nàng sẽ ngồi ở ghế bên cạnh lái xe như những vệ sĩ bình thường thì văn nhân Mục Nguyệt nói, ở vị trí này có người ngồi rồi. Ly đành phải chui vào khoang xe phía sau, nàng vừa ngồi vào đã thấy văn nhân Mục Nguyệt ngồi ở đối diện với nàng. Chào chị, em là văn nhân Chiếu, em vẫn chưa biết tên của chị là gì. Văn nhân Chiếu chủ động giơ tay về phía Ly. Không biết gã trai này từ lúc nào đã thay đổi khẩu vị của mình, thích các cô gái bạo lực nhỉ. Không quan hệ gì tới cậu, Ly lãnh đạm nói, ánh mắt nàng quay nhìn ra cửa sổ xe, giống như không nhìn thấy cánh tay giơ ra của văn nhân Chiếu. Từ lần đầu tiên tôi biết cô, tôi nhận ra là cô không thích tôi, văn nhân Mục Nguyệt nói, tôi cũng vậy, tôi không thích cô. Vậy là điều tốt nhất, Ly nói. Cô là bạn của anh ấy, tôi cũng vậy, chỉ thế thôi mà, văn nhân Mục Nguyệt nói. Ly kinh ngạc liếc mắt nhìn văn nhân Mục Nguyệt rồi nàng lập tức phủ nhận, chuyện tôi không thích cô không có liên quan gì tới anh ta. Văn nhân Mục Nguyệt thoáng nhếch miệng, một nụ cười vui khiến người khác phải ngưỡng mộ, nàng hỏi tiếp, vậy tại sao cô lại có cảm giác tủi thân? Cô nói vậy là có ý gì? Anh ấy bảo cô đi bảo vệ tôi, trong lòng cô cảm thấy tủi thân, văn nhân Mục Nguyệt khẳng định. Văn nhân Chiếu nghi ngờ nhìn văn nhân Mục Nguyệt, hắn có cảm giác tối hôm nay chị gái mình nói rất nhiều. Nhiều hơn nhiều so với ngày bình thường. Trước kia nếu có thể dùng hai từ để biểu đạt nội dung của câu nói, văn nhân Mục Nguyệt nhất định không dùng tới bốn từ. Hơn nữa nàng không bao giờ lặp lại câu nói của mình. Buồn cười thật, tại sao tôi lại có cảm giác tủi thân? Ly tức giận trừng mắt nhìn văn nhân Mục Nguyệt, dáng vẻ của nàng lúc này như muốn ra tay đánh người. Văn nhân Mục Nguyệt vẫn không sợ, nàng vẫn bình thản nói tiếp. Bởi vì cô cảm thấy Tần Lạc coi cô chỉ là một vệ sĩ mà không phải là một cô gái. Ly hung ác liếc mắt nhìn văn nhân Mục Nguyệt một cái rồi nàng mở cửa xe, đi ra ngoài. Chị, hai người đang nói cái gì vậy hả? Văn nhân Chiếu nhìn theo bóng dáng xa dần của Ly ngơ ngác hỏi. Chị cũng không biết, văn nhân Mục Nguyệt thì thào. Có lẽ, chị đã kích thích tính háo thắng trong tim cô ấy. Dù gì chị và cô ấy là hai người giống nhau. Tần Lạc đang chuẩn bị đi tới trường đua ngựa Hoa Điền thì nhìn thấy Ly vừa đi đã quay lại, hắn ngạc nhiên hỏi, tại sao lại quay về vậy? Cô ấy nói cô ấy không cần vệ sĩ, Ly lạnh lùng nói. Vậy được, em hãy cùng đi với tôi. Tần Lạc không rảnh để nghĩ nhiều về những chu viện khác, hắn đương nhiên càng không biết hai cô gái đã trải qua một hồi tranh đấu ngắn ngủi. Ly lặng yên đi theo Tần Lạc ngồi lên xe. Trường săn bắn Hoa Điền xảy ra sự kiện khách hàng bị trúng độc. Hơn nữa người chúng độc còn là tiểu thiếu gia văn nhân Chiếu của gia tộc văn nhân. Tin tức này giống như có cánh, nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài khiến trường đua ngựa Hoa Điền không những giảm bớt khách hành mà còn đông hơn. Có rất nhiều những người rảnh rỗi, vô tích sự lái xe mười mấy km tới đây chỉ để xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều biết đây chính là một chuyện rất lớn. Văn nhân Chiếu là ai? Chính là cháu đích tôn dòng chính của một trong ba đại gia tộc lớn nhất Yến Kinh, nổi tiếng hám gái từ nhỏ. Mặc dù ai nấy đều biết văn nhân Chiếu là đồ ăn hại nhưng hắn lại có một người chị gái rất nổi tiếng. Chị gái của văn nhân Chiếu chính là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, văn nhân Mục Nguyệt. Đây là một cô gái có sắc thái truyền kỳ, bình thường nàng ngăn cách với tất cả tiếp xúc, rất nhiều người muốn gặp mặt nàng một lần cũng không được chứ đừng nói tới chuyện theo đuổi nàng. Bây giờ em trai yêu quý của nàng bị người hạ độc, chẳng lẽ nàng cứ như vậy bỏ mặc sao? Nghe nói là văn nhân Mục Nguyệt đã để trợ lý ở lại khống chế nhà bếp còn bản thân văn nhân Mục Nguyệt đã đưa em trai ra ngoài cứu chữa. Cứu sống thì còn tổ còn nếu như không cứu được thì không phải nơi này đi đời nhà ma sao. Trong khi đó trường săn bắn Hoa Điền là nơi mới phát dành cho người nhiều tiền tới nơi này giải trí. Với thực lực tài chính hùng hậu của mình và những thế lực chống lưng hùng mạnh. Khi mới khởi dậy đã gây chấn động Yến Kinh, trở thành nơi giải trí tiêu khiển của giới công tử con nhà giàu ở Yến Kinh. Rốt cuộc ông chủ bí ẩn của nơi này là ai từ trước tới giờ vẫn là một câu hỏi nằm trong màn xương bí ẩn. Không một ai biết câu trả lời.
hai thế lực hùng mạnh va chạm với nhau, cuối cùng ai thắng, ai bại. Đây chính là đề tài mọi người đang quan tâm. Khi Tần Lạc lái xe tới nơi, đại đầu vẫn còn đang dùng súng chỉ vào đầu giám đốc Lữ Hàm Yên. Gặp phải đại đầu chính là chuyện bi kịch nhất của Lữ Hàm Yên. Lữ Hàm Yên muốn ra ngoài xử lý công việc thì đại đầu sợ nàng nhân cơ hội bỏ trốn nên đã từ chối. Lữ Hàm Yên bảo đại đầu tới ngồi trong phòng của mình chờ nhưng đại đầu từ chối với lý do là bảo vệ hiện trường. Cuối cùng khi thắt lưng Lữ Hàm Yên đau đớn, nàng không thể đứng được nữa, đành dứt khoát ngồi xuống ghế. Cũng may lần này đại đầu chỉ thoáng cau mày nhưng hắn không bắt Lữ Hàm Yên đứng dậy. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào, Lữ Hàm Yên không còn đè nén được sự tức giận của mình nữa, nàng tức giận nói, Tần tiên sinh, chúng tôi rất áy náy với chuyện xảy ra tối hôm nay. Chúng tôi cũng rất tích cực phối hợp điều tra với các anh nhưng các anh lại nghi ngờ nhân viên của chúng tôi. Các anh làm như vậy không phải quá đáng lắm sao? Các người hạ độc trong thức ăn mới là quá mức, Tần Lạc tức giận nói. Chúng tôi có lý do nào để hạ độc không? Sao tôi có thể biết được? Anh lấy lý do nào chứng minh chúng tôi đã hạ độc? Chứng cứ sẽ tìm ra, chỉ cần tìm là sẽ có. Anh, Lữ Hàm Yên thở hổn hển nhìn Tần Lạc nhưng rồi không nói được nữa. Đúng lúc đó chuông điện thoại di động trong tay Lữ Hàm Yên vang lên. Sau khi Lữ Hàm Yên nghe điện thoại xong, nàng ngắt điện thoại rồi quay sang nói với Tần Lạc, ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Tốt lắm, Tần Lạc nói, tôi cũng đang muốn tìm ông ta nói chuyện. Dưới sự dẫn đường của Lữ Hàm Yên, mấy người đi theo cửa sau ra ngoài, đi xuyên qua một rừng cây và một bãi cỏ rồi lại đi xuyên qua mấy bức tường bao, cuối cùng mấy người mới tiến tới một biệt thự độc lập. Tần Lạc phát hiện ra ngôi biệt thự này cực kỳ bí mật. Nếu như không có người dẫn đường, chỉ sợ người ngoài không thể nào dễ dàng phát hiện ra. Hơn nữa đường lên núi lại là một con đường khác. Không phải là cùng con đường mà bọn họ đã tới nơi này. Xem ra thân phận của ông chủ này cực kỳ bí ẩn, Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Tần Lạc dẫn đại đầu, Giê-xu và Ly cùng đi vào sân biệt thự, khi nhìn thấy người bên trong đi ra đón, hắn lập tức đứng ngây người. Tại sao em lại ở đây? Tần Lạc thật sự không ngờ, chủ nhân của trường săn bắn Hoa Điền lại chính là người quen của hắn. Chương 842, Hồng Thủy cuốn trôi Miếu Long Vương. Gương mặt xinh đẹp như tạc, đôi mắt long lanh, sóng sánh như hoa đào, cùng với thân thể đầy đặn quyến rũ mà bộ đồng phục màu bạc cũng không thể che giấu được. Người đi ra ngoài nghênh đón khách chính là Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc đương nhiên cực kỳ quen thuộc và thân mật với con người này. Trong tích tắc Tần Lạc nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, hắn có cảm giác như đầu mình bị sét đánh. Đây không phải là sự thật. Tại sao em lại ở chỗ này? Tới lúc này Tần Lạc vẫn không thể chấp nhận sự thật trước mắt này, hắn lại lên tiếng hỏi. Anh không cần nghi ngờ, em chính là người chủ sau lưng của trường săn bắn Hoa Điền. Lệ Khuynh Thành có vẻ rất hài lòng với vẻ mặt này của Tần Lạc, thẻ hội viên của anh là do em bảo Lữ Hàm Yên tặng. Không, phải nói là em cầm tiền anh tặng. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em xây dựng trường đua ngựa này từ bao giờ vậy? Không phải là em xây dựng mà là anh xây dựng. Anh xây dựng, anh thực sự không biết việc này, Tần Lạc càng ngơ ngác. Đúng vậy. Em lấy một phần lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế hùn vốn với người ta xây dựng trường đua này. Lệ Khuynh Thành cười khúc khích nói, trong vòng mấy tháng vừa qua, tiền lợi nhuận của anh giảm đi khá nhiều, chẳng lẽ anh không phát hiện ra vấn đề này sao? Anh thực sự không kiểm tra số tiền đó, Tần Lạc cười gượng nói. Anh đúng là quá tin tưởng em, có lẽ em bán anh cũng không biết. Trong lòng Lệ Khuynh Thành cực kỳ ấm áp nhưng nàng lại cố làm dáng vẻ của người xấu. Vì để tránh anh nói em lừa gạt anh, em sẽ không nói cho anh biết khi xây dựng. Em tìm anh tới đây chủ yếu là muốn hỏi anh, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi bọn anh đang ăn cơm ở Hoa Điền thì văn nhân chiếu trúng độc, Tần Lạc nói. Hạ độc, Lệ Khuynh Thành cau mày, em còn tưởng là anh trúng độc có tìm ra người tình nghi không? Tình hình trước mắt rất phức tạp, Tần Lạc nói, bọn anh bắt một cô gái trẻ, cô ấy là Cổ Vương Miêu Cương. Bây giờ thuộc hạ của cô ấy tới cứu cô ấy. Hẳn là do bọn họ ra tay. Mục tiêu của bọn họ vốn là anh, nhưng bọn họ không ngờ anh phát hiện ra tình hình không ổn nên không uống bát súp bọn họ đưa lên. Anh muốn nói là trong bát súp của bọn em làm. Đúng vậy, Tần Lạc nói, cô gái gọi là Cổ Vương kia đã xác định đúng như vậy. Bọn họ dùng một chất cổ dẫn gọi là thực thi thiện. Chất cổ dẫn này cho vào trong canh cá. Khi ấy anh cảm giác bát súp này quá thơm. Hơn nữa trong đó có mùi của một loại dược liệu mà anh biết, vì vậy anh không uống, nhưng văn nhân chiếu quá nóng vội nên không kịp ngăn cản.
Thảo nào bọn anh phong tỏa nhà bếp Lệ Khuynh Thành cười gượng nói, sau sự kiện lần này, có lẽ công việc làm ăn sẽ tụt dốc thê thảm. Sau này còn ai dám tới chỗ của chúng ta ăn cơm nữa không? Tần Lạc cũng cực kỳ tự trách mình, hắn nói, nếu anh biết trước nơi này là của chúng ta mở, anh sẽ bịt chặt mồm Văn Nhân Chiếu, không cho cậu ta gào to như vậy. Lệ Khuynh Thành mời mọi người vào trong nhà. Sau khi mọi người cùng ngồi xuống, người làm mang trà thơm lên mời. Bây giờ anh định xử lý chuyện này như thế nào? Lệ Khuynh Thành hỏi. Lúc trước anh có ý định khởi binh tới hỏi tội, đòi sự công bằng, Tần Lạc nói. Bây giờ khi biết em là bà chủ, chỉ còn cách chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi. Nhà bếp đang bị người của Mã Duyệt phong tỏa. Tất cả các nhân viên chuyển thức ăn đang ở bên trong. Bọn anh có thể tìm được dấu vết từ đó. Ừ, lát nữa anh đi xem một chút, Tần Lạc nói. Nếu như đã biết mục tiêu của bọn họ chính là anh. Anh phải chú ý an toàn, Lệ Khuynh Thành căn dặn Tần Lạc, những người đó rất kinh khủng, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm hại anh. Anh biết Tần Lạc chỉ vào ba người đại đầu, Jesu và Ly nói, bọn họ cũng rất lợi hại. Lệ Khuynh Thành đã biết qua thân phận của đại đầu và Ly, nàng gật đầu với mấy người, nói, bình thường em rất ít khi tới đây. Công việc quản lý hoa điền thường ngày đều do Lữ Hàm Yên phụ trách. Để em giới thiệu cho mọi người làm quen. Lệ Khuynh Thành chỉ vào Lữ Hàm Yên. Cười nói, đây là Lữ Hàm Yên, người bạn em quen khi học ở nước Mỹ. Cô ấy học về tài chính quốc tế, sau khi tốt nghiệp đã làm quản lý ở mấy hội sở xa hoa. Em rất vất vả mới mời được cô ấy về đất làm. Chào cô, tôi rất vinh hạnh được làm quen với cô. Lúc này Tần Lạc mới biết Lữ Hàm Yên chính là bạn của Lệ Khuynh Thành. Có mối quan hệ này, thái độ của hắn đối với nàng cũng thay đổi khá nhiều. Thật vậy sao, tại sao tôi không thấy anh có chút vinh hạnh nào nhỉ? Lữ Hàm Yên bắt tay Tần Lạc nhưng nàng không nhịn được chọc hắn một câu. Thái độ của người đàn ông này với nàng khi trước là cực kỳ lỗ mãng, đối xử với nàng hoàn toàn như với kẻ thù. Thế mà lần trước nàng còn trò chuyện vui vẻ với hắn, tặng hắn thẻ hội viên mấy trăm vạn nữa chứ. Tôi không giỏi biểu đạt tình cảm trên nét mặt, Tần Lạc cười nói. Hai người hẳn đã biết nhau rồi, Lệ Khuynh Thành không để ý tới mâu thuẫn nhỏ này của hai người, nàng nói tiếp, sau này có chuyện gì? Anh có thể trực tiếp tìm Lữ Hàm Yên nhờ hỗ trợ. Chị Lệ, chị đừng nói vậy. Em chỉ là một người làm thuê của ông chủ. Anh ta chính là ông chủ lớn, có chuyện gì cứ sai bảo là được, Lữ Hàm Yên nói. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói với Lữ Hàm Yên, Tiểu Yên, chị nói cho em biết. Em tuyệt đối đừng cho rằng đối chọi với anh ấy. Sau khi nghiên cứu, chị đã phát hiện ra một điều là, tất cả những người phụ nữ đối nghịch với anh ấy cuối cùng đều yêu anh ấy đó. Anh ta... Tại sao có thể như vậy? Lữ Hàm Yên cảm thấy chu viện đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra với nàng. Tần Lạc không muốn hai người dùng hắn làm đối tượng chòng ghẹo. Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi, tại sao em lại nghĩ ra chuyện xây dựng một câu lạc bộ như này? Vì báo thù, Lệ Khuynh Thành cười nói. Báo thù? Em không thể để cả tiền đặt cọc trên người của anh. Em cũng không thể để anh dính quá sâu vào chuyện này. Em cần tích lũy nhân lực và tài chính. Đợi tới khi cần thiết. Em muốn bọn họ trợ giúp em. Lệ Khuynh Thành không giấu giếm bất kỳ điều gì với Tần Lạc, hội sở nổi tiếng của cô ta gần như thâu tóm tất cả những phụ nữ nổi tiếng ở Yến Kinh này. Em tổ chức trường đua ngựa này là muốn tụ tập nhiều đàn ông tài giỏi. Nếu như xảy ra chuyện gì, em cũng không thiệt hại nhiều. Tần Lạc hiểu ra, hắn gật đầu nói, lúc nãy em nói là hùn vốn cùng người khác. Em còn hợp tác cùng với ai nữa? Nếu như em đoán không sai thì hai người hẳn vừa mới chia tay nhau, Lệ Khuynh Thành cười tủm tỉm nói. Vừa mới chia tay nhau, một lần nữa Tần Lạc lại như bị sét đánh, em nói là Mục Nguyệt. Không có đại tiểu thư của gia tộc Văn Nhân đứng ra làm chủ, anh nghĩ rằng em có thể tổ chức được một trường đua ngựa ở vùng núi này ở Yến Kinh sao? Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc. Hai người phụ nữ này làm việc thật sự kín kẽ, không chút sơ hở, lại còn giấu giếm cả hắn nữa. Nhưng hai người này bắt đầu hợp tác từ khi nào nhỉ? Tại sao hai người lại hợp tác với nhau? Anh muốn hỏi tại sao bọn em lại hợp tác với nhau sao? Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, anh không nên quên. Lúc đầu khi hai người gặp mặt nhau lần đầu là có sự hỗ trợ, sắp đặt của em. Khi đã biết thân phận của cô ấy, em đương nhiên phải nghĩ cách để có quan hệ tốt với cô ấy, thường xuyên qua lại với nhau rồi hai bên thử tiến hành hợp tác trên một số lĩnh vực. Hai người còn hợp tác ở lĩnh vực nào nữa? Khu du lịch Vân Điền, Lệ Khuynh Thành cười nói, trong khu du lịch Vân Điền, cô ấy có 50% cổ phần của công ty cổ phần, thuộc loại hùn vốn cùng khai phá.
dù sao lúc Cửu Cửu ra đi đã hoàn toàn giao nó cho em. Tự em quyết định, còn ở Tương Tây cũng có một khu du lịch thắng cảnh, Thiên Hà, Tam Á cũng có hạng mục hợp tác của bọn em. Khi nào anh có thời gian, em có thể đưa tài liệu cho anh xem. Thôi bỏ đi, Tần Lạc khoát tay nói, hai người cứ tự làm đi. Lần sau có chuyện gì thì nói sớm một tiếng với anh là được. Nhiều chuyện như vậy, có nói cho anh biết anh cũng thấy nhức đầu. Nếu cô ấy cũng có cổ phần ở trường đua ngựa Hoa Điền vậy tại sao cô ấy lại đồng ý để cho anh khống chế toàn bộ quản lý và nhân viên? Hơn nữa cô ấy còn cho trợ lý đi phong tỏa nhà bếp. Lệ Khuynh Thành thở dài nói, đây mới chính là điều cô ấy khiến em khâm phục nhất. Em nói vậy là có ý gì? Cô ấy không dễ tin tưởng người khác, cũng như không sùng bái chính bản thân mình. Lệ Khuynh Thành giải thích, ặc dù là sản nghiệp của chính cô ấy cũng vẫn có thể đưa ra quyết định chính xác nhất, có lợi nhất. Hai người bọn em thật là yêu tinh, Lệ Khuynh Thành cười khúc khích. Anh đi xem mấy người Mã Duyệt có tìm ra chứng cứ ở nhà bếp hay không? Tần Lạc đứng dậy nói. Em sẽ không đi cùng với anh, em vẫn muốn duy trì cảm giác thần bí trước mặt người khác. Lệ Khuynh Thành cười nói, con người sẽ sợ hãi khi chính mình không biết cái mình muốn biết. Nếu như thân phận của em bị bộc lộ, nhất định sẽ có người tìm tới gây chuyện. Em không cần đi, Tần Lạc nói. Khi Tần Lạc đi tới nhà bếp, Mã Duyệt đang đứng nói chuyện với mấy người đầu bếp và nhân viên phục vụ. Khi nhìn thấy Tần Lạc đi vào, Mã Duyệt chủ động đi ra đón, nàng nói, đã tìm được nhân viên phục vụ mang súp tới phòng ăn của chúng ta. Cô ấy nói khi mang súp lên hành lang, cô ấy có cảm giác choáng váng nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ấy nghĩ chỉ là do thiếu máu nên vẫn bưng súp vào. Có thể đó chính là lúc chúng đã hạ độc. Người đâu? Tần Lạc hỏi. Đã bị chúng ta khống chế, Mã Duyệt nói. Có lẽ cô ấy nói không sai. Tần Lạc gật đầu nói, hẳn là cô ta không có vấn đề gì. Đã điều tra xong, hãy thả cô ấy ra. Mục Nguyệt đã về trước rồi, mọi người cũng rút lui đi. Sau khi biết trường săn bắn Hoa Điền chính là tài sản của mình, Tần Lạc không muốn tiếp tục làm to chuyện. Mã Duyệt gật đầu đồng ý. Khi văn nhân Mục Nguyệt không có ở đây, nàng chỉ biết nghe lời Tần Lạc. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Chương 843, Dĩ Độc Công Độc Tần Lạc. Khi nhìn thấy Lữ Hàm Yên đang vội vàng đi qua trước cửa, Tần Lạc cũng vội vàng bước ra hỏi nàng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn không phải do anh làm chuyện tốt sao? Lữ Hàm Yên tức giận nói. Chuyện này cũng liên quan tới tôi sao? Tần Lạc buồn bực hỏi. Cô gái này liên tục công kích hắn khiến cho hắn không còn kiên nhẫn. Nếu như không phải vì nể mặt Lệ Khuynh Thành, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện theo kiểu khách sáo như này nữa. Cô cho rằng cô là mỹ nữ thì có thể ăn nói không nể nang gì sao? Cô có quyền tức giận, tôi cũng có quyền ăn cô như con cá mực. Trên thế giới này không thiếu mỹ nữ, chỉ thiếu mỹ nữ để cung cấp cho bá nhạc mà thôi. Khi nghe giọng buồn bực của Tần Lạc, Lữ Hàm Yên cũng nhận ra mình không đúng. Mặc dù có rất nhiều chuyện Tần Lạc thể hiện không đúng với phong thái của một người đàn ông nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là ông chủ của nàng. Vì nhà bếp của chúng ta bị phong tỏa điều tra nên chúng ta không kịp chuyển thức ăn cho khách hàng. Tôi lại bị cái người là vệ sĩ của anh giữ trong phòng ăn, không có cơ hội tới giải thích với khách hàng. Lữ Hàm Yên tủi thân nói, hành vi chọc giận khách hàng như vậy, bọn họ làm lớn chuyện muốn chúng ta có câu trả lời thuyết phục cho họ. Khi nghe giọng nói yếu đuổi của Lữ Hàm Yên, Tần Lạc không tiếp tục được voi đòi tiên nữa, hắn lên tiếng giải thích, tình hình khi đó cô cũng biết. Chúng tôi nhất định phải làm như vậy. Tóm lại không để hung thủ giết người bỏ trốn. Tôi hiểu rồi, chính vì vậy chúng ta phối hợp rất tích cực, Lữ Hàm Yên nói. Sau đó nàng cười khì khì nói tiếp, bây giờ anh đã biết trường đua ngựa Hoa Điền là sản nghiệp của anh. Khi xảy ra chuyện, hẳn anh sốt ruột hơn chúng tôi. Tôi đi xem thế nào, Tần Lạc nói. Tất cả khách hàng đều đang tụ tập ở trong đại sảnh. Đây là nơi dùng để khách hàng sau khi ăn cơm ngồi uống trà, nói chuyện với nhau. Không cần phải nhiều lời giải thích với tôi. Cho dù cô có nói mỏi mồm cũng vô dụng, hãy mau bảo ông chủ của các người ra ngoài này đi. Hãy bảo ông ta ra nhận lỗi với tôi, còn phải chờ bao lâu nữa mới có thức ăn mang lên. Đúng vậy, không mang thức ăn lên cũng phải có lý do chứ, cứ để chúng tôi ngồi dây dưa ở đây làm gì hả? Thời gian của chúng tôi không đáng tiền hả? Lữ Hàm Yên nhìn thấy hai trợ lý của mình bị một người bao vây, công kích. Nàng vội vàng đi ra giải vây với một nụ cười vui vẻ như làn gió xuân làm say đắm lòng người, giọng nói ôn hoàn cực kỳ quyến rũ, các vị khách quý, trước hết xin mời bớt nóng. Chuyện này quả thật là lỗi của chúng tôi.
là chúng tôi không làm tròn bổn phận, tôi thật sự xin lỗi mọi người. Khi Lữ Hàm Yên nói, nàng cúi đầu, khom người rất sâu trước đám người đó. Thế nhưng xin các vị hãy nghĩ lại, các vị chính là những khách hàng tôn quý nhất của Hoa Điền chúng tôi cũng chính là tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi nào dám chậm trễ với mọi người, đúng không? Hôm nay Hoa Điền chúng tôi xảy ra một chuyện, một vị khách hàng đang ăn cơm ở Hoa Điền thì đột nhiên bị đau bụng. Khi xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi nào dám để các vị khách quý của mình ăn thức ăn làm từ nhà bếp sao? Chúng tôi có thể nói thẳng ra là gia đình của người bị hại đã tiến hành kiểm tra, phong tỏa nhân viên nhà bếp của chúng tôi. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi đã tích cực phối hợp, không ra khỏi hiện trường hòng trốn tránh trách nhiệm. Lúc này phong thái Lữ Hàm Yên rực rỡ, sáng ngời, cao quý. Bộ đồng phục màu sáng bạc trên người khiến cho người khác có một cảm giác thuần khiết, trong sáng. Với một hình tượng như thế, lời nói của nàng khiến cho người khác có một cảm giác chân thật và tin cậy. Lúc này Tần Lạc mới nhận ra Lệ Khuynh Thành thực sự có con mắt nhìn người rất độc đáo. Tìm một cô gái xinh đẹp làm quản lý Hoa Điền quả thực mang lại lợi thế rất lớn. Có thể các vị đã biết tin từ những bạn bè của mình. Lần này người ăn bị đau bụng chính là tiểu thiếu gia Văn Nhân Chiếu của gia tộc Văn Nhân. Khi đó ở trong phòng ăn còn có chị gái của cậu ấy Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư. Quả nhiên sau khi Lữ Hàm Yên nói những câu đó, ánh mắt của không ít đàn ông trong phòng bắt đầu lấp lánh. Mặc dù nhiều người trong sổ bọn họ chưa từng nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng có thể được ngồi ăn cơm trong một nhà hàng cùng với đệ nhất Mỹ nữ Yến Kinh cũng đủ khiến người ta có cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lữ Hàm Yên thực sự am hiểu suy nghĩ của những người đàn ông này. Nàng nhất định, phải cường điệu biểu hiện của Văn Nhân Mục Nguyệt. Nàng coi Văn Nhân Mục Nguyệt chính là chiêu bài quảng cáo cho trường săn bắn Hoa Điền. Sau khi xảy ra chuyện đó, Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư đã ngay lập tức phái trợ lý của mình là Mã Duyệt dẫn người tới tiến hành kiểm tra nhà bếp của chúng tôi. Tất cả đầu bếp của chúng tôi phải ngừng công việc của mình để phối hợp với bọn họ. Sau khi trải qua kiểm tra vệ sinh thực phẩm một cách cẩn thận, điều kiện vệ sinh trong nhà bếp của chúng tôi cùng các loại thực phẩm hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh. Trợ lý Mã Duyệt thay mặt Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư nói lời xin lỗi đối với nhà bếp của chúng tôi. Lữ Hàm Yên hiểu rõ Văn Nhân Mục Nguyệt cũng là một trong những người chủ bí mật của trường đua ngựa Hoa Điền, cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt có biết chuyện sắp đặt của nàng thì Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không bóc trần. Lữ Hàm Yên liếc mắt nhìn Tần Lạc rồi nói tiếp, vừa rồi tôi đã nghe được một tin tức rất đáng chú ý, tiểu thiếu gia Văn Nhân Chiếu đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Nguyên nhân là vì buổi chiều cậu ấy ăn hoa quả chưa rửa sạch nên đột nhiên đau bụng. Bác sĩ Tần Lạc, người đang cực kỳ nổi tiếng ở trong nước vẫn còn đang ở hiện trường. Cũng chính anh ấy là người tiến hành chuẩn đoán cho tiểu thiếu gia Văn Nhân Chiếu. Chúng tôi có thể mời anh ấy nói mấy câu với các vị. Bị cô nàng này bán đứng rồi Tần Lạc liên tục cười gượng. Thế nhưng vì cứu vãn danh dự của Hoa Điền, hắn không thể đứng ra phối hợp ăn ý diễn trò này. Tần Lạc, không phải anh ta đang ở Thụy Điển sao? Nghe nói là công chúa Thụy Điển rất khủng. Khi nào chúng mình mới có một công chúa để vui chơi nhỉ? Anh ấy là anh rể của Văn Nhân Chiếu. Đừng trừng mắt nhìn tôi, chính tai tôi nghe thấy Văn Nhân Chiếu gọi anh ấy là anh rể. Tần Lạc vừa mới ra trận khiến cho trong đám người nổi lên không ít tiếng thì thào. Tần Lạc đứng trước mặt đám người đó, hắn cười nói, xin chào các vị. Tôi là Tần Lạc, rất vinh hạnh được gặp các vị ở Hoa Điền. Sau khi được điều trị, Văn Nhân Chiếu đã qua cơn nguy hiểm. Vì buổi chiều cậu ấy ăn hoa quả không rửa sạch nên bị đau bụng cấp tính, hoàn toàn không liên quan gì tới thức ăn của Hoa Điền. Chị gái của Văn Nhân Chiếu lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của Hoa Điền nên mới đặc biệt ủy thác cho tôi tới đây giải thích chuyện này với mọi người. Không phải nghe nói Văn Nhân Chiếu trúng độc sao? Có ai đó nghi ngờ hỏi. Tần Lạc cười nói, không phải là nói cậu ấy trúng độc còn hấp dẫn người khác hơn so với ăn hoa quả khiến đau bụng sao? Cả đám người cùng cười vang. Mặc dù Tần Lạc không trả lời trực tiếp câu hỏi này nhưng có vẻ mọi người đã coi đó chính là câu trả lời. Sau khi màn biểu diễn của Tần Lạc chấm dứt, Lữ Hàm Yên đứng dậy nói, xin cảm ơn Tần Lạc tiên sinh không quản ngại vất vả đã tới đây giải thích, cũng xin cảm ơn tính thiện lương và chu đáo của Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư. Tần Lạc tiên sinh và Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư chính là hội viên cao quý nhất của Hoa Điền chúng tôi. Hoa Điền chúng tôi cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì có những hội viên có ý thức trách nhiệm rất cao. Bây giờ Mã Duyệt tiểu thư đã rút lui, nhà bếp của chúng tôi lại đã có thể vận hành bình thường. Xin mời các vị hãy chờ đợi một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển những món ăn ngon miệng lên phục vụ quý vị. Vì để đền bù cho lỗi lầm của chúng tôi,
Tất cả các khách hàng tối nay đều được phục vụ miễn phí, hơn nữa mỗi bàn còn được tặng một chai rượu vang Calan của Pháp. Xin các quý vị khách quý hãy lượng thứ. Sau này Hoa Điền chúng tôi sẽ cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất cho các vị. Với một màn biểu diễn như vậy, còn điều gì để nói không? Tất cả các khách hàng đều ngoan ngoãn quay trở lại phòng ăn của mình. Lần này trường đua ngựa Hoa Điền đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và náo nhiệt như trước. Cuối cùng cũng giải quyết xong, đợi khi tất cả khách hàng tản mát hết, Lữ Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như khách hàng không muốn bỏ qua chuyện này, nàng thực sự cũng không còn cách nào khác. Cô vất vả quá, Tần Lạc cười nói. Còn phải cảm ơn sự chứng thực của anh, Lữ Hàm Yên trừng mắt nhìn Tần Lạc, cười nói, cũng cần phải cảm ơn văn nhân Mục Nguyệt tiểu thư. Đây là việc chúng tôi phải làm, Tần Lạc cười nói, không còn chuyện gì nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Anh tạm thời vẫn không thể đi, Lữ Hàm Yên nói. Còn chuyện gì nữa đây? Mặc dù khách hàng đã tha thứ cho sự chậm trễ của chúng ta, nhưng nhất định bọn họ vẫn còn nghi ngờ đối với chất lượng thức ăn của chúng ta. Tôi hy vọng anh có thể ngồi ăn một bữa cơm. Mới rồi xảy ra chuyện như vậy, nhất định anh vẫn chưa ăn xong cơm, đúng không? Tôi sẽ bảo nhà bếp dọn mấy món ăn ngon cho mọi người. Thì ra cô giữ tôi lại làm chuột bạch, Tần Lạc cười nói. Ai bảo anh làm ông chủ lớn làm chi? Lữ Hàm Yên trêu chọc Tần Lạc. Tần Lạc biết buổi tối mấy người đại đầu cũng chưa ăn cơm nên nói, được rồi chúng tôi ở lại ăn cơm. Cho nhiều món ăn chút, bên tôi có nhiều người. Không thành vấn đề, Lữ Hàm Yên nói. Không nên trừng mắt nhìn tôi như vậy, đây là chuyện tốt, cô hẳn phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Không phải cô suốt ngày kêu tôi không thả cô ra thì cô giết tôi sao? Bây giờ tôi thả cô ra, cô còn có điều gì muốn nói với tôi sao? Trông có vẻ như cô không muốn lắm, nếu đã như vậy, cô hãy quay về căn phòng giam nhỏ bé tăm tối của cô. Cuối cùng Hồng Phu cũng bạo phát. Tần Lạc, Hồng Phu lại gào lên tên Tần Lạc. Nghe thấy rồi, không cần phải gào to như vậy, Tần Lạc lùi lại sau hai bước, hắn nhìn cô bé đang nổi cơn lôi đình mà bật cười ha hả. Anh đúng là hèn hạ vô sỉ. Tôi biết, Tần Lạc nói, cô còn nói tôi không chết tử tế mà. Anh, Hồng Phu chỉ tay vào Tần Lạc một lúc lâu nhưng rồi vẫn không sao nói được. Tôi nhất định sẽ giết anh, Hồng Phu thở hổn hển nói xong câu tàn nhẫn đó thì quay người bỏ đi. Hãy nhớ trách nhiệm của cô, Tần Lạc nói theo. Hãy nhớ quay về để lấy thuốc giải. Thật không lễ phép, Tần Lạc nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Hồng Phu, thầm nói với mình. Tần Lạc đã quyết định thả Hồng Phu, thế nhưng hắn cũng châm cho nàng một châm chất độc của mũi mặt người. Lần này hắn đã tăng liều lượng, nếu như trong vòng một tuần mà Hồng Phu không có thuốc giải, toàn thân nàng sẽ hư thối mà chết. Chương 844, chức vụ phục hồi như cũ. Thái công dân giống như ngày trước, ông dậy sớm bắt đầu rèn luyện thân thể. Sau nửa tiếng đồng hồ, cả người toát mồ hôi đầm đìa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, vợ ông đã nấu xong cháo, mang lên cho ông một bát. Thái công dân tự tay bưng cháo ăn cộng với một ít dưa cay. Vợ của Thái công dân là người Tứ Xuyên nên thường xuyên chế biến món ăn cay. Trước kia gia cảnh bần hàn, thức ăn hàng ngày của hai người chỉ là nước muối và dưa chua. Sau này thăng quan, dù Thái công dân là bộ trưởng, quan chức cao nhưng ông vẫn dùng thói quen cũ ăn dưa chua với cơm. Ông ăn ít chua cay thôi. Thầy thuốc nói bệnh của ông tổ nhất là không nên ăn mấy thứ này, vợ Thái công dân vừa giúp ông xới cơm, vừa căn dặn ông. Cái gì cũng có thể từ được, chỉ riêng cái này là không được, Thái công dân cười ha hả nói. Lão bà vừa mừng vừa lo nói, ông ăn cả đời còn chưa chán sao? Sau này tôi không làm cho ông ăn nữa. Thầy thuốc nói còn ăn nhiều những thứ này rất dễ bị mắc ung thư đó. Tôi ăn cả đời rồi có ung thư không hả? Thái công dân cười nói, những thứ tổ như này, có ăn mấy cuộc đời cũng không chán. Trước kia ông cả ngày bận việc, không có thời gian chăm sóc sức khỏe. Bây giờ ông rút lui rồi nên để thời gian nghỉ ngơi đi, lão bà kích động nói, tôi cũng không muốn ông lại mắc thêm một căn bệnh nào nữa, lần trước ông ngất xỉu đã làm tôi sợ chết khiếp rồi. Ông nói xem, ông lớn từng này tuổi rồi, có chuyện gì mà không thể từ từ nói, cần gì phải đập bàn với người ta vậy. Bà thì biết cái gì, có vài người rất kỳ cục, cả ngày chỉ thích đi nói xấu người khác. Nếu cán bộ nào cũng như bọn họ vậy, sau này còn ai nguyện ý làm việc vì bọn họ không? Ông chính là muốn che chở cho Tần Lạc. Cậu ấy đáng để tôi bảo vệ, Thái công dân ngang ngạnh nói. Nghĩ tới việc bản thân mình bị ép buộc phải nghỉ hưu sớm, sự vui vẻ trong lòng thoáng chốc đã biến mất, Thái công dân ủ rũ nói, sau này chỉ còn biết nhờ cậy cậu ấy mà thôi. Lão bà nhìn thấy dáng vẻ mất mát của chồng thì vội vàng an ủi,
rút lui cũng không phải là chuyện không tốt, ông lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút cũng được. Hơn nữa tôi cũng thấy Tiểu Tần rất được, cho dù sau này không còn ông hỗ trợ, cậu ấy cũng có thể làm nên đại sự. Cậu ấy gánh vác trách nhiệm rất nặng. Thái công dân thở dài nói, khi tôi còn ở vị trí đó, tôi còn có thể gánh vác chia sẻ một phần. Bây giờ tôi rút lui, trên dưới đều gây khó dễ cho cậu ấy. Đối với quốc gia thì cần duy trì chính sách ủng hộ, còn đối với dân chúng là sự tin tưởng vào trung y. Đồng thời phải đối phó hai chuyện quan trọng này thì dù là người sắt cũng mệt mỏi. Chính vì lẽ đó Thái công dân mới lo lắng, ông lo lắng Tần Lạc không chịu được áp lực mà vứt bỏ trọng trách của mình. Với năng lực và y thuật của Tần Lạc, hắn không thể kiếm được chén cơm sao? Còn nơi nào tiếp tục ủng hộ những chuyện không biết nịnh nọt người khác không? Ăn cơm đi lão bà khuyên nhủ, xem ông kia nhắc tới Tần Lạc ông lại kích động. Tôi cũng thích Tiểu Tần, sau này rảnh rỗi bảo cậu ấy tới ngồi chơi với ông, còn cả căn bệnh của ông nữa. Tôi có cảm giác nên mời Tiểu Tần hỗ trợ điều trị cho ông. Y thuật của cậu ấy rất lợi hại. Hồ đồ! Bệnh của tôi thì tìm thầy thuốc nào chả được. Thái công dân trừng mắt nhìn vợ nói, có những người mắc bệnh chỉ có cậu ấy mới chữa được. Cậu ấy rất bận, không nên quấy rầy cậu ấy. Ôi lão bà thở dài thườn thượt, thật sự không biết lấy một lão già tính khí quật cường không biết là chuyện xấu hay là chuyện tốt nữa đây. Chỉ là bà chưa bao giờ hối hận mà thôi. Đúng lúc đó chuông điện thoại trong phòng vang lên. Ông ăn đi, tôi đi nghe. Lão bà nhanh nhẹn đứng dậy, bước nhanh vào phòng khách nghe điện thoại. Lão bà nhanh chóng cầm điện thoại nói với Thái công dân, lão Thái, Trương Bộ trưởng gọi điện. Trương Bộ trưởng, Thái công dân nhất thời không thể nghĩ ra ai là Trương Bộ trưởng nhưng ông vẫn cứ đi tới nhận điện thoại từ tay vợ mình. Lão Thái, gần đây sức khỏe của ông thế nào? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người quen. Thái công dân hơi đoán ra, giọng nói trên điện thoại là của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Cán bộ Trương Chính Thanh. Tốt hơn nhiều. Thái công dân cực kỳ nghi ngờ nhưng ông vẫn trả lời Trương Chính Thanh. Không có việc gì là tốt rồi. Mấy lão đồng chí như các ông chính là tài nguyên quý giá nhất của Tổ quốc chúng ta, nhất định phải quan tâm tới sức khỏe của mình. Giọng nói của Trương Chính Thanh trên điện thoại có vẻ khách sáo mà lại thân thiết, có vẻ như đang tán gẫu cùng với Thái công dân. Thái công dân ngạc nhiên, Trương Chính Thanh này nổi danh là thiết diện vô tư, nắm giữ bộ tổ chức, bình thường rất ít khi nhìn thấy ông ta nói chuyện thân mật, dễ gần với một cán bộ nào. Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn Trương Bộ trưởng đã quan tâm. Thái công dân nói. Lão Thái, sáng nay ông có bận gì không? Hay tới phòng tôi nói chuyện nha? Nói chuyện, Thái công dân ngây người. Bây giờ với tình cảnh nửa về vườn của ông, nếu như nói chuyện riêng thì hẳn nên nói chuyện bên ngoài sẽ thích hợp hơn. Tới phòng làm việc nói chuyện, hình như mang tính chất chính thức. Thật ra tôi cũng đại diện cho tổ chức nói chuyện với ông Trương Chính Thanh nói, sáng nay 9 giờ, được không? Được. Tôi chuẩn bị tới đây. Thái công dân nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, lão bà bước tới hỏi, Trương Bộ trưởng điện thoại tìm ông có chuyện gì vậy? Ông ấy bảo tôi tới phòng của ông ấy nói chuyện. Thái công dân nói. Những người này, lão bà tức giận nói, trước kia còn khả năng làm việc, chuyện gì cũng tìm ông. Bây giờ mới bệnh một chút, bọn họ đã ước gì đuổi được ông ra xa. Chuyện hẳn không phải như vậy đâu. Thái công dân lắc đầu nói. Thái công dân có cảm giác Trương Bộ trưởng có thiện ý gì đó, nhất định là không phải thúc giục ông mau rời bỏ vị trí để thuận tiện cho người khác. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì ngay lúc này bản thân ông cũng không rõ lắm. Bà Háp gọi điện cho Tiểu Hậu, bảo cậu ấy 8 giờ 30 tới đây đón tôi. Thái công dân nói. Đúng 8 giờ 30, hậu vệ Đông lái xe tới. Theo thói quen hậu vệ Đông cầm cặp cho Thái công dân sau đó đỡ ông ngồi vào ghế sau. Thái Bộ trưởng, chúng ta đi đâu? Hậu vệ Đông hỏi. Bộ tổ chức. Thái công dân nói. Bộ tổ chức. Hậu vệ Đông thầm giật mình. Chẳng lẽ sự việc không có cơ hội chuyển biến sao? Nhớ tới cuộc sống mấy ngày qua, hậu vệ Đông thầm chua xót trong lòng. Thư ký phụ thuộc vào lãnh đạo mà tồn tại. Lãnh đạo mất đi, thư ký còn hỗ trợ công tác cho ai nữa đây? Trước kia hậu vệ Đông là thư ký cho phó bộ trưởng thứ nhất. Những người ở những ban ngành bên dưới tuổi đáng tuổi cha hắn khi nói chuyện với hắn còn phải hạ thấp mình một chút. Nhưng từ sau khi tin tức Thái công dân vì nguyên nhân bệnh tật muốn nghỉ hưu sớm, có những người trước giờ vẫn xưng với nhau là anh em nay trở mặt, coi như không quen biết, gặp mặt nhau mà coi như không nhìn thấy nhau. Khi hậu vệ Đông tìm bọn họ bàn chu vệt, bọn họ cũng miễn cưỡng trì hoãn. Không một người nào có ngàn ngày tươi đẹp, tuổi trẻ qua mau. Lúc này hậu vệ Đông cũng là người lọc lõi. Lăn lộn nhiều năm.
Hắn biết trên chốn quan trường không có đạo lý thuận buồm xuôi gió, nhưng một khi chính thức rơi vào tình cảnh này, hậu vệ Đông vẫn có cảm giác mất mát, cùng sự đả kích nghiêm trọng. Chứng kiến Thái Công Dân một lần nữa quật khởi chính là khát vọng lớn nhất lúc này của hậu vệ Đông. Vào lúc 8 giờ 55 phút, Thái Công Dân xuất hiện bên ngoài văn phòng của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trương Chính Thanh. Sau khi Trương Chính Thanh được thư ký của mình thông báo, ông ta đích thân ra ngoài cửa nghênh đón Thái Công Dân, nắm tay Thái Công Dân nói nhỏ, tội lão Thái quá. Tội nghiệp. Ông ta không nói khổ cực mà lại nói là tội nghiệp là có ý gì đây? Phải biết rằng những người làm quan đều có trình độ học vấn đại học. Mỗi một câu nói, thậm chí một từ của lãnh đạo đều có hàm ý rất sâu xa. Cảm ơn Trương Bộ trưởng đã quan tâm, Thái Công Dân cảm kích nói. Nào, vào trong ngồi đi. Lão Thái là lão đồng chí của chúng ta. Chúng ta đương nhiên không thể theo nghi lễ chính thức. Bây giờ tôi đại diện cho tổ chức nói chuyện với ông. Thái Công Dân ngồi thẳng người, chờ Trương Chính Thanh nói tiếp. Trương Chính Thanh nhìn Thái Công Dân cười nói, mấy hôm trước chúng tôi mới nói chuyện nhưng không ngờ tôi lại lập tức đại diện cho tổ chức nói chuyện với ông. Lão Thái, năng lực làm việc của ông rất tốt. Tổ chức luôn cân nhắc, hy vọng ông tiếp tục cống hiến cho nước nhà. Lần này tôi mời ông tới nói chuyện chính là muốn hỏi tình hình sức khỏe của ông. Liệu ông có thể quay lại cương vị công tác cũ không? Trở lại cương vị công tác sao? Thái Công Dân thoáng ngạc nhiên. Mấy hôm trước còn vì lý do sức khỏe của mình không tốt, không thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị công tác, muốn mình hạ cánh sớm. Tại sao bây giờ lại vội vàng gọi mình quay lại cương vị công tác? Đúng vậy, Trương Chính Thanh gật đầu nói. Nếu tình hình sức khỏe của ông cho phép, hãy sớm quay lại bộ làm việc, ông có rất nhiều chuyện phải làm đó. Ngày mai tôi có thể quay về bộ tiếp tục làm việc, Thái Công Dân thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình. Được, vậy là tổ rồi, Trương Chính Thanh cười ha hả nói. Lão Thái, có thời gian hãy tới chỗ tôi nói chuyện nhiều hơn. Rất lâu rồi chúng ta không ngồi uống rượu với nhau, đúng không? Hơn 2 năm rồi, Thái Công Dân cười nói. Vậy đi, tối nay tôi đóng vai chủ nhà. Chúng ta đi tới Vương Phủ uống mấy chén, Trương Chính Thanh cười nói. Khi ra khỏi trụ sở của bộ tổ chức, Thái Công Dân vẫn trong tình trạng lâng lâng, mơ màng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thông thường sau khi bộ tổ chức nói chuyện, quyết định sẽ được thông qua, vậy tại sao lần này lại có sự thay đổi? Thế nhưng khi vẫn còn tiếp tục ngồi trên cương vị công tác khiến Thái Công Dân cực kỳ cao hứng, ít nhất ông có thể trợ giúp Tần Lạc một khoảng thời gian nữa. Sau khi Tần Lạc nói chuyện với hậu vệ Đông qua điện thoại, biết được bộ tổ chức lại tìm Thái Công Dân nói chuyện, hắn cũng cực kỳ cao hứng. Hắn cũng không biết sự trợ giúp này từ bên Long Vương hay bên Văn Nhân Mục Nguyệt. Chuyện này đột ngột thay đổi chứng tỏ có liên quan mật thiết với bọn họ. Trong lòng Tần Lạc thực sự kiêu ngạo khi nghĩ tới chuyện lực lượng đứng sau lưng mình có thể ảnh hưởng tới một nhân viên cấp bộ. Tần Lạc từ chối lời đề nghị chúc mừng của hậu vệ Đông vì hắn đang ở viện an dưỡng 106. Tần Lạc đi thăm Lăng Tiếu, kiểm tra xem Thái Ất Thần Châm có thể điều trị được người bệnh trong tình trạng hôn mê hay không. Chương 845, tâm trạng chán đời. Tình hình 2 tháng nay vẫn như vậy, Lăng Tiếu vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Vấn đề là sắc mặt của nàng tái hơn nhiều, thân thể gầy gò hơn, hai mắt trũng sâu, má hóp, giống như người thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài vậy. Tần Lạc đau đớn. Mặc dù trước kia nụ cười của Lăng Tiếu có vẻ hơi điêu ngoa nhưng nàng hoàn toàn không phải là người xấu, nhưng vì nàng đặt tình yêu không đúng chỗ nên đã hủy hoại cuộc đời mình. Tần Lạc nhớ tới dáng điệu, nụ cười dương nanh múa vuốt của Lăng Tiếu khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, hắn vẫn không chán ghét nàng, ngược lại hắn còn thầm mong muốn cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Lăng Mẫu ngồi cạnh giường lau mặt cho con gái. Mặc dù con gái bà không còn cảm giác, cũng không biết xấu, đẹp, nhưng bà biết con gái bà rất thích mặc quần áo sạch sẽ. Con gái bà muộn lúc nào bản thân mình cũng xinh đẹp rực rỡ, mặc dù con gái bà nằm ở đây, chỉ có mình bà chăm nom, nhìn thấy con gái. Bác sĩ Tần, hiếm có người như cháu, vừa về là đã tới thăm Thiếu Thiếu. Cho dù bác cả ngày ở trong bệnh viện này nhưng chuyện của cháu ở Thụy Điển tôi đã biết qua TV, giọng nói bình tĩnh của Lăng Mẫu vang lên. So với lần gặp trước, lúc này tâm trạng của Lăng Mẫu tốt hơn nhiều, không còn quá nhiều bi thương, không còn cảnh hơi một chút là mắt đỏ hoe, tay gạt nước mắt. Thế nhưng Tần Lạc biết như vậy không có nghĩa là Lăng Mẫu đã quen với tình cảnh này hay bà không đau buồn nữa, mà là sự bi thương của bà đã ngấm vào tận xương tủy. Đây chính là một kiểu bi thương trong tâm khảm, sự tuyệt vọng muốn khóc mà không thể khóc được. Có lẽ bà không còn ôm sự tin tưởng quá mức về sự bình phục của con gái mình.
bệnh kỳ lạ của công chúa Thụy Điển mà cháu còn chữa khỏi nhưng Tiếu Tiếu. Ôi, nó đúng là không có phúc. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Lạc mỉm cười an ủi Lăng Mẫu, có bệnh chữa trị nhanh bình phục nhưng cũng có bệnh chậm hơn một chút. Chỉ cần người còn là còn hy vọng. Đúng vậy, người vẫn còn. Hàng ngày chăm sóc nó, nhìn thấy nó đủ khiến người mẹ như tôi đây thỏa mãn rồi. Lăng Mẫu gật đầu nói, tóm lại vẫn còn tốt hơn thằng khốn nạn đã làm hại cuộc đời nó. Cháu có quen biết quản tự không? Con người trông có vẻ lịch sự, tao nhã sao có thể làm ra cái chuyện không bằng cầm thú này vậy? Biết, Tần Lạc gật đầu nói. Tần Lạc lại nhớ tới câu nói trước khi chết của quản tự, một cảm giác ớn lạnh rất khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong lòng. Rồi cuộc người giấu mặt sau lưng quản tự là ai? Chúng muốn điều gì? Chỉ cần dựa vào kỹ thuật hạ thuốc độc vượt trên tất cả kỹ thuật y học đủ biết thực lực của chúng thực sự hùng mạnh tới cỡ nào. Lúc đầu bác đối xử với nó rất tốt. Khi nhà của nó suy bại, bác đối đãi với nó như con đẻ, nó thường xuyên ăn ngủ ở nhà bác. Bác đối đãi với nó như con đẻ, còn Lăng Tiếu vẫn đối xử với nó như anh tia. Chính vì tiếp xúc lâu ngày với nhau nên Tiếu Tiếu mới có tình cảm đổi với loại người mặt người dạ thú, ngụy quân tử như nó. Quản tự tới nước Mỹ du học, Tiếu Tiếu cũng muốn đi theo, bác và cha nói phải cố sức ngăn cản, Lăng Tiếu mới không sang bên đó. Hình như những lời này uất nghẹn trong lòng Lăng Mẫu từ rất lâu rồi, rốt cuộc bà cũng coi Tần Lạc là đối tượng có thể thổ lộ, chính vì vậy mới nói ra không e ngại. Nếu như Lăng Tiếu đi tới nước Mỹ, quản tự còn quen biết Hoán Khê sao? Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng. Một khi như vậy, không phải vận mệnh của tất cả mọi người đều thay đổi sao? Đợi khi Lăng Mẫu cười gượng lau nước mắt, Tần Lạc đi tới cạnh giường bệnh nói, để cháu xem mạch cho cô ấy. Được, Lăng Mẫu nói rồi đứng sang bên cạnh. Gần đây Tiếu Tiếu gầy đi. Bác sĩ nói nằm lâu ngày trên giường, cơ năng của thân thể dần dần thoái hóa. Cho dù, thuốc độc không gây chết người nhưng cũng nằm mãi như này. Có phải chuyện như vậy không? Lăng Mẫu kiên cường đang suy nghĩ đến việc thân thể con gái sẽ bị thoái hóa, thậm chí dần dần chết đi, cuối cùng bà không kiềm chế được, òa khóc. Sẽ không đâu, Tần Lạc nói, mặc dù loại thuốc độc này khiến con người ta hôn mê bất tỉnh nhưng nó lại có tác dụng bảo vệ thân thể một cách nhất định. Đương nhiên loại thoái hóa này là không thể tránh khỏi. Một người bình thường suốt ngày nằm trên giường không cử động cũng sẽ gầy mòn. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Trước khi toàn bộ cơ năng thân thể bị thoái hóa, chúng ta sẽ tìm được phương pháp chữa trị. Hy vọng là thế, Lăng Mẫu xấu hổ lau nước mắt nói, xấu hổ quá. Đã để cháu chê cười rồi. Không sao, cháu có thể hiểu được, Tần Lạc cười nói. Mạch của Lăng Tiếu vẫn đập như những lần trước, vấn đề là mạch tượng có vẻ hơi yếu. Cho dù Tần Lạc có dùng cách nào an ủi Lăng Mẫu nhưng hắn vẫn không thể nào che giấu được sự thật, sinh mệnh của Lăng Tiếu càng lúc càng yếu. Tần Lạc lấy hộp châm cứu từ trong túi sách ra nói với Lăng Mẫu, cháu sẽ thử châm cho Lăng Tiếu một châm xem sao. Phiền cháu quá, để bác tìm băng trừ độc cho cháu, Lăng Mẫu nói. Sai khi Tần Lạc khử trùng ngân châm, hắn vén tóc trán của Lăng Tiếu, đâm một châm vào huyệt thiên cấu ở dưới lỗ tai. Bởi vì viện an dưỡng rất yên tĩnh, hơn nữa Tần Lạc cũng không có bất kỳ áp lực nào đối với Lăng Tiếu nên hắn nhanh chóng bước vào trạng thái nhập thần. Dưới sự dẫn dắt của khí lưu, Tần Lạc nhanh chóng tiến nhập vào khu vực não bộ của Lăng Tiếu. Thế nhưng điều khiến Tần Lạc cảm thấy kỳ quái chính là trong đầu Lăng Tiếu trống rỗng, không có bất kỳ điều gì. Tình trạng này giống hệt với tình trạng của Gabo, nhưng Gabo vốn hoàn toàn bị ngăn cách, không có bất kỳ kinh nghiệm giao tiếp xã hội, cũng như không gặp mặt bất kỳ người nào bên ngoài. Lăng Tiếu chỉ là một cô gái tài hoa phong nhã. Nàng vẫn sống bình thường trong gia đình mình. Phần lớn bạn bè của nàng sống trong những ngôi nhà cao cấp, có kinh nghiệm xã hội và sự từng trải. Trí nhớ của nàng, cuộc sống tình cảm của nàng. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng trong trí não của Lăng Tiếu không có hình bóng của cha mẹ, anh trai mình. Thật ra não bộ của Lăng Tiếu hoàn toàn bình thường, không khác gì não bộ của một người khỏe mạnh. Vấn đề là não bộ của Lăng Tiếu lúc này như đang bị bao phủ trong một màn sương mù. Tần Lạc nghi ngờ màn sương mù đen này chính là nguyên nhân khiến Lăng Tiếu không thể tỉnh lại. Tần Lạc vốn mấy lần định xông lên trước, dẫn dắt luồng khí hùng mạnh xông lên tấn công màn sương mù này để xem nó có thể bị xua tan đi hay không. Luồng khí nhanh chóng xuyên qua màn sương mù nhưng rồi sương mù ở phía sau lại nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, giống như màn đêm che kín chân trời khiến ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể xuất hiện. Tần Lạc liên tiếp xua tan nó nhưng rồi nó lại nhanh chóng tái hợp. Một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, mười lần. Ngay cả khi Tần Lạc rơi vào tình trạng kiệt sức, màn sương mù này vẫn duy trì tình trạng của mình,
không bị đánh tan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất đắc dĩ Tần Lạc đành phải tạm thời thổi lui ra ngoài. Bác sĩ Tần, thế nào? Lăng Mẫu vội vàng hỏi. Mỗi một lần các bác sĩ tiến hành điều trị là một lần bà đều nuôi hy vọng. Tần Lạc cất ngân châm rồi nói với Lăng Mẫu, tình hình còn tốt hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Thật sao? Lãng Mẫu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc khẳng định, suy nghĩ của cô ấy cực kỳ tích cực. Có lẽ cô ấy có thể hiểu được những gì chúng ta đang nói. Thật vậy sao? Lăng Mẫu càng không dám tin tưởng. Bác hãy nói chuyện nhiều với cô ấy, nói những chuyện làm cô ấy vui vẻ. Điều này trợ giúp rất lớn cho việc điều trị của chúng ta. Tần Lạc không thể giải thích nhiều cho Lăng Mẫu. Hắn có thể giải thích với Lăng Mẫu là hắn đã tiến vào trong não bộ của con gái bà, cảm nhận được sự chán đời, bi quan của con gái bà không? Tần Lạc cũng rất thông thạo tâm lý học. Hắn suy nghĩ cẩn thận tìm ra nguyên nhân xuất hiện trạng thái trống rỗng như Gabo. Gabo rơi vào tình trạng bắt buộc trống rỗng nhưng Lăng Thiếu thì lại như muốn quên đi. Nhất định không chỉ có thuốc độc mà khi đó còn có chuyện gì đó xảy ra khiến Lăng Thiếu cực kỳ kích động. Có thể chính nàng đã muốn né tránh tất thảy mọi sự. Chúng ta hiểu rõ ràng nếu một người bị tổn thương não bộ có khát vọng sống mãnh liệt, người đó sẽ bình phục nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu như một người không còn khát vọng sống, hay bản thân mình chỉ muốn vĩnh viễn chìm trong bóng tối thì trạng thái chết giả sẽ biến thành chết thật. Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình làm cảnh một người sắp rời bỏ cuộc đời, người nhà, bạn bè tới cầm tay nói chuyện đã đánh thức người bệnh. Cái này chính là tăng cường sự lưu luyến của người bệnh. Được, hàng ngày bác sẽ nói chuyện với nó. Lăng Mẫu vui mừng nói, bác biết trong lòng con bé này rất tủi thân. Bác sẽ tâm sự với nó. Đúng, vậy là cách tốt nhất. Tần Lạc nói, cháu đi nói chuyện với bác sĩ. Được, bác sĩ Tần vất vả quá. Lăng Mẫu nói. Lăng vẫn không có ở đây nếu không bác bảo nó mời cháu ăn cơm. Lúc nào cũng làm phiền cháu khiến bác áy náy trong lòng. Không sao, cháu và Lăng vẫn là bạn bè. Tần Lạc cười nói. Ôi, hai đứa con này. Hai đứa quan hệ không tốt nhưng lại có hai người bạn tốt. Gần đây cháu có gặp Toái Toái không? Từ sau khi Tiếu Tiếu bị bệnh, ngày nào nó cũng tới đây, không quản mưa gió. Bác thường xuyên nói với Toái Toái là Tiếu Tiếu không tỉnh lại được. Nó hãy làm chuyện của mình nhưng Toái Toái không muốn. Có mấy trường học bên Mỹ gửi thư mời sang bên đó học nhưng Toái Toái từ chối. Toái Toái nói chỉ cần học trong nước cũng đủ tri thức cho mình. Bác biết con nhỏ này chỉ vì muốn quan tâm tới Tiếu Tiếu. Tần Lạc không ngờ Toái Toái và Lăng Tiếu lại có quan hệ sâu đậm như vậy. Chuyện tình yêu cả Ninh Toái Toái còn sâu nặng hơn cả chuyện của Lăng Tiếu Tiếu. Toái Toái là một cô gái tốt. Tần Lạc khen ngợi nàng. Đúng vậy. Tiếu Tiếu nhà bác không có phúc phận, bác cứ nghĩ cháu và Toái Toái sẽ có kết quả với nhau. Con bé này bản tính hiền lành, lại còn xinh đẹp nữa. Tần Lạc không ngờ Lăng Mẫu lại nhắc tới chuyện này, hắn vội vàng nói, cháu đã hẹn với bác sĩ, cháu đi hỏi tình hình. Lăng Tiếu nói xong Tần Lạc hoảng hốt chạy ra ngoài. Ôi, hai con người tốt bụng vì sao không thể làm thành một đôi? Lăng Mẫu nhìn theo Tần Lạc, thở dài nói. Sau khi Tần Lạc xuống lầu, hắn chạm mặt một người quen. Tần Lạc người thanh niên đang cúi đầu đi lên cầu thang, ngẩng mặt hỏi Tần Lạc. Lăng Vẫn, sao anh lại tới đây? Tần Lạc hỏi vì hắn biết hàng ngày Lăng Vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Hôm nay nghỉ ngơi tới thăm Tiếu Tiếu. Lăng Vẫn nói. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi, hắn nhận ra sắc mặt Lăng Vẫn như có chuyện gì đó. Chương 846, sói đi săn ngàn dặm để ăn thịt. Không có gì. Rõ ràng là Lăng vẫn không muốn nói nhiều thêm gì về vấn đề này. Anh đến thăm Lăng Tiếu rồi à? Thăm rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Tình hình sao rồi, có hy vọng gì không? Người còn sống thì tức là còn hy vọng, Tần Lạc cười nói. Tình trạng của cô ấy cũng không đến mức xấu lắm, còn tốt hơn chúng ta nghĩ đấy. Mẹ tôi gọi điện tới nói là Lăng Tiếu gầy đi rất nhiều, bà lo lắm. Không có vấn đề gì chứ, Lăng vẫn là một quân nhân. Vì vậy mà không biết dùng lời nói để biểu đạt lòng quan tâm của mình đối với người khác, nhưng nỗi lo trên mặt anh đủ để nói lên tình thương yêu của mình đối với cô em gái Lăng Tiếu. Vừa rồi tôi cũng đã giải thích với bác gái rồi, đây là những phản ứng bình thường của cơ thể, nếu bây giờ mà để anh nằm hết ngày này qua tháng khác ở trên giường, thì anh cũng sẽ gầy đi không ít, vì khả năng hấp thụ và tiêu hóa bị thuyên giảm đi đáng kể, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể. Lăng vẫn gật gầu. Hỏi, buổi trưa anh có bận việc gì khác không? Sao thế? Lâu lắm không gặp,
chỉ là muốn cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Lăng vẫn nói. Được, tôi đợi anh ở tầng dưới, anh đi thăm Lăng thiếu đi. Tần Lạc trả lời một cách sảng khoái. Ấn tượng của hắn về Lăng vẫn có khi còn tổ hơn cả Lăng thiếu, có lẽ là do tính cách trầm mặc ít nói nhưng lại xả thân vì bạn bè của đối phương dễ làm cho người khác phải cảm động cũng nên. Tần Lạc còn nhớ lúc đó Lăng vẫn tìm đến mình nói rằng anh ta nghi ngờ quản tự thì vẻ mặt trông đau khổ vô cùng, một mặt là vì anh ta không tin rằng người bạn thân nhất của mình lại có thể làm một chuyện như vậy, một mặt thì lý trí anh ta nói với anh ta rằng đây có lẽ chính là sự thực. Mượn một câu nói về tình yêu thì đó là yêu rồi mới biết tổn thương là gì, anh ta buồn như vậy thì chứng tỏ rằng anh ta thực sự coi quản tự là người bạn thân thiết của mình. Chỉ có điều là người đó không có phước, cũng không biết quý trọng những gì mình có. Tần Lạc đứng ở lầu dưới một lúc thì thấy Lăng vẫn bước xuống. Lăng vẫn rút bao thuốc ở trong người mình ra, rồi lấy một điếu đưa cho Tần Lạc nhưng bị Tần Lạc từ chối, anh ta liền ngậm luôn điếu thuốc vào miệng và châm lửa hút. Tôi nhớ ngày trước anh không hút thuốc mà, Tần Lạc nhìn động tác châm lửa thành thục của anh ta nói. Có lẽ là do gần đây có nhiều việc phải suy nghĩ quá cũng nên. Lăng vẫn nói. Tần Lạc im lặng. Lăng thiếu xảy ra chuyện như vậy, thì chẳng khác nào đã phá hoại hạnh phúc đang có của cả một gia đình. Có lẽ là trước khi nàng hồi phục thì cái gia đình này sẽ chẳng có một thành viên nào có thể cười lên thành tiếng mà phát ra từ đáy lòng được cả. Những lời cảm ơn thì thôi khỏi nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi vốn định mời anh một bữa hẳn hoi cơ, nhưng chỗ này cách thành phố xa quá, trong viện này có một khách sạn cũng không tồi lắm, chúng ta giải quyết bữa ăn trưa ở đó nhé. Được, tôi không để ý nhiều đến việc ăn uống cho lắm. Tần Lạc nói. Tần Lạc cũng chẳng xa lạ gì với cái khách sạn này, lần trước khi hắn và Ninh Toái Toái ăn cơm ở đây thì Dương Phụ đã đem theo cả một đám người tới nói với hắn là hắn ta đã đính hôn với Vương Cửu Cửu, hắn vì thế mà ra tay đánh nhau với hắn ta, trên thực tế thì hắn đã đánh cho Dương Phụ một trận nên thân. Cũng vì việc này mà tình cảm giữa hắn với Vương Cửu Cửu đã thăng hoa đến mức cao nhất, hai người đã không kiềm chế nổi bản thân mà hòa nhập làm một ở Lang Sơn Vân Điền. Có người đã từng nói, nên cảm ơn đối thủ của mình. Bởi vì người đó là liều thuốc kích thích cho bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Lạc thầm nghĩ, mình nên cảm ơn Dương Phụ mới phải. Nếu không phải do hắn ta thì giờ đây mình và Vương Cửu Cửu vẫn là quan hệ bạn bè, thầy trò một cách không rõ ràng, minh bạch. Sau khi hai người gọi đồ ăn thì Lăng vẫn liền im lặng ngồi yên đó hút thuốc. Chuyện quản tự có đầu mối gì chưa? Lăng vẫn hỏi. Chưa có, Tần Lạc lắc đầu. Sau khi quản tự chết thì Tần Lạc đã từng đến căn biệt thự mà anh ta ở khi còn sống để lục soát. Đây là một tên vô cùng cẩn thận hoặc có thể nói là một người được huấn luyện hẳn hoi, trong nhà không còn sót lại bất kể đồ vật hay tài liệu gì có thể làm lộ thân phận của anh ta. Quản tự chết rồi thì cái đầu mối duy nhất cũng theo đã mà đứt đoạn. Cho dù Tần Lạc có muốn điều tra thì cũng không biết phải bắt tay vào từ đâu. Tôi cũng vẫn điều tra, nhưng đáng tiếc là chẳng có bất kỳ tiến triển gì, Lăng vẫn âu sầu nói. Bệnh tình của Lăng thiếu cần đến thuốc giải, nếu có thể tìm ra được người đứng sau quản tự thì có thể tìm ra được thuốc giải. Tôi cũng sẽ chú ý tới việc này, Tần Lạc nói, có tin tức gì thì thông báo kịp thời cho tôi biết. Được, Lăng vẫn nói, lực lượng trong tay tôi quá nhỏ, vì vậy mà tôi cần tới sự giúp đỡ của anh. Đều là bạn của nhau mà, không cần phải khách khí như vậy. Tần Lạc cười nói, Lăng vẫn nhìn Tần Lạc một cái, sau đó di đót thuốc xuống hộp gạt tàn, nói. Mới đầu, chúng tôi rất có thành kiến với anh. Tôi biết, con người tôi thường không được đàn ông ưa thích gì qua cái nhìn đầu tiên. Tần Lạc gật đầu nói. Vì anh quá ư là khác người. Lăng vẫn nghĩ xem mình nên dùng từ gì để miêu tả Tần Lạc cho đúng nhất. Cách anh ăn mặc, nói năng, rồi hành động, tất cả đều không giống với chúng tôi. Vậy nhưng anh lại là một trong số những người chúng tôi. Dường như tất cả mọi người như thể luôn chạy, xung quanh anh vậy. Văn nhân Mục Nguyệt, Vương. Cửu Cửu, Cửu Yên Mị đây đều là những người phụ nữ bậc nhất bậc nhì ở cái đất hiến kinh này, nhưng bọn họ lại có một mối quan hệ mật thiết với anh. Tôi và Lệnh Tây đều cảm thấy bất bình thay cho quản tự, chúng tôi cảm thấy anh ta mới đáng được hưởng sự đãi ngộ như vậy, anh đã cướp hết những thứ mà đáng ra là của anh ta. Có lẽ trong lòng anh ta cũng nghĩ như vậy cũng nên, vì vậy mà chúng tôi luôn đối đầu với anh, cuối cùng thì Lệnh Tây bị quản tự hại chết, còn quản tự thì lại chết. Trong tay anh. Và rồi chúng ta lại trở thành bạn của nhau, cái thế giới này quả là kỳ diệu. Ngày trước nếu có ai nói với tôi rằng về sau chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau, thì tôi cũng không tin đâu. Tần Lạc cười nói. Anh gặp Toái Toái chưa? Cô ấy,
Lăng Vẫn đột nhiên ngừng lại, nhìn ra xa xăm với sắc mặt khó coi. Tần Lạc cũng thuận theo hướng anh ta mà nhìn ra đó, ánh mắt cũng không khỏi đờ ra. Đúng là không phải oan gia thì không đối đầu, hắn thực sự không ngờ là lại gặp Dương Phụ ở đây một lần nữa. Hơn nữa, người ngồi cạnh hắn ta lại là một người quen nữa của Tần Lạc, người đó là Bạch Tàn Phổ. Tần Lạc không thể nào ngờ được hai người này lại có thể quen nhau. Kẻ thù gặp nhau thì chẳng ai là không tức giận. Dương Phụ và Bạch Tàn Phổ cũng không ngờ lại gặp Tần Lạc ở đây. Dương Phụ biết Tần Lạc là một nhân vật không dễ chọc, hơn nữa hắn còn bị thua thiệt trong tay Tần Lạc, vì vậy mà hắn không dễ dàng bước lên trước khiêu khích, ánh mắt thù hận chỉ lóe lên trong giây lát rồi biến mất, sau đó hắn quay đầu sang một hướng khác, giả bộ như không nhìn thấy gì. Bạch Tàn Phổ có phần kinh ngạc hiện rõ trên mặt, sau đó bèn đứng dậy bước tới trước mặt Tần Lạc, cười nói, Tần Đại Thiếu Gia, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chúng ta thật là có duyên với nhau. Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh kẻ tươi cười. Người ta cười hề hề đến trước mặt mình chào hỏi như vậy, thì mình cũng không nên thất lễ quá chứ. Chí ít thì mọi người cũng không thể hiện gì ra ngoài mặt. Tần Lạc đứng hẳn người dậy nghênh đón, cười nói, hy vọng đây là lương duyên. Tất nhiên là lương duyên rồi. Bạch Tàn Phổ nghiêm túc nói, hiện giờ hạng mục nguồn năng lượng mới của Bạch Gia và Văn Nhân Gia đã được triển khai một cách toàn diện, và vẫn đang triển khai hợp tác thêm trên những lĩnh vực khác nữa, duyên phận của chúng ta sẽ ngày càng thêm sâu đậm hơn. Tần Lạc biết sự việc mà Bạch Tàn Phổ đang nói tới. Hiện tại gia tộc Văn Nhân và gia tộc nhà họ Bạch đang toàn tâm toàn lực thúc đẩy hạng mục nguồn năng lượng mới, đang có cạnh tranh ác liệt với gia tộc họ Tần về khoản chính sách và tài chính. Bọn họ cố gắng hết mình như vậy là vì không muốn bị Tần gia bỏ xa hoặc nuốt chửng trong vòng 20 năm hoặc 50 năm tới. Tần Lạc không khó khăn gì để biết được tâm tình hiện giờ của Tần Tung Hoành, nhưng đồng thời Tần Lạc cũng hết sức lo lắng, Tần Tung Hoành lẽ nào lại có thể tiếp tục bỏ mặc như vậy sao? Chúc các anh tiền tài như nước, Tần Lạc cười nói, cùng ngồi chứ. Ồ thôi, các anh cứ ngồi đi, tôi còn đi cùng một người bạn nữa. Bạch Tàn Phổ từ chối nhã ý của Tần Lạc. Sau đó thì quay trở lại ngồi cùng với Dương Phụ. Bạch Thiếu Gia, quan hệ của anh với tên họ Tần kia không tồi thì phải. Dương Phụ đợi cho Bạch Tàn Phổ ngồi hẳn xuống, thì cầm cốc nước lên nhấp miệng hỏi. Cũng bình thường thôi, Bạch Tàn Phổ không phủ nhận nói. Bạch Thiếu Gia, không giấu gì anh, tôi với anh ta không ưa gì nhau. Nếu ngày sau có xung đột gì thì hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai chúng ta. Dương Phụ chân thành nói. Như thể sợ là nếu mình và Tần Lạc mà đánh nhau lớn thì sẽ làm cho Bạch Tàn Phổ khó xử lắm vậy. Không đâu, bạn ai là của người đấy mà. Bạch Tàn Phổ cười hề hề nói. Có câu nói này của Bạch Thiếu Gia là tôi yên tâm rồi. Dương Phụ làm ra vẻ như một đứa trẻ thành thực nói, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng hắn ta thì cười khẩy, mày lại còn làm bộ làm tịch với bổn đại thiếu gia ta sao? Ai mà không biết mày bị nó đánh cho tơi bời ngay trên địa bàn của mình chứ? Với tính cách của mày mà mày lại có thể quên nỗi nhục này rồi kết thân với nó một cách dễ dàng như vậy hay sao? Của đúng như vậy, Bạch Tàn Phổ đúng thật là không thể nào quên được tối ngày hôm đó Tần Lạc đem lại cho hắn nỗi sỉ nhục đó. Chỉ là vì Bạch Gia và Văn Nhân Gia đang hợp tác với nhau, nên hắn cũng không gây sự gì với Tần Lạc cả. Nhưng trong lòng nghĩ gì thì đó lại là quyền lợi của bản thân hắn. Hắn ta lại có cả dũng khí thả cổ vương ra, xem ra. Mình phải tìm cơ hội gặp mặt người đàn bà đó mới được. Bất luận thế nào cũng không thể để nó giải tán hết cả những thảo cổ bà này được. Đây là một lực lượng mạnh mẽ nhường nào, nếu dùng tốt thì có thể khiến cho mình chiến thắng bất kỳ thứ gì. Khi Dương Phụ và Bạch Tàn Phổ thảo luận về Tần Lạc, thì bên bàn bên này, hai người Tần Lạc và Lăng vẫn cũng đang lấy bọn họ ra làm chủ đề trong câu chuyện của mình. Nếu sớm biết gặp họ ở đây thì đã không ăn ở chỗ này rồi. Không sao. Bọn họ chắc là cũng không còn bụng dạ nào mà ăn nữa đâu. Anh thân với bọn họ lắm à? Lăng vẫn nhìn vào bóng dáng của Bạch Tàn Phổ hỏi. Cũng thường thôi, Tần Lạc nói. Lực lượng của bọn họ ở cái đất Yến Kinh này rất lớn. Dương Phụ trở về từ khu quân đội địa phương, nhưng gốc rễ của hắn lại ở đây gốc đó khá to, vừa mới về chẳng bao lâu đã nhập hội rồi, hơn nữa còn có quan hệ vô cùng thân thiết với lão nhị của Bạch gia nữa. Sói đi ngàn dặm để ăn thịt. Tần Lạc tủm tỉm cười nói một câu làm cho người ta cũng phải cảm thấy khó hiểu. Còn một nửa câu còn lại hắn không nói tiếp, đó là chó đi ngàn dặm để ăn. Đối với Tần Lạc mà nói thì Bạch Tàn Phổ diễn có phần hơi quá. Chúng ta nói chuyện khác cho dễ ăn hơn đi. Thế thì nói tiếp về Toái Toái đi. Lăng vẫn nói. Nói gì đến em vậy?
Một người con gái bỗng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng họ, nói với giọng giòn tan. Chương 847, cú điện thoại vượt đại dương của Gabo. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới, đó là một việc làm cho người ta cảm thấy chán ghét đến nhường nào, vì chẳng có người đàn ông nào lại ưa tên nào mà cứ phưỡn cái bụng ra, đã thế còn dâu ria thì xồm xoàm cả chỉ Tào Tháo mũ mũ. Nhưng khi nhắc tới người đẹp mà người đẹp lại xuất hiện ngay thì điều đó lại khiến cho người ta phải mừng rỡ. Ninh Toái Toái rõ ràng là đi đường vòng, chứ nếu không thì với chỗ ngồi của Tần Lạc và Lăng Vẫn thì không thể nào lại đợi đến khi nàng đi gần tới nơi rồi mới phát hiện ra. Nàng bận trên người một chiếc quần jean xanh, một chiếc áo sơ mi kẻ ô, đi đôi giày vải màu trắng, trên đầu còn đội đem một chiếc mũ che nắng nữa, nhìn rất trẻ trung xinh đẹp. Sao em có thể tìm ra được chỗ này? Tần Lạc cười hỏi. Ninh Toái Toái kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, cười hì hì nói, em đến thăm Tiếu Tiếu, thì nghe bác nói là anh và Lăng Vẫn đã tới đây, em lại nhìn thấy xe của Lăng Vẫn ở trong bãi đỗ xe, nên biết là hai người vẫn còn chưa rời khỏi đây, mà ở trong cái viện điều dưỡng này thì chỉ có mỗi chỗ này là thích hợp cho việc ăn uống thôi, nên em đoán là hai người chắc chắn là ở đây. Thông minh thật đấy, Tần Lạc khen ngợi nói. Tất nhiên rồi, anh cũng không xem bổn cô nương này là ai chứ. Ninh Toái Toái cười hô hố nói. Lăng Vẫn ngồi bên cạnh nhìn mà thầm nghĩ, ngày trước cũng vì quan hệ với Lăng Thiếu nên mình mới qua lại với Ninh Toái Toái. Tuy bọn họ là bạn lâu năm nhưng lại không thể nói năng tự nhiên như khi nàng nói chuyện với Tần Lạc, cứ như là Tần Lạc và nàng quen nhau đã lâu lắm rồi vậy. Lăng Vẫn đẩn quyển menu sang bên Ninh Toái Toái nói, em xem muốn ăn gì. Cảm ơn anh, Ninh Toái Toái tiếp lấy quyển menu rồi nhìn Tần Lạc hỏi, anh về khi nào vậy? Sao không gọi điện thoại báo một tiếng? Vừa về thì việc đã bù đầu, hôm nay mới có thời gian đến thăm Tiếu Tiếu. Anh sợ em cũng đang bận việc ở công trường nên không gọi em. Em chỉ phụ trách thiết kế bản giấy thời kỳ đầu thôi mà. Đôi mắt sáng ngời của Ninh Toái Toái dán vào Tần Lạc nói, lâu lắm không gặp, mình cũng cảm thấy nhớ tên này ra phết, nàng nghĩ thầm. Về sau công ty thiết kế tiếp tay thì bọn họ sẽ phụ trách hoàn thành vào theo sát công trình luôn. Còn em hàng ngày chỉ việc đến xem thôi là được rồi, đại bộ phận thời gian thì đến đây thăm Tiếu Tiếu. Thiết kế gì vậy? Lăng Vẫn hỏi. Tôi muốn xây một tòa lầu đó là do Toái Toái vẽ ra. Tần Lạc cười giải thích. Lăng Vẫn nhìn Ninh Toái Toái nói, Toái Toái lợi hại thật. Lần trước còn đoạt cả cái gì mà? À, giải thưởng lớn trong giới kiến trúc đó. Lăng đại ca, anh đừng có khen ngợi em thế nữa. Các tác phẩm ngày trước hầu hết đều chú trọng lối tư duy mới cùng tính nghệ thuật cao, đây là lần đầu tiên tác phẩm của em được làm thành một tòa lầu to lớn, em cũng run lắm đó. Ninh Toái Toái ngượng ngùng nói. Không sao, anh tin em. Tần Lạc cổ vũ nói, Hoán Khê cũng nói qua với anh là em còn sửa đổi chút ở bản thiết kế trên giấy sau này. Cô ấy còn bảo anh phải cảm tạ em cho xứng. Chị Hoán Khê khách khí quá, chị ấy tốt với em lắm, thường ngày cũng rất quan tâm tới em. Hy vọng hai người hợp tác với nhau vui vẻ. Tần Lạc gật đầu nói. Lâm Hoán Khê tính cách lạnh lùng, nhưng tâm địa lại vô cùng lương thiện, còn Ninh Toái Toái thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì vậy mà hắn không lo là giữa hai người này sẽ có mâu thuẫn gì xảy ra. Khi mấy người Tần Lạc đang ăn cơm, thì Bạch Tàn Phổ và Dương Phụ đứng dậy rời đi. Bạch Tàn Phổ còn đặc biệt đến chỗ Tần Lạc để chào từ biệt nữa. Tần Lạc cũng đứng dậy tiễn chào một cách khách khí, bề ngoài xem ra quan hệ của hai người khá là hòa hợp. Sau khi ăn xong, Lăng Vẫn nói có việc nên xin phép về trước, còn Tần Lạc thì ở lại đi dạo cùng Ninh Toái Toái trong viện điều dưỡng này. Lăng Vẫn chưa nói gì cho anh phải không? Ninh Toái Toái đột nhiên hỏi. Nói gì với anh? Tần Lạc mơ hồ hỏi lại. Thời gian gần đây bác sĩ điều trị cho Tiếu Tiếu không được nhiệt tình cho lắm, cứ trì hoãn kiểm tra, lần nào cũng phải đến thúc giục mấy lần thì mới có người đến ứng phó qua loa trong nháy mắt. Một số y tá cũng trở nên lười biếng. Thường xuyên không tìm thấy người thay thuốc cho Tiếu Tiếu, đã thế còn có người đến nói những điều thị phi khó nghe nữa. Ninh Toái Toái thở dài nói. Là Dương Phụ phải không? Tần Lạc nheo mắt hỏi. Thảo nào vừa rồi thì hắn gặp Lăng Vẫn thì thấy sắc mặt không được tốt, chắc chắn là khi anh ta tới đây đã đụng phải Dương Phụ và nghe được những điều khó nghe cũng nên. Hắn ta có tầm ảnh hưởng rất lớn ở đây, nếu hắn ta cố tình làm khó dễ thì bọn em cũng chẳng có cách nào khác cả. Ninh Toái Toái nói. Ngày trước bọn em cũng thương lượng để đổi sang một nơi khác cơ, nhưng vì thấy nơi này là do chị Cửu Cửu sắp đặt, nếu đi như vậy thì không được hay cho lắm. Không phải đi đâu hết, việc này cứ để đó anh xử lý. Tần Lạc xa sầm nét mặt nói.
hắn rút di động từ trong túi ra, bấm luôn số của Vương Cửu Cửu ngay trước mặt Ninh Toái Toái chẳng hề né tránh gì. Thầy Tần, sao thầy còn nhớ mà gọi điện cho em thế? Giọng nói ngọt ngào của Vương Cửu Cửu lên từ đầu dây bên kia. Ngay trước khi quan hệ của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu còn chưa được xác định rõ ràng, thì Vương Cửu Cửu luôn không thừa nhận quan hệ thầy trò giữa nàng và Tần Lạc, nhưng sau khi quan hệ giữa hai người được xác lập, thì nàng lại chỉ xưng hô với Tần Lạc là thầy thầy ngọt xớt. Có cái gì đó giống với kiểu làm nũng hay trêu đùa ở trong đó. Nghe được giọng nói của cô gái này thì những bức tức trong lòng Tần Lạc bỗng dưng tan biến, hắn dịu dàng hỏi, gần đây luyện tập có cực khổ lắm không? Khổ lắm, bây giờ em mới biết, thì ra đi lính lại là một việc đau khổ như vậy. Vương Cửu Cửu nói, ban ngày phải luyện tập, buổi tối còn phải học bao nhiêu là kiến thức về quân sự nữa. Còn mệt hơn nhiều so với khi ở đại học y khoa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, Tần Lạc nói. Thầy chỉ biết nói mỗi thế thôi à? Vương Cửu Cửu bất mãn nói. Tần Lạc cười khổ, ngày trước Vương Cửu Cửu là một người phụ nữ kiên cường, tự lập, vậy mà vừa mới rời khỏi Yến Kinh một cái mà đã giống như một chim nhỏ bé vậy chứ. Tần Lạc nhìn Ninh Toái Toái một cái, rồi thấp giọng nói, đợi một thời gian nữa anh sẽ đến Dương Thành thăm em. Giọng Vương Cửu Cửu đột nhiên thay đổi 180 độ, mừng rỡ gào lên, thật chứ? Anh không gạt em đấy chứ? Thật, anh không gạt em đâu, Tần Lạc khẳng định nói. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này trở về bất luận thế nào cũng phải bỏ chút thời gian ra để đi Dương Thành một chuyện mới được. Được, em tin anh. Bây giờ thì anh có thể nói cho em biết anh gọi điện cho em rốt cuộc là có chuyện gì rồi chứ? Vương Cửu Cửu cười hì hì nói. Tần Lạc cứng hết cả họng lại. Mấy người phụ nữ này rốt cuộc thì muốn thông minh tới độ nào mới chịu thôi đây? Là thế này, vừa rồi Toái Toái nói với anh, là gần đây việc chữa trị của Lăng Tiếu Trong. Viện điều dưỡng không được kịp thời, hơn nữa còn có người bàn tán nọ kia. Là Dương Phụ phải không? Vương Cửu Cửu vừa nghe thôi đã hiểu ngay. Có lẽ là có liên quan đến anh ta, Tần Lạc nói, với mối quan hệ giữa hắn và Vương Cửu Cửu thì chẳng có gì mà phải úp úp mở mở cả. Đồ xúc sinh, Vương Cửu Cửu phẫn nộ chửi rủa. Hắn ta nghĩ là em không có mặt ở Yến Kinh, thì không có cách nào để cho hắn ta một trận hay sao? Cái đồ tiện nhân này đúng là chán sống rồi. Việc này anh không phải bận tâm, để đó em xử lý. Vừa nói dứt lời thì nàng liền dập luôn máy xuống. Tần Lạc bỏ điện thoại xuống rồi nói với Ninh Toái Toái, Cửu Cửu biết chuyện này rồi thì cô ấy nói là để đó cho cô ấy giải quyết. Ừm, Ninh Toái Toái gật đầu đáp, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc như đang suy nghĩ điều gì. Tần Lạc quay ra nhìn nàng một cái rồi cười nói, em muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Anh chưa lừng nghĩ lã sẽ giấu giếm em điều gì. Anh và chị Cửu Cửu. Cô ấy là bạn gái của anh, Tần Lạc thẳng thắn thừa nhận. Ninh Toái Toái mở to hết cỡ đôi mắt của mình, vẻ mặt cũng lộ rõ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã quay trở lại trạng thái cũ, nói, chị Hoán Khê có biết không anh? Chắc là biết, Tần Lạc nói, vé máy bay đi Vân Nam là do Lâm Hoán Khê đặt giúp mà, nàng không lẽ nào lại không biết? Vậy, Ninh Toái Toái muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Có phải là em không thể nào hiểu nổi đúng không? Tần Lạc hỏi. Không ạ. Ninh Toái Toái lắc đầu đáp, em chỉ là cảm thấy cái cách ở bên nhau này có phần kỳ quái. Anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, Tần Lạc cười khổ. Nhưng dù gì thì cũng là sự thực rồi, anh biết là anh có phần tham lam trong chuyện tình cảm. Tình cảm vốn dĩ là tham lam mà, Ninh Toái Toái dịu dàng khuyên nhủ, nếu yêu rồi thì ai mà không hy vọng được gắn bó gần gũi nhau chứ. Em đã từng yêu chưa? Tần Lạc hỏi. Chưa ạ, Ninh Toái Toái lắc đầu. Vậy làm sao em có thể liều được cái cảm giác này? Tần Lạc trêu đùa nói. Ninh Toái Toái khẽ đỏ mặt, không phục nói, trong sách và trên TV đều nói như thế mà. Đó đều là giả cả. Tần Lạc cười nói chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được cái gì là thực. Thế thì em phải thử nghiệm một chút sao? Ninh Toái Toái ngước mặt lên mỉm cười hỏi. Đừng bao giờ giống chị Hoán Khê của em yêu người không thuộc về mình. Tần Lạc nhắc nhở nói. Không. Ninh Toái Toái nói bọn họ yêu được một người anh hùng. Anh hùng sao? Tần Lạc cười khổ, làm gì có anh hùng nào lại trăng hoa như mình chứ? Rất nhanh, Vương Cửu Cửu đã gọi lại cho hắn, nàng nói là nàng đã nói chuyện với viện trưởng của viện điều dưỡng, và họ sẽ tổ chức một tổ chuyên gia tiến hành trị liệu đặc biệt riêng cho Lăng Tiếu. Tổ trưởng tổ chuyên gia sẽ do đích thân viện trưởng đảm nhiệm, sẽ không để mặc cho Dương Phụ làm trò gì nữa. Đồng thời nàng cũng gọi điện cho Hồ Nữu,
nếu có việc gì thì bảo Tần Lạc gọi điện trực tiếp cho Hồ Nữ nhờ giúp đỡ. Tần Lạc tỏ lòng biết ơn, sau đó lại xác định lại lịch trình đi Dương Thành một lần nữa, rồi hai người mới bịn rịn cúp điện thoại xuống. Vừa mới cúp điện thoại của Vương Cửu Cửu thì điện thoại của Tần Lạc lại vang lên. Tần Lạc nhìn vào di động một cái thì thấy số này khá lạ. Alo, Tần Lạc nói sau khi nhận nút nghe. Tần Lạc tiên sinh, rất xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi là Ryan phiên dịch của Vương Thất Thụy Điển, không biết Tần Lạc tiên sinh có ấn tượng gì không? Một giọng nói xa lạ truyền tới. Ryan, Tần Lạc trần chờ một hồi, sau đó cười nói, tất nhiên là nhỏ rồi. Xin hỏi có chuyện gì không? Là thế này, tôi nhận được lời ủy thác của Hoàng hậu Madron và Hoàng tử Philip nên đã gọi cú điện thoại này cho anh. Công chúa Gabo hy vọng được nói chuyện với anh. Gabo muốn nói chuyện với tôi sao? Tần Lạc không khỏi cất cao giọng nói. Thật không thể tin vào tai mình. Gabo làm sao lại muốn nói chuyện với mình chứ? Mặc dù khi hắn rời đi thì bệnh tình của Gabo cũng dần hồi phục, nhưng bọn họ căn bản là ngôn ngữ bất đồng mà. Xin chờ cho một lát, Ryan nói. Tiếp đó, Tần Lạc liền nghe thấy tiếng ống nghe được di rời. Tần Lạc yên lặng chờ đợi, sau đó hắn nghe thấy một âm thanh nho nhỏ. Gabo, là cô đó sao? Tần Lạc cười hỏi, mặc dù hắn cũng không thể chắc chắn rằng Gabo có hiểu được những lời hắn nói hay không nữa. Gabo, sao không nói gì thế? Cô không phải là muốn nói chuyện với tôi sao? Tần Lạc cười hỏi. Không quen tôi rồi sao? Không muốn nói gì thì tôi cúp điện thoại nhé, Tần Lạc nói với giọng uy hiếp. Tần một từ đơn được phát ra như giọng của một cô bé con. Tần Lạc như bị hóa thạch vậy, bây giờ đến lượt hắn không thốt lên thành lời. Chương 848, thù mới hận cũ. Nghe thấy từ Tần được cất lên từ cái miệng nhỏ xinh của Gabo thì hai sóng mũi Tần Lạc cay xè, vòng mắt đỏ ửng, trái tim như bị vật gì đó đè nặng lên. Hắn hiểu rất rõ, chữ này có ý nghĩa gì đối với Gabo. Sao nàng lại có thể nói được nhỉ? Ai dạy nàng nói được từ này thế? Nếu để cho người trong Hoàng thất Thụy Điển biết được suy nghĩ này của Tần Lạc thì nhất định sẽ uống cạn vài ly rượu vang trong bữa tiệc chỉ vì tức giận. Gabo, Tần Lạc dịu dàng nói. Cô gái ngây thơ trong sáng này lúc nào cũng có thể xâm chiếm nội tâm của hắn. Mỗi lần Tần Lạc phải đối mặt với nàng thì trong lòng lúc nào cũng mềm oặt ra, tựa như một chiếc kẹo mút vừa mới ra lò vậy. Chấm, Tần. Cô nói được rồi sao? Chấm, Tần, Tần. Ai dạy cô nói thế? Tần. Cô có hiểu những lời tôi nói không? Cô còn biết nói những từ khác không? Tần. Bây giờ thì Tần Lạc đã hiểu, nếu không phải Gabo nghe không hiểu mình nói gì thì có nghĩa là nàng chỉ biết nói mỗi từ này mà thôi. Nhưng Tần Lạc lại không cảm thấy gì là vô vị cả, lại càng không cảm thấy gì là vô nghĩa. Gabo, cô phải học nói cho hẳn hoi nhé, phải học tập để tiếp xúc với cái xã hội này, hàng ngày phải uống thuốc đúng giờ, đợi đến khi nào tôi có thời gian thì tôi sẽ đến Thụy Điển thăm cô. Đợi khi nào bệnh của cô khỏi rồi, thì cũng có thể đến Trung Quốc tìm tôi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô đi thăm thú trưởng thành, đưa cô đi ăn những món thật ngon. Tần, Tần, u. Giọng nói của Gabo bỗng dưng trở nên gấp gáp, sau đó là một tiếng thét không cam tâm. Tần Lạc tiên sinh, tôi là Ryan đây. Tôi đại diện cho Hoàng tử Philip để nói chuyện với anh. Điện thoại được chuyển vào tay Ryan. Cảm ơn ông, Ryan, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Hoàng tử Philip. Tần Lạc cười nói, mặc dù hắn chẳng có cách nào để nói chuyện với Gabo, nhưng chấm dứt cuộc trò chuyện với Gabo như vậy thì hắn cũng không muốn chút nào. Hoàng tử Philip rất cảm ơn anh vì lời hỏi thăm, bảo tôi đại diện cho anh ấy một lần nữa gửi lời mời đến anh, hy vọng anh có thể bỏ chút thời gian quý báu của mình ra để đến Thụy Điển làm khách. Tần Lạc cười khổ, hắn vừa mới từ Thụy Điển trở về mà, làm sao có thể mới cách đó có vài ngày mà đã lại chạy qua bên đó được chứ? Hắn liền cười nói, gửi lời cảm ơn của tôi tới thiện chí của Hoàng tử Philip. Chỉ là gần đây công việc của tôi bề bộn quá. Sau khi giải quyết xong hết mọi việc ở đây thì tôi sẽ suy nghĩ về lời mời tới thăm Thụy Điển của anh ấy. Ồ, tôi sẽ truyền đạt tới Hoàng tử Philip điều này. Ryan nói. Sau khi cúp máy thì Tần Lạc vẫn còn cảm thấy bàng hoàng chưa hết. Nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của Gabo khi bị cướp mất điện thoại thì Tần Lạc cảm thấy hai hòn của mình đau nhức vô cùng. Tần Lạc không biết rằng, ở đầu dây bên kia, không chỉ có người đau hai hòn, mà còn có người bị đau nhức tử cung nữa. Từ khi Tần Lạc rời đi thì Gabo suốt ngày gọi, Tần, Tần, chẳng ăn uống ngủ nghê hay uống thuốc gì cả, cái nào cũng phải ép nàng mới được. Hơn nữa,
nàng còn không muốn ở căn phòng xa hoa lộng lẫy mà Hoàng hậu Madron đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng, mà cứ có cơ hội là nàng lại chạy ngay đến cung hoa hạ mà mấy người Tần Lạc ở. Nàng cứ nằm trên chiếc giường trong căn phòng mà nàng với Tần Lạc ở cùng với nhau, không muốn rời đi, bất luận là ai khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng gì, nếu người nào mà giơ tay kéo nàng ra thì nàng sẽ gào lên kêu khóc. Ngày nào cũng như ngày nào, nàng giống như một con mèo nhỏ cứ nằm yên ở cửa đợi chủ nhân của mình quay về vậy. Ryan sau khi cúp điện thoại xuống thì Gabo lập tức xông thẳng đến ôm lấy cái ống nghe và chăm chú lắng nghe. Nghe một hồi vẫn không thấy có tiếng động gì thì nàng lo lắng kêu lên, Tần, Tần. Philip, con phải nghĩ cách gì đi. Hoàng hậu Madron vừa đau lòng lại vừa tức giận nói. Con gái ruột của mình, vậy mà chẳng hề gần gũi, quyến luyến gì mẹ mình, mà lại suốt ngày nhớ nhung một tên bác sĩ Trung Quốc, như thế thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Mẹ hãy cho Gabo thời gian đi. Lâu dần em ấy sẽ quên Tần Lạc thôi. Philip thở dài nói, dù gì thì Tần Lạc cũng là người cứu em ấy, nói theo cách khác thì Tần Lạc là người bạn đầu tiên mà em ấy chấp nhận, nếu chúng ta ép em ấy quên Tần Lạc đi thì thật không công bằng với em ấy chút nào. Mẹ phải tìm người dạy tiếng cho nó, tiếng Thụy Điển, tiếng Anh và cả tiếng Pháp nữa. Hoàng hậu Madron nói, từ từ thôi mẹ, Philip nói, bắt đầu từ tiếng Thụy Điển trước đi, nếu như em ấy muốn. Chẳng lẽ con lại muốn người ngoài cười nhạo công chúa Thụy Điển của chúng ta chỉ biết nói tiếng Trung Quốc thôi sao? Philip không nói được câu gì nữa. Anh cảm thấy hoàn toàn bất đắc dĩ đối với lời chỉ trách của Hoàng hậu Madron. Con sẽ sắp xếp người dạy tiếng cho em ấy, và cũng sẽ đặt ra một kế hoạch khoa học hợp lý để em ấy dần hòa nhập vào xã hội. Philip, con đừng làm mẹ buồn nữa nhé. Madron nói, sau đó bà khẽ thở dài liếc mắt nhìn Gabo đang ôm lấy cái ống nghe điện thoại và cứ nói. Tần, Tần, không ngớt rồi quay người bước đi. Philip sau khi tiễn mẹ ra cửa thì quay lại an ủi cô em gái nhỏ vẫn đòi nói chuyện với Tần Lạc bằng được này của mình. Ở một nơi hoang dã trong rừng sâu, Hồng Phu nhanh chóng đâm xuyên qua đám cỏ rậm rạp trên con đường núi, đi theo sau nàng là một người phụ nữ già không rõ tuổi tác, thậm chí còn không nhìn rõ tướng mạo của bà ta. Còn xa không? Hồng Phu có chịu hỏi. Sắp tới rồi, ở ngay chỗ đất trống phía trước. Người phụ nữ già cung kính đáp lại. Cổ vương là thần mà đông đảo thảo cổ bà thờ phụng. Mặc dù tuổi đời của nàng không phải là lớn nhất, nhưng nàng tuyệt đối là người mạnh nhất, vì vậy mà chẳng có ai dám mạo phạm nàng. Hồng Phu không nói gì nữa mà chỉ bước nhanh về phía trước. Những thảo cổ bà ở phía sau mặc dù đã khá là uể oải, nhưng vẫn phải cố gắng đuổi theo. Sau khi xuyên qua một hòn núi nữa thì thấy một khoảng không nằm ở phía trước. Hồng Phu cuối cùng cũng nhìn thấy một khoảng đất rộng. Trên đó có rất nhiều những thảo cổ bà mặc những bộ đồ sặc sỡ ngồi xếp thành hàng với nhau. Thấy cổ vương đi đến thì một người già tóc bạc phơ dùng tiếng địa phương lớn tiếng hô lên một điều gì đó, sau đấy tất cả mọi người vội vàng quỳ úp người xuống mặt đất. Hồng Phu bước tới, quét mắt nhìn một lượt mọi người rồi sẵng giọng nói, đứng dậy cả đi. Thế là những thảo cổ bà mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hồng Phu. Hồng Phu nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc, nói, mọi người rời xa Miêu Hương. Rời xa cha mẹ và con cái để đến đây tổ chức hội cắt máu ăn thề, chắc chắn là đã nhận được chỉ ý của cổ thần. Tôi đã được giải cứu, cảm tạ mọi người đã lặn lội đường xa tới đây và lòng tín ngưỡng của mọi người đối với cổ thần. Các thảo cổ bà lại cúi người vái lạy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Nếu không phải là người trong bọn họ thì thật sự là không thể hiểu nổi họ rốt cuộc là đang nói cái gì nữa. Giờ đây mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành, mọi người có thể giải tán quay về nhà được rồi. Quay về bên người thân của mình, quay về với bộ tộc của mình. Chẳng lẽ chúng ta lại không báo thù nữa sao? Người phụ nữ quỳ ngay trước mặt Hồng Phu nói. Vừa rồi bà ta chính là người đã dẫn Hồng Phu tới đây. Tất nhiên là phải báo thù rồi. Hồng Phu nói, nhưng đó là việc của một mình tôi. Mọi người hãy quay về đi. Từ bây giờ trở đi, việc này sẽ không liên quan gì tới mọi người nữa. Cổ vương, nhưng chúng tôi không yên tâm về sự an toàn của cô. Người phụ nữ đó kiên quyết nói, nếu cô lại một lần nữa bị bắt thì phải làm thế nào đây? Hay là cứ để chúng tôi ở lại đây đi, chúng tôi có thể giúp cô mà. Không được, Hồng Phu lạnh lùng từ chối. Đây là việc của riêng mình tôi, tất yếu là phải do tôi tự mình giải quyết. Cô là tín ngưỡng của chúng tôi bắt buộc phải đi theo cô, bảo vệ cô. Không cần phải nhiều lời nữa. Hồng Phu tức giận, đây là quyết định của tôi. Người phụ nữ đó thấy Hồng Phu nổi giận thì không nói gì thêm nữa, bà cúi gầm đầu xuống,
mái tóc dài mướt của bà che lấp đi cả nửa khuôn mặt. Đây là mệnh lệnh của tôi. Hồng Phu lớn tiếng quát, mọi người lập tức giải tán quay về quê hương. Xíp xíp. Sau lưng Cổ Vương, một con rắn nhỏ nhảy ra từ bãi cỏ kêu lên xíp xíp. Còn có cả người khác muốn đến đây sao? Hồng Phu hỏi. Không có nữa, người phụ nữ điềm tĩnh đáp lại. Hứ, hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Hồng Phu lạnh giọng nói, lập tức ẩn nấp. Nói xong, nàng liền dẫn theo đám thảo cổ bà này nhanh chóng chạy trốn, biến mất khỏi bãi đất trống vừa rồi còn rất náo nhiệt. Mấy phút sau, một đám cảnh sát ôm súng bao vây chỗ mà mấy người vừa rời đi này. Bọn họ sau khi chạy đến thì thấy không còn một bóng người, ai nấy không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lục soát, một người trong số đó có lẽ là đội trưởng vẫy tay ra hiệu nói. Đám cảnh sát đi theo anh ta lập tức tản ra lục soát xung quanh. Báo cáo đội trưởng, phát hiện một cái nồi rất to. Trong nồi có rắn, có giày đỏ lòm, có một mùi tanh ngòm. Báo cáo đội trưởng, có than giấu ở dưới đất, vẫn còn nhiệt, xem chừng bọn họ còn chưa đi xa đâu. Sau khi nghe thủ hạ của mình thông báo thì đội trưởng lên tiếng, bọn họ có lẽ vẫn ở đâu đây. Chúng ta phân ra ba đội truy tìm, nếu kẻ địch dám phản kháng lại thì có thể nổ súng. Vâng, đám cảnh sát đáp lại, sau đó bèn chia ra làm ba đội phân ra làm ba đường khác nhau. Trên con đường mà đám cảnh sát vừa mới rời đi, có một cô gái mặc áo màu trắng xuất hiện không một tiếng động. Trong lòng bàn tay nàng có một con rắn nhỏ màu đen. Tần Lạc, mày còn định diệt cỏ diệt tận gốc à, tao phải giết chết mày. Nhất định là như thế. Hồng Phu xa sầm mặt nói. Nàng nắm chặt tay lại, con rắn trong tay nàng cũng kêu xíp xíp liên hồi. Cố gắng vẫy vùng để thoát ra ngoài. Chương 849, đi ăn cơm, và, anh xin lỗi. Tần Lạc trong bữa ăn sáng biết được việc cảnh sát đã theo dõi Hồng Phu và bắt rất nhiều thảo cổ bà về thì phản ứng đầu tiên của hắn đó là nổi giận lôi đình. Bởi vì nếu không có gì ngoài dự kiến, thì Hồng Phu chắc chắn sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn cho mà xem. Nàng ta bước ra từ viện điều dưỡng Long Tức, mà cũng chỉ có mình là có cơ hội truy lùng hành tung của nàng mà thôi. Nếu nàng vì thế mà hiểu lầm, thì không những không giải tán đám thảo cổ bà đó đi, mà còn dẫn bọn họ đến để báo thù nữa, như vậy thì tình hình sẽ vô cùng xấu. Nhưng đợi đến khi hắn bình tĩnh lại ngẫm nghĩ thì trên mặt lại nở một nụ cười thật tươi. Nếu đã có người đứng ngồi không yên muốn gây sự thì hãy bắt đầu thu hẹp phạm vi bao vây lại thôi. Cảnh sát làm sao biết được hành tung của bọn họ chứ? Tần Lạc cười hỏi. Từ đầu dây bên kia... Ly cảm thấy thái độ của Tần Lạc thay đổi nhanh như chớp thì nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, phụ trách hành động lần này là phó đội trưởng Trương Đức Lâm của Cục Cảnh sát thành phố Yến Kinh. Anh ta nói là bọn họ nhận được một cú điện thoại gọi đến nói rằng có hàng trăm người đang tụ tập bất hợp pháp ở khu vực núi Nhạc Nguyên, anh ta cảm thấy việc này trọng yếu liền báo cáo lên cho phó cục trưởng cục thành phố là Hà Hiệp biết, là phó cục trưởng Hà Hiệp đã ra lệnh truy bắt đó đó. Có cách nào lấy được tài liệu về người gọi điện đến tố cáo đó không? Tần Lạc hỏi. Bọn họ nói đó thuộc vào nội dung bảo mật. Đến cả mấy người cũng không có cách nào lấy được tư liệu về người tố cáo đó từ tay cảnh sát ư. Có cách, Ly nói, nếu cần thiết, nhưng nếu chúng tôi thông qua con đường chính phủ để lấy chỗ tài liệu đó thì việc này sẽ bị biến chất ngay. Tôi hiểu rồi, Tần Lạc gật đầu, nếu đội đặc chủng của Long Tức, nơi mà có chủ quyền bảo vệ an toàn quốc gia mà tham gia vào việc này, thì việc này ắt sẽ được tăng lên cấp quốc gia. Mà Tần Lạc cũng không muốn nhìn thấy cái cục diện đó chút nào. Bọn chúng nếu mà đã tìm ra được một người để tố cáo như thế, thì cho dù em có thông qua đường dây của chính phủ để lấy tài liệu, thì cũng chỉ nhận được một số điện thoại công cộng ở một góc phố phồn hoa nào đó hoặc một số di động đã bị bỏ đi mà thôi. Thôi thì vẫn không nên đánh rắn động cỏ thì hơn. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ly hỏi. Làm thế nào? Tần Lạc không trả lời ngay. Mục đích của bọn chúng làm vậy là gì? Tần Lạc bắt đầu đặt mình vào vị trí của người có âm mưu kia để suy nghĩ. Thứ nhất, hắn ta muốn làm cho thù hận giữa mình và Hồng Phu trở nên sâu sắc hơn, thậm chí làm cho hai người trở thành kẻ địch sống chết của nhau. Với tính cách ngu ngốc của một người như Hồng Phu, thì chưa biết chừng đúng là sẽ bị người ta biến nàng thành một vũ khí sắc bén để ám hại hắn một cách mê muội và ngốc nghếch. Thứ hai, là làm cho đám phần tử khủng bố có thể quay về Miêu Cương này ở lại Yến Kinh, phụ giúp và tăng cường sức mạnh cho nàng. Thứ ba, là nếu người này ra tay đúng lúc hỗ trợ cho Hồng Phu, thì hắn chắc chắn sẽ lấy được lòng của Hồng Phu ngay. Có thể vẫn còn những nguyên do khác nữa mà Tần Lạc chưa nghĩ tới,
nhưng chỉ với ba điều mà hắn biết này thôi cũng đủ làm cho họ gặp nguy rồi. Thân phận của em đặc biệt, vì vậy mà thôi đừng tham gia vào việc này nữa. Tần Lạc nói, con chuột này khó khăn lắm mới chịu ló cái đầu ra, em không được làm cho nó sợ đến nỗi phải chui vào trong hang được. Được, Ly nói một cách dứt khoát rồi cúp luôn điện thoại. Khi Tần Lạc đút chiếc điện thoại vào trong túi, thì bắt gặp ánh mắt không hề chớp lấy một cái của Bối Bối đang nhìn mình. Nhìn gì thế? Tần Lạc nhéo vào khuôn mặt bầu bỉnh của Bối Bối nói. Lúc cha tức giận nhìn đẹp trai lắm, Bối Bối nói với vẻ nghiêm túc. Vậy sao, có đẹp trai bằng cậu bạn tặng con bút chì lần trước không? Cậu ấy thì làm sao mà so với cha được, Bối Bối khó chịu nói. Đồ con nít, chẳng người lớn chút nào. Tần Lạc đang ngồi uống trà, nghe xong câu nói này của Bối Bối thì phù luôn hớp trà trong miệng mình ra. Còn tồi tệ hơn đó là, khi mà hắn uống thì hắn ngồi đối diện với Bối Bối, vì thế mà nước trà bắn tung lên mặt và quần áo của Bối Bối. Lâm Hoán Khê tức giận lườm Tần Lạc một cái, sau đó vội đi lấy khăn lau mặt cho Bối Bối, Tần Lạc cũng vội vàng phủi đi những giọt nước bẩn trên quần áo của cô bé. Bẩn chết đi được, Bối Bối dùng bàn tay bé nhỏ của mình lau mặt nói. Xin lỗi con, không phải cha cố ý đâu. Tần Lạc cuống quýt xin lỗi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Ai bảo con lại nói những lời như thế cơ chứ? Con nói người ta là đồ con nít, vậy lẽ nào con không phải là con nít hay sao? Nếu một đứa trẻ mới 5, 6 tuổi mà lại có thể trưởng thành như một người lớn, thì trái đất này không phải là loạn cào cào hết rồi hay sao? Cha dẫn con đi chơi đi, con sẽ tha lỗi cho cha. Bối Bối cuối cùng cũng tìm ra được một cơ hội ngàn năm có một này, thì ắt sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua. Tần Lạc cũng thấy mình lâu lắm rồi không đưa Bối Bối đi chơi, vừa lúc hôm nay là thứ bảy, Bối Bối cũng không phải đi học, liền nói, được, cả nhà chúng ta hôm nay sẽ đi chơi. Em đã hẹn với Toái Toái đến công trường rồi, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc tiếc nuối nói, vậy để anh đưa Bối Bối đi chơi. Anh với Bối Bối sẽ không về ăn cơm trưa đâu. Đi đi, đưa Bối Bối đi chơi vui vào nhé. Mấy hôm trước đưa nó đi học, nó còn có ý kiến về cháu đấy. Nói là cháu chẳng bao giờ đưa nó đi chơi cả. Lâm Thanh Nguyên bỏ tờ báo trên tay mình xuống, nhìn Tần Lạc cười hề hề nói. Người già sợ nhất là cô đơn, bây giờ cháu gái và cháu rể đều ở bên cạnh, đã thế lại còn có một cô nhóc tí ngây thơ dễ thương này nữa thì cuộc sống về già của Lâm Thanh Nguyên chẳng có chút gì gọi là cô đơn cả. Sau khi ăn sáng xong, Tần Lạc bèn đi thay đồ rồi dắt Bối Bối ra ngoài chơi. Muốn đi đâu chơi nào? Tần Lạc hỏi. Thần Thái Phi Dương. Bối Bối khẽ nói. Cha biết ngay là con sẽ chọn nơi này mà. Tần Lạc cười nói. Nhìn Bối Bối ngồi trên ghế chơi trò đua xe mà Tần Lạc cảm thấy có gì đó buồn chán, nên đã ngồi vào trong cây FC ở cạnh đó uống trà. Nghĩ ngợi một lát, sau đó hắn liền rút điện thoại ra mà bấm số mà lâu lắm hắn không liên lạc. Tần Lạc, giọng nói to lớn truyền lại từ đầu dây bên kia. Là tôi đây, Tần Lạc cười nói. Bạch thiếu gia không chạy đến khu thâm sơn rừng già nào để săn gấu sao? Đừng có gọi Bạch thiếu gia. Người khác nói thì tôi không cảm thấy gì, nhưng từ miệng anh thốt ra thì tôi thấy anh không hảo tâm chút nào. Bạch Phá Cục cười hề hề nói. Săn bắt gấu là việc của người trẻ tuổi hay làm, bây giờ có tuổi rồi, còn phải bê buôn bán nhỏ nữa. Của anh thế mà còn gọi là buôn bán nhỏ thì anh còn muốn những thương nhân khác ra ngoài còn biết ngẩng đầu nhìn ai nữa? Tần Lạc trêu đùa nói. Bạch thiếu gia có thời gian không? Tôi có chút việc nhỏ cần sự giúp đỡ của anh. Người khác gọi tới thì tôi sẽ nói là không có, nhưng anh mà có việc gì thì tôi nhất định sẽ đến, nói đi, anh đang ở đâu? Thần Thái Phi Dương ở trung tâm quốc mậu, Tần Lạc ngượng ngùng nói. Anh ta sẽ không nghĩ mình muốn chạy đến khu vui chơi trẻ em để vui chơi chứ? Khi Tần Lạc đang chơi bắn súng với Bối Bối thì cảm giác sau lưng đang có người nhìn mình. Hắn quay người lại thì thấy Bạch Phá Cục đang đứng sau lưng nhìn mình cười. Tự chơi nhé, Tần Lạc xoa vào đầu Bối Bối nói, sau đó bước tới bắt tay Bạch Phá Cục, nói, chúng ta qua bên KFC đằng kia uống chút gì đi. Anh chỉ mời tôi uống cái này à? Bạch Phá Cục nhìn Tần Lạc với ánh mắt kỳ quái hỏi. Thôi chịu khó vậy, ngồi trong đó có thể trông cô nhóc này. Tần Lạc chỉ vào Bối Bối nói. Hai người tìm một chỗ ngồi trong góc của KFC rồi ngồi xuống. Bạch Phá Cục cười nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào KFC đấy. Điều đó là hiển nhiên rồi, nơi này cũng không hợp với thân phận của Bạch Đại Thiếu gia chút nào. Tần Lạc cười nói, nếu người ngoài mà biết người cầm lái chính của nhà họ Bạch lại ngồi trong KFC nói chuyện với người khác,
thì chắc là họ phải cười đến rụng răng mất. Thôi đừng thổi phồng tôi lên nữa. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tần Lạc cười nói, muốn nhờ anh điều tra giúp tôi một việc. Nụ cười trên mặt Bạch Phá Cục bỗng dưng biến mất, hỏi, chuyện gì vậy? Giúp tôi điều tra một người. Ai thế? Bạch Tàn Phổ. Bạch Phá Cục khẽ nhướn lông mày lên, trầm giọng hỏi, thế có nghĩa là gì? Chẳng là gì cả, vì thế cho nên tôi mới nhờ anh điều tra giúp. Tần Lạc nói. Bạch Phá Cục cứ nhìn chăm chăm Tần Lạc như vậy một hồi lâu, Tần Lạc cũng nhìn thẳng vào mặt anh ta mà chẳng sợ sệt gì. Tôi hiểu rồi, Bạch Phá Cục nói. Anh ta đứng dậy rồi rời đi, hai người vệ sĩ ngồi đó không xa cũng đứng dậy đi theo sau. Bạch Phá Cục vừa mới rời đi thì di động của Tần Lạc lại một lần nữa vang lên. Tần Lạc lướt mắt nhìn ra xung quanh một lượt rồi mới nhấn nút nghe, trong lòng vui sướng nói, em cho người ở bên cạnh anh đấy à? Đầu dây bên kia không có bất kỳ tiếng động gì. Sao không nói gì vậy? Tần Lạc hỏi. Em không có thói quen giải thích. Nàng vừa nói dứt lời thì điện thoại cũng bị ngắt luôn. Làm gì mà nhỏ nhen thế chứ? Tần Lạc cầm lấy chiếc điện thoại cười khổ nói. Bối Bối chạy lại nói, cha, con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Con không ăn McDonald's sao? Tần Lạc hỏi. Ông nội nói McDonald's là thực phẩm có hại cho sức khỏe, chẳng có dinh dưỡng gì hết. Bối Bối nói. Được, thế thì cha sẽ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon hơn. Tần Lạc cầm bàn tay bé xíu của Bối Bối nói. Nghĩ một lát, Tần Lạc lại cảm thấy bất an trong lòng, liền ngồi xuống nói với Bối Bối. Bối Bối, con có nghe lời cha không? Thế thì còn phải xem là lời gì chứ? Chấm, cha làm cho một đại tiểu thư tức giận rồi, chúng ta trước khi đi ăn thì đến đó nói lời xin lỗi được không? Được à, Bối Bối gật đầu đáp, nhưng nghĩ một lúc rồi Bối Bối thấp giọng hỏi, cha sợ con sẽ nói cho mẹ phải không? Tần Lạc kinh ngạc nhìn vào cô nhóc này, nói, ai dạy con những thứ này thế? Trong đầu con chứa cái gì thế không biết? Con không thể phản bội mẹ được, Bối Bối lắc đầu nói. Trừ phi ngày mai cha dẫn con đi chơi, Bối Bối nói với bộ dạng cò kè mặc cả. Khi Tần Lạc dẫn theo Bối Bối xuất hiện trước cửa phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt, thì thấy nàng cứ nhìn chằm vào hắn và Bối Bối. Anh dẫn Bối Bối đi ăn, Tần Lạc cười nói. Văn nhân Mục Nguyệt lặng thinh không nói. Khi đi ngang qua đây anh mới nhớ ra là em cũng chưa ăn cơm chưa, thế nên tìm em đi ăn cùng luôn, được không vậy? Không đi, văn nhân Mục Nguyệt thẳng thừng từ chối. Nếu mà như vậy, Tần Lạc ngượng ngùng cười nói, vậy thì anh vẫn phải nói lời xin lỗi em, có lẽ anh vừa rồi đã làm tổn thương em, nhưng anh không hề có ác ý gì cả. Văn nhân Mục Nguyệt nghe vậy liền đứng luôn dậy nói, chúng ta đi ăn thôi. Chương 850, cha của đứa bé. Vì đem theo cái đuôi là Bối Bối, mà văn nhân Mục Nguyệt chiều nay còn phải bận xử lý rất nhiều việc, nên mấy người bọn họ cũng không đi xa. Họ đã tìm luôn một nhà hàng cũng được xem là thượng cấp ở gần nơi làm việc của văn nhân Mục Nguyệt. Nhà hàng này là do bọn họ chọn tạm, hơn nữa Đại Đầu và Giê-xu lại ngồi ngay ở cửa ra vào, mỗi một thành viên đi qua cánh cửa này đều phải được bọn họ sàng lọc thật kỹ, vì vậy mà Tần Lạc cũng không lo lắng gì đến chuyện ngộ độc xảy ra như lần trước. Sau khi ngồi vào ghế, thì văn nhân Mục Nguyệt cứ ngồi yên như thế mà không nói gì, Bối Bối thì trợn tròn đôi mắt lên nhìn văn nhân Mục Nguyệt mà không chớp lấy một cái. Không biết là cô bé đang nghĩ cái gì nữa. Tần Lạc vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại không biết văn nhân Mục Nguyệt đã hết giận chưa, nên trong một chốc một lát cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì thích hợp để nói. Văn nhân Mục Nguyệt trước giờ đều là một người phụ nữ không dễ nói chuyện chút nào, đa phần lúc ngồi bên cạnh nàng thì chỉ có im lặng và im lặng mà thôi. Hơn nữa nàng lại quá là thông minh, có những cái mà người ta chưa nói ra thì nàng đã hiểu rồi. Vì vậy mà Tần Lạc cảm thấy mình cứ nói ra hết như thế thì chẳng khác gì một thằng ngu nên thôi thì câm miệng lại một cách thông minh, thì hơn. Chị ơi, sao chị lại xinh đẹp được như thế? Bối Bối cuối cùng cũng không nhịn được câu hỏi đã cất giấu trong lòng nãy giờ liền lên tiếng hỏi. Tần Lạc lại suýt chút nữa thì lại phun ngụm nước trà trong miệng mình ra. May mà lần này hắn phản ứng nhanh nên đã quay mặt ra đằng khác. Văn nhân Mục Nguyệt cũng không ngờ là Bối Bối lại hỏi một câu hỏi thú vị đến vậy. Khóe miệng nàng khẽ nở một nụ cười thật tươi. Chị cũng không rõ nữa. Văn nhân Mục Nguyệt dịu dàng nói. Bối Bối vội vã, nói, chị xinh đẹp nhường này rồi sao còn nói là không biết chứ. Con hỏi cái này để làm gì? Tần Lạc nhéo vào má của Bối Bối một cái nói. Lớn lên em cũng muốn được xinh đẹp như chị. Bối Bối nói,
Ngày trước em muốn xinh đẹp như mẹ và chị Cửu Cửu cơ, nhưng bây giờ em thấy xinh đẹp như chị thì vẫn tốt hơn. Tại sao như chị lại tốt hơn? Vì đẹp mà, Bối Bối ngây thơ nói. Mẹ và chị Cửu Cửu của em không đẹp sao? Văn Nhân Mục Nguyệt chủ động lên tiếng hỏi. Rõ ràng là nàng biết, mẹ, và, chị Cửu Cửu, mà Bối Bối đang nói đến là ai? Cũng đẹp à, Bối Bối nói với vẻ khó xử, không biết phải miêu tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Nhưng em không sợ mẹ với chị Cửu Cửu, em muốn được xinh đẹp như chị cơ, để cho tất cả các bạn nhỏ khác phải sợ em, để tên béo ngồi sau em sẽ không dám kéo tóc em mỗi khi lên lớp nữa. Tần Lạc không nhịn nổi cười, nói, con thấy chị này đáng sợ sao? Không phải thế, con, ai, con cũng không biết phải nói thế nào nữa. Bối Bối nắm chặt tay Tần Lạc cuống quýt nói. Trong tâm hồn nhỏ bé của cô nhóc, thì bé không thể hiểu nổi hai thứ, kiêu ngạo, và, khí chất, là cái gì nữa. Có phải con thấy chị này vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ không? Vâng, Bối Bối gật đầu mãnh liệt, con còn không dám nói chuyện với chị ấy nữa. Con sợ ăn cơm xong cái là chị ấy sẽ đi mất, như thế thì con sẽ không biết được chị ấy ăn gì mà có thể xinh đẹp đến vậy rồi. Bối Bối lo lắng nói. Em muốn biết à, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Bối Bối gật đầu lia lịa, nói, vâng, em muốn biết lắm ạ. Thế thì em qua đây ngồi với chị, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nàng ngồi đối diện với Tần Lạc, còn Bối Bối thì ngồi cạnh Tần Lạc. Thế cha thì làm thế nào? Bối Bối có phần khó xử. Để cha em tự ngồi một mình đi. Vâng ạ, Bối Bối nói, cha là con trai, chúng ta là con gái. Con trai thì nên ngồi với con trai, còn con gái thì nên ngồi cùng con gái. Thế là Bối Bối liền phản bội Tần Lạc rồi chạy đến bên Văn Nhân Mục Nguyệt một cách quang minh chánh đại. Chị nói cho em một bí mật, Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Bối Bối. Bối Bối vội chạy đến ôm lấy cổ của Văn Nhân Mục Nguyệt, ghé sát tai vào miệng nàng. Sau đó Văn Nhân Mục Nguyệt liền nói nhỏ với Bối Bối một câu gì đó, Bối Bối nghe xong thì mừng rỡ nói, chị này, làm vậy thì có thể xinh đẹp như chị thật sao? Đúng đấy, Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, có điều là nhất định em phải giữ bí mật đó, nếu không thì sẽ không linh nghiệm đâu. Bí mật gì vậy? Tần Lạc cười hỏi. Bối Bối vội che miệng của Văn Nhân Mục Nguyệt lại, nói, chị ơi, chúng ta không thể nói cho cha biết bí mật là ăn táo thì có thể xinh đẹp như chị được. Thế là dưới sự cưỡng chế của Bối Bối thì Văn Nhân Mục Nguyệt không nói ra điều, bí mật, đó, và Tần Lạc cũng không biết điều, bí mật, đó rốt cuộc là cái gì. Sau khi trêu đùa với Bối Bối một hồi, thì Tần Lạc liền nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói, em thấy chưa, đến cả trẻ con còn thấy em đáng sợ nữa là. Vì thế nên về sau em hãy thường xuyên cười đi, đừng có lúc nào cũng lầm lì thế, cứ như là ai vay tiền của em mà không trả ấy. Trên thế giới này, e rằng cũng chỉ có một mình Tần Lạc là có thể nói những điều như vậy ngay trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt mà thôi. Nhưng bây giờ thì nó không thấy thế nữa. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Quả thật, giờ đây Bối Bối đang sung sướng ăn món salad hoa quả mà Văn Nhân Mục Nguyệt đang đút cho bé. Tần Lạc cười cười, trong lòng thầm nghĩ, Văn Nhân Mục Nguyệt đúng là một người bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong thì lại tràn đầy nhiệt huyết. Mặc dù bình thường chẳng nói gì, nhưng nàng lại cực kỳ chu đáo. Chỉ cần việc gì nàng có thể làm được, thì nàng sẽ ngầm giúp bạn làm cho bằng được. Em phải hiểu là anh không có ý nghi ngờ em, nhưng anh chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao anh ta vừa mới đi thì em đã gọi tới rồi. Tần Lạc cảm thấy cần phải giải thích nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn một chút. Có người theo dõi anh ta, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Thảo nào, Tần Lạc nói, anh ta đồng ý rồi. Em có thể đoán ra được, đây là một cơ hội đối với anh ta. Nếu em đã nghi ngờ như vậy thì sao không tự mình điều tra đi? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Không thích hợp. Cái gì không thích hợp? Văn Nhân Mục Nguyệt biết là Tần Lạc không hiểu nhiều về lĩnh vực thương nghiệp này, liền đút cho Bối Bối một miếng dưa hấu rồi giải thích. Tần gia có được hạng mục nguồn năng lượng mới này mà dẫn thế đi đầu. Văn Nhân gia và Bạch gia mượn cơ hội đục khoét nhân tài mà miễn cưỡng có thể đuổi theo ở phía sau. Quốc gia lại một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hạng mục nguồn năng lượng mới. Hơn nữa còn có nhiều chính sách dành riêng cho lĩnh vực này. Người có được nguồn năng lượng mới thì sẽ có được cả thế giới. Vì vậy mà em không thể làm cứng với Bạch gia vào thời điểm mấu chốt thế này được. Qua những lời giải thích của Văn Nhân Mục Nguyệt thì Tần Lạc mới hiểu được thâm ý của nàng làm vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt hoài nghi Bạch Tàn Phổ là người đứng sau điều khiển một loạt các việc này, nhưng lại không thể đích thân mình đi điều tra vạch trần hắn ta. Bởi vì nếu làm vậy thì người của Bạch gia nhất định sẽ cho Văn Nhân Mục Nguyệt cố tình muốn khiêu chiến,
như thế thì hợp tác tốt đẹp của hai bên trong thời gian này chắc chắn sẽ bị phá hỏng. Đến lúc đó thì tuy Văn Nhân Mục Nguyệt báo được thù nhưng lại mất đi một đồng minh vô cùng mạnh mẽ. Tồi tệ hơn nếu Bạch Gia mà đề phòng với Văn Nhân Mục Nguyệt và dựa dẫm vào Tần Tung Hoành, thì cục diện kỳ diệu của ba bên sẽ lại một lần nữa bị phá vỡ, và cái chờ đợi gia tộc Văn Nhân đó là sẽ phải đối mặt với sự tấn công từ hai phía. Văn Nhân Mục Nguyệt không muốn nhìn thấy điều này chút nào, ít nhất thì không phải cái mà nàng muốn đối mặt vào thời điểm hiện nay. Còn nếu để cho Bạch Phá Cục đi điều tra thì sẽ có những lợi ích sau. Thứ nhất, có thể gạt bỏ hiềm nghi bản thân, chứng minh cho Bạch Gia thấy rằng, mình không phải là người cố tình muốn làm gì Bạch Gia, mà hắn ta mới là người đứng đằng sau giở trò, và chúng tôi mới bất đắc dĩ nói cho mấy người biết những hoài nghi của bản thân. Làm thế sẽ tránh kích thích mâu thuẫn của hai bên, để Tần Tung Hoành có lợi thế lớn. Thứ hai là cho dù thực sự có điều tra ra được Bạch Tàn Phổ chính là người đứng sau thao túng tất cả, thì với tính cách của Bạch Phá Cục, anh ta nhất định sẽ có một câu trả lời cho mình. Mặc dù quá trình có phần khấp khuỷu, nhưng kết quả thì vẫn giống nhau. Thứ ba đó là đỡ phí sức, phí lực, phí thời gian. Thế nhờ Bạch Phá Cục không ra tay nổi thì sao? Tần Lạc lo lắng nói. Văn Nhân Mục Nguyệt thản nhiên quét mắt nhìn Tần Lạc một cái, nói, anh xem thường Bạch Phá Cục quá đấy. Tần Lạc cười khổ, nói, may mà anh không dấn thân vào thương trường, nếu không thì sẽ bị mấy người bán đi rồi mà vẫn còn ngồi đếm tiền hộ nữa. Em sẽ không bán anh đi đâu, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Cảm ơn em, Tần Lạc cảm kích nói. Anh không đáng giá chút nào. Văn Nhân Mục Nguyệt đưa tầm mắt của mình sang đám người nhốn nháo, ồn ào bên ngoài cửa sổ, nói, anh cho rằng tất cả những người thông minh đều là trời sinh sao. Ít nhất thì em là như thế. Tần Lạc không khách khí nói. Hắn phát hiện người phụ nữ này giờ học thói xấu rồi, lúc nào cũng thích làm một cạm bẫy trong câu nói của mình để cho người ta chui vào trong. Em cũng không phải, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Nàng chỉ vào đám người đang vội vàng bước qua ở bên ngoài kia, nói, nếu để bọn họ ngồi vào chiếc ghế của em, thì có lẽ bọn họ còn làm tốt hơn em nữa. Tiềm năng của sinh mệnh vô cùng lắm, nếu có áp lực sinh tồn thì ai cũng dồn hết tâm tư, sức lực của mình. Thế thì em vứt Văn Nhân Chiếu vào đó thử xem sao. Tần Lạc trêu chọc nói. Chấm, nó không có áp lực sinh tồn. Khi Tần Lạc từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy bên cạnh chỗ bọn họ xảy ra một xung đột nhỏ. Mấy người là ai? Sao lại chắn không cho tôi đi qua? Một người đàn ông mặc đồ hiệu khuôn mặt hết sức khôi ngô tuấn tú nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen với giọng khó chịu. Hai người đàn ông đó chính là vệ sĩ kề cận của Văn Nhân Mục Nguyệt, hiển nhiên. Mục tiêu của người đàn ông đó chính là Văn Nhân Mục Nguyệt. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Mã Duyệt bước tới hỏi. Người đàn ông khi nhìn vào Mã Duyệt thì có phần kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng, sau đó thì chỉ vào Văn Nhân Mục Nguyệt nói, tôi chỉ muốn kết bạn với vị tiểu thư này, không ngờ lại có hai người từ đâu ra chặn tôi lại. Người đàn ông này không hề ngốc, anh ta hiểu ngay hai người đàn ông này chính là vệ sĩ của người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành kia. Còn người phụ nữ đeo kính này có lẽ là một tong số các nhân vật như thư ký hay trợ lý gì đó của nàng. Có điều, cứ nghĩ đến hậu thuẫn của mình thì anh ta không có ý định lùi bước ở đây. Chinh phục một người phụ nữ như vậy mới có cảm giác chứ. Mã Duyệt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái thì thấy đối phương chẳng có chút biểu cảm gì cả, thì chỉ biết nói với người theo đuổi này bằng một giọng đáng tiếc, xin lỗi anh, bà chủ của chúng tôi rất bận. Tôi sẽ không làm phiền lâu quá đâu. Chỉ là muốn qua đó tặng cho cô ấy tấm danh thiếp thôi. Người đàn ông cố chấp nói với giọng điệu không chịu buông tha. Tần Lạc bước tới, vỗ vào vai của người đàn ông nọ, huynh đệ, đến cả người phụ nữ có con rồi mà anh cũng hứng thú sao? Người đàn ông ngẩn người trong giây lát, nói, tôi không để ý tới chuyện đó đâu. Tần Lạc nói, nhưng tôi thì có, tôi chính là cha của đứa bé đó đấy. Chương 851, khóc mắng. Thật hay giả? Người đàn ông nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi. Những người đàn ông đẹp trai đều yêu chính bản thân mình. Hơn nữa anh ta nghĩ rằng người đàn ông trước mắt này không xứng với Văn Nhân Mục Nguyệt. Hơn nữa những chuyện như này xuất hiện rất nhiều trên điện ảnh và truyền hình. Một người con trai có ý định với một mỹ nữ đứng ra cản trở một người con trai khác cũng có ý định với mỹ nữ đó. Cuối cùng nàng mỹ nữ kia ngã vào lòng gã trai âm hiểm kia. Đương nhiên là thật, tôi muốn lừa gạt anh sao? Tần Lạc đi tới cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, ôm vai nàng nói. Nếu là như vậy, người đàn ông cười nói, vậy không quấy rầy nữa. Anh ta có thể theo đuổi một quả phụ có con riêng nhưng trong tình huống một đứa trẻ vẫn còn cha của mình thì hoàn toàn khác.
anh ta không để ý nhưng cha của đứa bé sẽ chú ý. Sau khi người đàn ông đi khỏi, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc chằm chằm, không chớp mắt. Tần Lạc vội vàng buông vai Văn Nhân Mục Nguyệt ra, hắn xấu hổ nói, đây chỉ là tình tiết trong vở kịch. Không phải anh cố ý lợi dụng. Anh là cha của cô bé sao? Đúng vậy, Tần Lạc véo véo gương mặt Bối Bối nói, Bối Bối, hằng ngày con gọi cha là gì? Là cha, ngốc nghếch thật. Bối Bối lên tiếng, cô bé bắt đầu ăn món kem trẻ em mà nhà hàng tặng. Em xem, anh không gạt em, Tần Lạc đắc ý nói. Vậy anh nói mẹ của đứa bé là ai? Văn Nhân Mục Nguyệt lại hỏi. Anh chỉ hỏi anh ta xem có phải anh ta có hứng thú với những người phụ nữ đã có con, anh có nói em chính là người phụ nữ đó hả? Tần Lạc trả lời lấy lệ, có thể anh ta hiểu lầm. Anh không sợ đã đuổi nhân duyên của em đi sao? Không phải em không đồng ý với người ta sao? Anh sợ anh ta cù nhầy nên mới ra tay trợ giúp. Tần Lạc nói, hơn nữa anh cảm thấy anh ta không phù hợp với em. Ánh mắt anh ta không ổn định, anh ta là loại người không có ý chí kiên định, là người tùy tiện. Không phù hợp với gu thẩm mỹ của em. Thật vậy sao? Vậy anh cảm thấy người đàn ông như nào thì phù hợp với em? Đương nhiên đây chính là lần đầu tiên Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt nói chuyện với nhau về vấn đề tình cảm. Sau khi Tần Lạc thoảng sửng sốt rồi hắn cười nói, điều này nói một lát cũng không được. Phải chờ tới khi gặp mới biết, em yên tâm đi, chỉ cần anh cảm thấy người phù hợp, anh sẽ thông báo cho em biết. Văn Nhân Mục Nguyệt vuốt vuốt đầu Bối Bối, nhìn Tần Lạc nói, anh không ngốc nhưng cũng không thông minh như anh tự tưởng tượng. Em ăn xong rồi, nói xong Văn Nhân Mục Nguyệt đứng dậy đi ra bên ngoài. Mã Duyệt và những vệ sĩ cũng đứng dậy, vây xung quanh Văn Nhân Mục Nguyệt đi ra ngoài. Khi nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đi xa dần, Bối Bối lau cái miệng nhỏ nhắn của mình và nói, tại sao chị ấy lại nói cha ngu ngốc hả? Con nghĩ rằng cha cũng không ngu lắm. Tần Lạc nhìn theo hình dáng xinh đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt ngày càng xa qua cửa kính trong suốt, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc không thoải mái. Tần Lạc dùng khăn tay lau bơ dưới môi của Bối Bối, nói vẻ bất đắc dĩ, cha không thể không giả ngu. Khi nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt rời khỏi đó, người đàn ông đẹp trai mới rồi đã đi tới nói quen biết Văn Nhân Mục Nguyệt mới thu lại ánh mắt của mình. Kế của Chu Thiếu Gia rất hay, làm bộ như không nhận ra Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới gần. Nói không chừng con bé này động xuân tình rồi, thật sự đã bị anh quyến rũ. Một người béo mập đeo kính phá lên cười nói. Ngồi bên cạnh gã là một cô gái chỉ khoảng mười mấy tuổi có gương mặt như búp bê với một bộ ngực cao ngất, căng tròn, thực sự trêu tức ánh mắt của người khác. Đáng tiếc đã bị thằng nhãi kia làm hỏng, Chu Tử Ngưỡng cười nhạt nói. Chẳng phải anh đã vạch mặt hắn thành công sao? Anh tin tưởng hắn nói rằng nói bậy là Văn Nhân Mục Nguyệt đã sinh con sao? Vì tạm thời chưa hiểu rõ lắm về mối quan hệ của hắn với Văn Nhân Mục Nguyệt nên anh cũng không muốn tự làm mất mặt mình. Chu Tử Ngưỡng cười tít mắt nói, vẫn còn nhiều thời gian mà. Đúng đúng, gã mập mạp cười nói, ngày sau mới biết đường dài ngắn. Nếu như Chu Thiếu Gia không chơi nữa, hãy cho em mượn chơi mấy ngày. Nghe nói phụ nữ càng lạnh lùng thì khi trên giường càng điên cuồng. Có cơ hội anh hãy thu Văn Nhân Mục Nguyệt vào tay, nhân cơ hội cho các anh em mở rộng tầm mắt. Đáng ghét, cô gái cắt một miếng thịt bò nhét vào miệng gã mập, nũng nịu nói nhưng đôi mắt của cô ả lại liếc nhìn gã Chu Tử Ngưỡng đầy quyến rũ. Có thể lên giường với một anh chàng đẹp trai tóm lại vẫn tốt hơn bị một gã mập như lợn đè. Câu nói này có nói cũng chỉ nói riêng với nhau thôi. Đừng để Tần Túng Hoành nghe thấy. Hừ, anh ta nghe thấy thì sao nào? Chẳng lẽ chỉ có người quyền quý mới được phép kích động người khác phóng hỏa đốt nhà còn dân chúng bình dân chúng ta không được đốt đèn sao? Gã mập bĩu môi nói, hơn nữa gã kia cũng không nói đùa. Em tự biết bản thân mình không vượt qua cửa ải đó nên mới để anh tới đó. Nếu không chính em đã ra tay rồi. Chu Tử Ngưỡng phá lên cười nhưng trong lòng gã đang thầm suy tính biện pháp để có thể ăn được một người con gái như Văn Nhân Mục Nguyệt. Những chiêu thức bình thường thì không ổn nhưng những chiêu thức nào là bình thường trong mắt của cô nàng này nhỉ? Ở thủ đô Yến Kinh này, thậm chí ở đất nước Trung Quốc có rất nhiều người đàn ông có suy nghĩ như Chu Tử Ngưỡng. Bọn họ hy vọng ngẫu nhiên gặp gỡ Văn Nhân Mục Nguyệt, phát sinh tình cảm sau đó chiếm được đế quốc kinh tế phía sau nàng. Tần Lạc cầm tay Bối Bối đi ra khỏi nhà hàng, đi về bãi đỗ xe cách đó không xa. Đột nhiên đại đầu ở sau Tần Lạc vội vàng đi lên trước, đứng chắn trước người Tần Lạc và Bối Bối. Giê-xu cũng tiến lại gần bảo vệ phía sau Tần Lạc. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc cười hỏi. Khi Tần Lạc nhìn thấy Hồng Phu từ sau một chiếc xe Việt dã đi ra,
hắn biết nguyên nhân vì sao đại đầu và Giê-xu trở nên căng thẳng. Không sao, Tần Lạc cười nói, sau đó hắn đưa bối bối cho Giê-xu và nói, chờ tôi ở chỗ này. Tần Lạc biết cả người cô gái hồng phu này chứa chất độc, hơn nữa tính cách cô nàng này thay đổi bất thường. Ngoại trừ tính mạng của mình, cô nàng này không sợ hãi bất kỳ điều gì, nên Tần Lạc không dám mạo hiểm bế bối bối đi gặp hồng phu. Chỉ cần hắn liều lĩnh một chút nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn để xảy ra chuyện với bối bối thì hắn không thể gánh được trách nhiệm này. Tần Lạc dẫn theo đại đầu đi tới bên cạnh hồng phu, hắn cười hỏi, chuyện làm xong chưa? Đã làm theo như anh nói, thuốc giải đâu? Hồng phu cười hì hì nói. Lần này hồng phu không cố ý mặc bộ quần áo sặc sỡ, lẳng lơ của Miêu Cương nữa mà chọn mặc một bộ quần áo màu trắng. Trên cổ hồng phu vẫn đeo chiếc vòng bạc, thoạt nhìn hồng phu trông giống như một búp bê điêu khắc bằng ngọc vậy. Với bộ quần áo này của hồng phu, trông nàng giống hệt như người Hán, khi hồng phu đi trong đám đông, tuyệt đối không ai phát hiện ra. Các cô ấy đã quay về rồi sao? Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Đã quay về rồi, hồng phu trả lời không chút do dự. Anh sẽ không chơi xấu, không đưa thuốc giải cho tôi đấy chứ? Tại sao tôi phải làm như vậy? Chỉ cần cô nói thật cho tôi biết, tôi sẽ đưa thuốc giải cho cô. Tần Lạc cười nói, nhưng nếu cô lừa tôi thì sẽ không có thuốc giải. Anh, hồng phu không đấu lại Tần Lạc, nàng cau mày như muốn bốc hỏa. Thế nào, tôi đã đoán đúng phải không? Tần Lạc cười nhạt hỏi. Được rồi, coi như anh đã biết, chúng ta có thể ngả bài với nhau. Có phải anh cho người theo dõi chúng tôi không? Có phải anh báo cho cảnh sát tới bắt hết chúng tôi không? Lúc này hồng phu đã tức giận, nàng định bụng tính sổ một lần với Tần Lạc. Tại sao tôi phải làm như vậy? Tần Lạc hỏi lại. Bởi vì anh muốn quăng một mẻ lưới bắt hết chúng tôi. Hồng phu đưa ra câu trả lời của chính nàng. Không phải tôi muốn giết anh sao? Anh muốn bắt hết người của tôi thì không phải sẽ bớt đi sự nguy hiểm sao? Cô muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Tần Lạc nhìn hồng phu hỏi. Nói thật. Được rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Tôi sẽ nói thật cho cô biết. Thứ nhất, tôi thật sự không coi cô là cái gì. Tôi chưa từng có suy nghĩ coi cô như mối uy hiếp thật sự đối với tôi. Khi cô còn sống thì lợi hại, nhưng khi cô chết thì sao? Cô hạ cổ lợi hại, nhưng chẳng lẽ cô có thể tránh được sát thủ đuổi giết sao? Anh, hồng phu nhớ ra một đám người lợi hại bên cạnh Tần Lạc, lời nói phản bác của nàng vừa mới ra tới miệng đã ngay lập tức trôi tuột vào trong bụng. Thảo cổ bà là một nghề nghiệp bí mật, nếu như thân phận của thảo cổ bà chưa bị bại lộ thì cho dù không thắng cũng không ai có thể đánh bại thảo cổ bà. Nhưng bây giờ thân phận của nàng đã bại lộ, với lực lượng hùng mạnh nằm trong tay Tần Lạc, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt nàng. Người chết đương nhiên không thể hạ cổ, cũng như không còn là mối uy hiếp. Chính vì vậy Tần Lạc nói không sai. Thứ hai, cô là người cực kỳ ngu xuẩn. Với chỉ số thông minh đó của cô, sao cô không đàng hoàng ở lại Miêu Cương giả thần giả quỷ, hết ăn lại uống, lừa gạt tiền tiêu không phải là tốt hơn sao? Cô chạy tới Yến Kinh làm gì hả? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi ngu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của hồng phu đỏ bừng, hai đầu ngón tay của nàng kẹp một con rắn nhỏ như rễ cây. Con rắn nhỏ lắc đầu, vẩy đuôi, phát ra âm thanh chói tai. Sắc mặt đại đầu thoáng sợ hãi. Ngay lập tức khẩu súng lục đã kín đáo nhắm ngay vào tim hồng phu. Chỉ cần hồng phu thoáng cử động là đại đầu sẽ nổ súng. Cô nghĩ rằng cô rất thông minh sao? Vậy tại sao cô không dùng bộ não heo của mình suy nghĩ cẩn thận một chút? Nếu tôi đã đạt được thỏa thuận với cô, vậy tại sao tôi lại muốn chủ động xóa bỏ điều ước? Tôi cho cảnh sát tới bắt các cô làm gì hả? Tôi có thể giết chết tất cả các cô không? Không thể được, cho dù là bất kỳ người nào bắt được các cô. Kết quả xử lý duy nhất chính là đưa các cô quay về Miêu Cương. Đây chính là chuyện tôi bảo cô đi làm. Tôi còn làm điều thừa thải làm gì hả? Còn nữa, cô có nghĩ tới điều này không? Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không giết gì bà của cô. Tôi hỏi cô là ai nói tôi giết gì bà của cô? Tại sao người đó lại biết? Người đó có chứng kiến tôi giết gì bà không? Cô bị người khác sai khiến mà còn liều mạng điều động những người vốn phải nằm trong vòng bí mật. Cô vốn chỉ là quân cờ bị người khác vứt bỏ mà còn vênh váo nghĩ rằng mình rất giỏi. Bây giờ còn mặt mũi nói rằng mình không ngu ngốc sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ đụng đầu vào xe chết đi. Anh dám nói với tôi như vậy, tôi. Tại sao tôi không dám? Tôi mắng cô thế còn nhẹ. Cô còn dám chọc vào tôi sẽ chặt cô ra từng khúc. Cô cho rằng chỉ có cô mới giết người sao? Cô cho rằng cả thế giới này chỉ có cô lợi hại sao? Hồng phu che miệng,
nước mắt vòng quanh mắt khi nàng nhìn thấy Tần Lạc chuẩn bị mắng tiếp tức thì, oa, một tiếng, bật lên khóc. Chương 852, tính kế giúp nhau. Da tay Hồng Phu cực kỳ trắng, trơn mịn hơn nữa nàng lại. Không phải là người xấu, cũng được coi là một tiểu loli cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu. Khi nàng khóc khiến người khác có cảm giác thương cảm, thương xót. Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi? Anh cũng không phải là gì của tôi. Tần Lạc chết, Tần Lạc thối. Tần Lạc vương bát đản. Tôi nhất định sẽ giết anh. Tôi nhất định sẽ giết anh. Câm miệng, Tần Lạc tức giận quát to. Hồng Phu lau nước mắt nói, tôi sẽ không câm miệng. Không phải anh rất chán ghét tôi sao? Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi. Tôi không giết cô, Tần Lạc nói. Tôi biết anh sẽ không dám. Anh sợ bọn họ báo thù. Đồ nhát gan. Tôi chỉ không cho cô thuốc giải mà thôi. Tần Lạc âm trầm nói. Cô có biết trong người cô có chất độc gì không? Tôi đặc biệt chế ra thuốc độc mũi mặt người. Cô có đọc tin tức về mũi mặt người trên báo không? Không cần suy nghĩ cũng có thể nói là cô chưa từng nghe nói. Cô có biết chất độc này khi phát tác sẽ có biểu hiện như thế nào không? Đầu tiên là cả người đỏ ửng, sau đó biến thành đen thui, cuối cùng biến thành tím đen, sau đó lại biến thành màu đen tuyền. Thời gian biến đổi màu này không quá dài. Chỉ 2 giờ sau khi biến thành màu đen tuyền, thân thể bắt đầu hư thối, giữa nát. Mắt của cô lồi ra như quả cầu, đôi môi nứt nẻ. Da thịt trên người cô chỉ chạm nhẹ vào cũng rơi ra. Chạm vào tay, tay rơi xuống, chạm vào chân, chân rơi xuống. Không cẩn thận chạm vào gương mặt, toàn bộ da mặt sẽ chóc ra rơi xuống. Tần Lạc giơ tay nhìn đồng hồ nói tiếp, thế nhưng cô cũng không nên sốt ruột. Còn 3 ngày nữa chất độc trong người cô mới phát tác. Cô muốn ăn gì thì đi ăn đi, hãy uống nhiều sữa chua một chút kẻo sau này chết không được uống. Nói xong Tần Lạc quay người bước đi. Sắc mặt của Hồng Phu thay đổi theo từng vẻ mặt mà Tần Lạc miêu tả. Thật sự nàng không sợ hãi đối với phản ứng bệnh tật khi chất độc phát tác bởi vì nàng là cổ vương miêu cương nên đã quen với cổ độc và độc dược phát tác. Có khi còn kinh khủng hơn điều này gấp trăm lần. Đặc biệt nàng quen thuộc một loại cổ độc gọi là bách trùng phệ tâm. Hơn 10 loại độc trùng tiến vào trái tim sau đó phá ra ngoài, giống như con giun chui từ trong đất ra. Bạn có thể tưởng tượng được tình cảnh đó không? Nhưng những loại cổ độc này đều là do nàng khiến phát tác trên thân thể người khác, cho dù có kinh khủng nàng vẫn chấp nhận được. Thế nhưng bây giờ chất độc mũi mặt người sẽ phát tác trên thân thể nàng. Tình hình lúc này không còn giống như trước. Bạn có thể chấp nhận nhìn cảnh người khác bị ngũ mã phanh thây, nhưng bạn nhất định không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra trên người mình. Bạn có biết câu nói này không? Đạo hữu chết, bần đạo không chết. Hơn nữa Hồng Phu vẫn chỉ là dân nghiệp sư. Nàng nghĩ tới cảnh hai mắt của mình, hai tai, cái mũi, cái miệng vân vân, chỉ chạm vào là rụng. Vậy sao nàng còn có thể uống sữa chua được nữa đây? Khi nhìn thấy Tần Lạc sắp đi xa, Hồng Phu dậm chân gào lên, Tần Lạc, anh đứng lại cho tôi. Tần Lạc không đứng lại, hắn tiếp tục bước đi. Cha, cô gái ở đằng sau đang gọi cha. Bối bối nằm trong lòng Tần Lạc nhìn Hồng Phu đang đuổi theo nói. Bối bối cực kỳ đồng cảm với cô gái ở sau. Cô bé có cảm giác được cô đó rất đáng thương, bị cha mắng. Nếu cha mắng cô bé như vậy, cô bé cũng khóc. Cha biết, Tần Lạc cười nói. Khi Tần Lạc đang định lên xe, Hồng Phu đã đứng chắn trước người hắn. Tần Lạc vội vàng trao bối bối cho Giê-xu tránh để bối bối tiếp xúc với Hồng Phu. Khi nhìn thấy hành động đó của Tần Lạc, Hồng Phu bĩu môi nói, sợ tôi làm hại cô bé sao? Trên người cô có đủ loại quái vật cực độc, ai không sợ? Anh, Hồng Phu vốn định nổi giận nhưng khi nàng nghĩ tới gã đàn ông máu lạnh vô tình này căn bản là không biết thương hương tiếc ngọc nên đành uất nghẹn nuốt hận. Nàng chìa bàn tay nhỏ bé ra nói, tôi đã làm theo yêu cầu của anh giải tán bọn họ. Thuốc giải đâu? Tần Lạc móc từ trong người ra một cái lọ nhỏ. Hắn đổ từ trong lọ ra một hoàn thuốc màu đen đưa cho Hồng Phu. Đừng nói là tôi không giữ chữ tín. Đây là thuốc giải. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Tại sao tôi phải tin tưởng anh? Cô cũng có thể không tin. Nếu như anh lừa tôi thì sao? Đáng đời. Anh, tôi đã cho cô thuốc giải còn uống hay không là chuyện của cô. Nói xong Tần Lạc định lên xe. Hồng Phu suy nghĩ một lát rồi nàng bỏ hoàn thuốc màu đen vào trong miệng. Sau khi Hồng Phu cẩn thận cảm nhận thân phận mình, cảm giác thân thể mình không có gì khác thường. Khi nhìn thấy mấy người Tần Lạc chuẩn bị lên xe, tay phải Hồng Phu khẽ chạm vào thắt lưng mình. Chiếc thắt lưng về vật trang sức lập tức nằm trong tay Hồng Phu. Dĩ nhiên Hồng Phu có thói quen sử dụng trường tiên.
roi hóa thành trường xà nhanh chóng tấn công vào cổ Tần Lạc, nhanh với một tốc độ khó tin. Hồng Phu đã nhanh nhưng đại đầu luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng cũng không chậm. Hai cây súng cùng xuất hiện, một khẩu nhắm vào đầu Hồng Phu, một nhắm vào tay nàng. Đây chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu như Hồng Phu chọn cách đã thương Tần Lạc thì đại đầu cũng bắn nổ tung đầu nàng. Nếu như Hồng Phu lựa chọn cách tránh né, đương nhiên nàng phải lựa chọn cách ngừng tấn công Tần Lạc. Vù! Lúc đó Hồng Phu đã có quyết định nhanh như chớp. Hồng Phu thu roi lại, người nàng nhanh nhẹn lùi lại tới một vị trí an toàn. Cô gái này với cặp mông nho nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn, động tác cực kỳ nhanh nhẹn tới mức khó tin. Đại đầu muốn thừa thắng xông lên nhưng Tần Lạc đã quát bảo hắn dừng lại. Tần Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh như không có gì của Hồng Phu, khinh thường nói, tôi nói cô ngu, cô còn cảm thấy oan ức. Cô đúng là đồ đầu heo. Cho dù cô có muốn giết tôi, cô cũng phải có một kế hoạch chu đáo. Cô làm vậy chỉ tự chuốt lấy khổ mà thôi. Hì hì, chỉ đùa một chút thôi. Hồng Phu cười hì hì nói. Loại chuyện như này không thể đùa giỡn. Tôi nói rồi, cô mà còn dám chọc vào tôi sẽ giết cô. Tôi biết tôi sai lầm rồi. Hồng Phu xấu hổ nói, bây giờ hai người chúng ta không ai nợ ai. Sau này nước giếng không phạm nước sông. Như vậy là tốt nhất, Tần Lạc nói, đồng bạn bị bắt của cô sẽ nhanh chóng được thả. Cô hãy lập tức mang bọn họ quay về Miêu Cương, tốt nhất là không nên quay lại đây nữa. Tại sao anh lại biết bọn họ sẽ được thả ra? Tôi đoán vậy, Tần Lạc tức giận nói. Với tình hình của đất nước Trung Quốc mà nói, không có bất kỳ người nào muốn mắc sai lầm trong vấn đề dân tộc. Nếu như Tần Lạc tính không sai thì nhất định người phụ trách hành động lần này sẽ không được thưởng công mà còn bị cấp trên giáo huấn cho một trận. Ai bảo Mi làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Mi hãy nói xem nên xử lý đám quái nhân này như thế nào đây? Giam giữ ư, không có lý do mà cũng chẳng ai dám làm. Điều duy nhất có thể làm là thả bọn họ ra, đưa bọn họ quay trở về. Anh giúp tôi xin cho bọn họ sao? Hồng Phu cười hỏi. Hồng Phu không hiểu rõ tình hình trong nước cho nên không thể nhận định tình hình chính xác như Tần Lạc. Khi nghe Tần Lạc nói những thảo cổ bà bị bắt sẽ được thả ra, Hồng Phu còn tưởng Tần Lạc đã giúp nàng. Còn xem tâm trạng đã, Tần Lạc mặt dày nói. Hắn thầm nghĩ làm cho cô gái này có cảm giác mắc nợ mình cũng là chuyện rất hay. Đôi khi anh cũng không phải là người đáng ghét, Hồng Phu cười hì hì nói với Tần Lạc. Cô vẫn là người đáng hận như cũ. Anh, Hồng Phu cười nhạt nói. Tôi đã nói muốn giết anh, những lời này vẫn còn hiệu lực. Vậy tới đây đi, Tần Lạc nói. Anh trúng độc mà cũng không biết sao. Cô có ý gì vậy? Tần Lạc sửng sốt hỏi. Hãy sờ vào cổ của anh đi. Tần Lạc giơ tay sờ cổ rồi hắn đột nhiên biến sắc. Cổ Tần Lạc xuất hiện một mụn nhỏ, giống như là bị muỗi cắn vậy nhưng lại không đau, không ngứa, hoàn toàn không có gì bất thường. Thế nhưng càng như vậy, Tần Lạc càng hiểu Hồng Phu không nói dối. Bản thân hắn đã cực kỳ chú tâm phòng ngự nhưng vẫn bị cô bé này hạ độc. Cô làm khi nào vậy? Tần Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Phu. Hắn thầm nghĩ liệu có nên đè cô gái này trước nơi đông người rồi lục tìm thuốc giải trên người nàng hay không? Tại sao tôi phải nói cho anh biết hả? Hồng Phu cười hỏi. Tần Lạc chăm chú nhìn cây roi trong tay Hồng Phu. Hắn hiểu cái roi của Hồng Phu phải có cái gì đó cổ quái. Không có gì thú vị cả. Không ngờ lại bị anh phát hiện ra. Hồng Phu nói, thì ra khi trước Hồng Phu vung roi đánh Tần Lạc chỉ là hư chiêu. Độc chiêu của roi này chính là thuốc độc bôi trên roi. Khi Hồng Phu phát lực vung roi đánh tất nhiên sẽ khiến cho thuốc độc trên roi bay ra ngoài, lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ cần một hạt thuốc độc rơi vào người Tần Lạc thì coi như là hạ độc thành công. Đây chính là chỗ lợi hại của cổ vương, vô thanh vô tức, rất khó phòng bị. Khi nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của Tần Lạc, Hồng Phu lên tiếng nhắc nhở. Anh không nên có bất kỳ ý định xấu nào. Tất cả các thuốc độc của tôi đều không có thuốc giải. Phương thuốc nằm trong đầu tôi. Chỉ cần tôi còn sống thì anh mới có thuốc giải. Đúng vậy, không có thuốc giải, chỉ có phương thuốc nằm trong đầu. Đây chính là truyền thống của các đời cổ vương. Điều này để tránh thuốc giải rơi vào tay người xấu, hơn nữa cũng là để giữ lại một con đường sống vào thời khắc quyết định. Dù gì nghề nghiệp của cổ vương nhiều khi không được mọi người chào đón. Những người bị hại đều muốn phanh thây bọn họ ra làm muôn mảnh. Cô muốn gì? Tần Lạc hỏi. Anh hạ độc trên người của tôi không thể báo thù một chút sao? Hồng Phu đắc ý nói, còn nữa sau này anh tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Bất kỳ lúc nào tôi gọi cũng phải tới.
chậm là chết đó. Hiểu rồi, Tần Lạc quay người bước lên xe. Tôi sẽ tìm hiểu chân tướng sự việc. Hồng Phu nói với Tần Lạc, nếu như tôi biết tất cả chuyện này do anh làm, tôi sẽ giết chết anh. Sau khi Tần Lạc ngồi vào trong xe, hắn ấn cửa sổ xe xuống nói với Hồng Phu ở bên ngoài, tôi quên nói cho cô một chuyện. Cái gì? 7 ngày sau hãy tới tìm tôi lấy thuốc giải. Anh có ý gì? Hồng Phu biến sắc hỏi. Anh đúng là đồ tiểu nhân. Vừa rồi anh cho tôi thuốc giải giả sao? Quả thật bên trong là thuốc giải. Tần Lạc nói, thế nhưng bên trong nó còn ngầm có một loại độc dược khác. Chiêu này sử dụng lần nào cũng hay. Lần trước Tần Lạc đã dùng chiêu này với Giê-xu. Sau khi xe chạy, ở đằng sau vẫn còn vang lên giọng nói tức giận của Hồng Phu, Tần Lạc, tôi nhất định sẽ giết anh. Càng ngày càng có ý tứ, Tần Lạc vuốt ve cái mụn nhỏ trên cổ và nói. Chương 853, ngu có ngu chiêu.